Nếu như tiến đến chơi cái trò chơi này chính là bạch tiền bối hoặc là bạch tiền bối lời nói, phân biệt sẽ khá dễ dàng. Nhưng hí tinh mã tiền bối lời nói, bởi vì không có hai vị bạch tiền bối loại kia bẩm sinh khủng bố mị lực, nhận biết độ cũng không cao. Trong lúc đang suy tư, chính đẻ ép hí tinh ngựa cuồng đánh, bị Tống Thư Hàng ngộ nhận là cầu bá Tống bá Tống hai tay ôm quyền, dùng phim nhân vật chính bộc phát sục sôi ngữ khí lớn tiếng gầm rú nói, đây là ta một kích cuối cùng, chịu chết đi, hắc mã. Hí tinh ngựa, Tống Thư Hàng trong đầu lập tức hiển hiện như thế một cái suy đoán. Cầu bá Tống không phải béo cầu đại lão, mà là hí tinh ngựa. Rối loạn, quá loạn. Bá Tống không phải bá Tống, cầu bá Tống không phải cầu, mà bá Tống mới là cầu, nhưng cầu cũng không phải bá Tống. Oanh! Một tiếng to lớn nổ vang tiếng. Bá Tống hai tay ôm quyền, hung hăng nện ở màu đen ngựa lớn trên người. Một kích này bên trong, ẩn chứa hủy diệt thuộc tính lực lượng pháp tắc. Tê ruột ruột màu đen ngựa lớn phát ra bi thảm đến cực điểm tiếng kêu, tựa như là con ngựa bị cắt đến lò sát sinh, bị chọc lấy một đao kêu thảm. Bị màu đen ngựa lớn đặt ở dưới thân thể lỏng quả cầu kim loại Tống Thư Hàng, ngược lại không cảm ứng được bao nhiêu thống khổ, hắn chỉ cảm thấy thân thể chấn động, có một đạo quyền kình xuyên thấu qua màu đen ngựa lớn truyền đến trên người hắn, lại thông qua thân thể của hắn truyền tới sau lưng trơ trọi vệ tinh trên người. Mấy hơi về sau, một cái càng lớn lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Là Tống Thư Hàng dựa lưng vào trơ trọi tiểu vệ tinh, bị đánh phát nổ. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, quá khoa trương a. Tiểu vệ tinh thể tích mặc dù không lớn, nhưng trực tiếp bị một quyền đánh nổ, uy lực của một quyền này phải có bao nhiêu cường hoành. Coi như Tống Thư Hàng trở về bản thân bản thể, chống lên tất cả pháp khí, kích hoạt tất cả thối thể công pháp, triển khai tất cả phòng ngự thủ đoạn, chúng vào như thế một quyền, cũng phải ngỏm củ tỏi. Tiểu vệ tinh bạo tạc sinh ra khủng bố trùng kích đem Tống Thư Hàng, màu đen ngựa lớn, bá Tống tung bay ra ngoài. Nhưng ngay tại bạo tạc sinh ra sau trong nháy mắt, kịch liệt bạo tạc tiểu vệ tinh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tính cả uy lực nổ tung cùng nhau biến mất tựa như là bị người từ thế giới bên trong xóa đi. Cái này tựa hồ là cái trò chơi này không gian quy tắc lực lượng. Tống Thư Hàng ba cái bị ném đến trong tinh không. Đang bị ném đi quá trình bên trong, đột nhiên có một cái đại thủ bắt lấy Tống Thư Hàng, đem hắn nhấc lên, nhét vào trong một chiếc hộp. Phong ấn, Tống Thư Hàng trong lòng giật mình. Hắn ngẩng đầu một cái. Liền nhìn thấy bá Tống chính vui vẻ đem hắn đóng gói sắp xếp gọn, còn tại trên cái hộp trói lại nơ con bướm. Tống Thư Hàng. Sẽ như vậy làm, tuyệt đối không phải béo cầu đại lão. Béo cầu đại lão nếu như bắt hắn lại, trước tiên sẽ đem hắn triệt để bóp chết. Sở dĩ, cái này bá Tống hoặc là tam nhãn tiền bối, hoặc là hí tinh ngựa. Mà từ trước mắt xem ra, là hí tinh ngựa khả năng lớn hơn. Bá Tống tại đem thể lỏng quả cầu kim loại hình dáng Tống Thư Hàng sắp xếp gọn về sau, thân hình của nó bắt đầu biến hóa. Đảo mắt trước, hắn từ bá Tống biến thành một cái thể lỏng quả cầu kim loại. Tống Thư Hàng, cười lạnh cầu đại gia ta vô địch thiên hạ, cái này tân sinh thể lỏng quả cầu kim loại nắm vuốt cuống họng, đọc lấy phi thường lúng túng lời kịch. Tiếp đó, hắn đem chứa Tống Thư Hàng hộp phòng ấn đến một khỏa thiên thạch bên trong. Bố trí thỏa đáng về sau. Thân hình của nó bắt đầu ở trong hư không quay cuồng lên, đồng thời phát ra một đợt kinh điển kêu thảm, a a a a. Phương xa màu đen ngựa lớn rốt cục ổn định thân hình. Hắn quay đầu chung quanh, lại phát hiện nguyên bản bá Tống đã biến mất không thấy gì nữa, tốt bên ngoài biểu là thể lỏng quả cầu kim loại, nội tại lại là Tống Thư Hàng cầu, còn không có trốn xa. Màu đen ngựa lớn có chút cúi đầu, thân hình khẽ động, lần nữa hướng phía cái này nghi là Tống Thư Hàng thể lỏng quả cầu kim loại phóng đi. Oanh! Màu đen ngựa lớn thân hình nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện ở thể lỏng quả cầu kim loại trước người, một đôi móng trước vô tình đập xuống. Thể lỏng quả cầu kim loại tựa hồ không kịp tránh né, ngạnh sinh sinh dùng thân thể tiếp cái này hai vó, bị lần nữa đánh bay ra ngoài. Mã tiền bối, nhanh ở vó A, ta thật là Thư Hàng A, ta không lừa ngươi. Không tin, ta biết ngươi phải bên đùi có một hạt nốt ruồi. Bí mật này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Thể lỏng quả cầu kim loại bị đánh bay thời điểm, còn không ngừng kêu to. Nhưng màu đen ngựa lớn căn bản bất phi sở động, đuổi kịp thể lỏng quả cầu kim loại về sau, nó móng trước huy vũ liên tục, một giây lúc hắn ngạnh sinh sinh liền ném ra mấy chục vạn vó. So sánh dưới, trên chiến trường bị thiên quân vạn mã móng ngựa dẫm đạp nỗi khổ đây tính toán là cái gì? Một giây mấy chục vạn vó đạp dẫm tổn thương, mới thật sự là đáng sợ. Thể lỏng quả cầu kim loại thân thể,
trực tiếp bị đạp bạo, hóa thành vô số giọt nước nhỏ, tản mát đến bầu trời sao. Nhưng màu đen ngựa lớn vẫn còn không có buông tha đối phương, người khác lập mà lên, há mồm phun ra một đợt hỏa diễm, tựa như long tức giống nhau cường tráng liệt. Ngọn lửa này cực kỳ đáng sợ, không có gì không đốt, mục tiêu không chết hắn liền bất diệt. Mỗi một giọt thể lỏng kim loại giọt nước bên trên đều phụ lên hỏa diễm, toàn bộ bầu trời sao hóa thành biển lửa. Ta đã biết, ngươi căn bản không phải Mã tiền bối. Ngươi là ai? Ngươi là Tam nhãn tiền bối vẫn là béo cầu đại lão? Trong hư không, bị đánh nổ thể lỏng quả cầu kim loại một lần nữa hội tụ, biến thành một cái thiêu đốt cầu. Đối diện màu đen ngựa lớn không nói một tiếng, vùi đầu chính là một vòng mới công kích, phóng tới thể lỏng quả cầu kim loại. Một cầu, một ngựa lại dây dưa đến cùng một chỗ. Bị đựng ở trong hộp tống thư hàng, xuyên thấu qua béo cầu đại lão tiểu hào đặc hữu thiên phú thị giác, hoàn chỉnh xem bên trên chiến cuộc. Hiện tại hắn có thể xác định, trước đó bá tống, hiện tại thể lỏng quả cầu kim loại chính là hí tinh ngựa không thể nghi ngờ. Ngoại trừ hắn, không ai hí sẽ có nhiều như vậy. Trong cuộc chiến hắn nhìn lấy chật vật, nhưng từ đầu tới đuôi nó đều đang diễn trò, hoàn toàn là đang đùa giỡn màu đen ngựa lớn. Không biết cái này thất màu đen ngựa lớn đến cùng là Tam nhãn tiền bối. Vẫn là béo cầu đại lão. Nhưng bất kể là ai, đối mặt diễn kịch hí tinh ngựa, chỉ sợ đều muốn ăn thiệt thòi. Tống Thư Hàng trong lòng âm thầm suy nghĩ, suy đoán. Nhưng sau một khắc, hắn liền bị đánh mặt. Một mực đang đùa giỡn lấy màu đen ngựa lớn thể lỏng quả cầu kim loại hí tinh ngựa, bị màu đen ngựa lớn gắt gao đặt ở mặt đất, bị đánh lên không được thân, không có lực phản kháng chút nào. Màu đen ngựa lớn ngửa đầu, uy phong lẫm liệt. Dưới chân thể lỏng quả cầu kim loại mềm thành một bãi, liền hình tròn đều duy trì không được. Thắng bại đã định. Tống Thư Hàng. Hí tinh ngựa chơi thoát. Sở dĩ, đây rốt cuộc là cái gì thần phát triển? Hắn cảm giác mình sọ não đau đến không được. Cùng lúc đó, tại màu đen ngựa lớn nâng cao móng ngựa, chuẩn bị cho thể lỏng quả cầu kim loại một kích cuối cùng, khóa chặt thắng cục thời điểm, bầu trời sao trong bóng tối có một bóng người lặng lẽ hiển hiện, đối màu đen ngựa lớn phát khởi ti tiện đánh lén. Mới đăng tràng, là Nho Gia Thánh Nhân. Vị này Nho Gia Thánh Nhân vừa đăng tràng, không chút do dự đem một thanh độc lưỡi đao đâm hướng màu đen ngựa lớn đồng thời, hắn đưa tay hất lên, đem một cái khác chuôi ngâm độc lưỡi dao ném hướng bãi thành một đoàn thể lỏng quả cầu kim loại. Cực kỳ tham lam, vừa ra trận liền muốn cắt hai người đầu. Nhưng nó thời cơ xuất thủ thực sự quá tốt, vừa vặn ở vào màu đen ngựa lớn cùng nghi là hí tinh ngựa thể lỏng quả cầu kim loại quyết định thắng bại trong nháy mắt. Đây chính là đánh lén cùng thu hoạch đầu người cơ hội tốt nhất. Cái này một đợt tập kích, có lẽ thật sự sẽ thành công. Nhưng mà, ngay tại độc lưỡi đao sắp ghim trúng màu đen ngựa lớn trong nháy mắt, màu đen ngựa lớn đột nhiên bạo khởi nguyên bản đang dùng móng trước điên cuồng đạp kích thể lỏng quả cầu kim loại hắn bỗng nhiên đứng thẳng người lên, lấy một cái xảo diệu góc độ tránh đi Nho Gia Thánh Nhân đánh lén. Đồng thời, hắn đùi phải cao cao nâng lên, một cái xinh đẹp hồi toàn cước, quét về phía Nho Gia Thánh Nhân. Tránh né, phản kích đều trong nháy mắt hoàn thành. Đứng ngoài quan sát Tống Thư Hàng bén nhạy phát hiện, màu đen ngựa lớn trong đùi phải bên cạnh, căn bản không nốt ruồi. Mặt khác, cái này màu đen ngựa lớn đứng thẳng người lên phản kích một chuỗi động tác, như hành động nước chảy, phảng phất hắn vốn chính là ngựa. Đông màu đen ngựa lớn móng cùng Nho Gia Thánh Nhân va chạm, thanh âm đinh tai nhức óc. Nho Gia Thánh Nhân bị đá rút lui, hắn thấy đánh lén thất bại liền không còn cưỡng cầu, thuận thế mượn lực cùng màu đen ngựa lớn kéo dài khoảng cách. Nhưng trên mặt đất bãi kia thể lỏng quả cầu kim loại liền không có vận tốt như vậy, hắn bị Nho Gia Thánh Nhân ném ra độc lưỡi đao ghim chúng, bãi thành một đoàn thân thể bắt đầu bốc khói bốc hơi, cách cái chết không xa. Cuồng thiếu chí ít trước đem bá tống giải quyết, nhưng đáng tiếc nơi này là trò chơi tiểu thế giới. Vị này Nho Gia Thánh Nhân lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Bị giam tại trong hộp tống thư hàng, lập tức liền đoán được vị này Nho Gia Thánh Nhân thân phận cái này mới thật sự là béo cầu. Đoán chừng béo cầu đại lão nguyện vọng cùng Nho Gia Thánh Nhân có quan hệ. Tống Thư Hàng đại khái có thể đoán ra nguyện vọng của nó, đoán chừng nguyện vọng hẳn là đạt được thắng lợi, thu hồi bị Nho Gia Thánh Nhân táp tới cái kia tồn tại. Sở dĩ khi tiến vào tiểu thế giới này về sau, hắn sẽ lấy Nho Gia Thánh Nhân hình tượng xuất hiện. Đã Nho Gia Thánh Nhân mới là béo cầu đại lão lời nói, đen như vậy sắc ngựa lớn là Tam nhãn tiền bối. Đoán được khả năng này thời điểm, Tống Thư Hàng âm thầm trà sát đem mồ hôi lạnh.
Vừa rồi đại hắc mã đối thể lỏng quả cầu kim loại chính là một đợt cuồng đỗi, dùng móng ngựa vào chỗ chết đạp mạnh. Đây là hắn biết thể lỏng quả cầu kim loại là Tống Thư Hàng điều kiện tiên quyết, nói cách khác, tam nhãn tiền bối muốn đối chính là hắn Tống Thư Hàng, hận không thể dùng móng đem hắn đạp nát. Quay đầu ta có phải hay không đến đối tam nhãn tiền bối tốt đi một chút, nói thế nào tiền bối cũng là cửu u chúa tể, không thể quá tin tưởng hắn hạn cuối. Vạn nhất ngày nào tam nhãn tiền bối cùng ta nâng cốc ngôn hoan thời điểm, vụng trộm đem ta đầu cho cắt. Chờ lúc này trò chơi sau khi kết thúc, ta nhất định phải đối xử tử tế tam nhãn tiền bối. Tùy tiện ở giữa sẽ không lại hố hắn, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, đại hắc mã cùng béo cầu đại lão biến thành nho gia thánh nhân đã chiến thành một đoàn. Các loại Tống Thư Hàng căn bản xem không hiểu, hoa mắt pháp thuật, kiếm thuật, thần thông, không cần tiền rơi xuống. Toàn bộ tinh vực đều bao phủ tại đại hắc mã cùng béo cầu đại lão pháp thuật quang mang bên trong, quần tinh vỡ nát. Song phương thân hình hóa thành quang mang, trong tinh không không ngừng nhảy vọt, lấp lóe, va chạm. Tiểu thế giới đều muốn không chịu nổi song phương thủ đoạn, có loại muốn sụp đổ ra dấu hiệu. So sánh dưới, Tống Thư Hàng bắt trước béo cầu đại lão diễn hóa chiến tranh thành lũy phát xạ ức vạn pháo quang, biến trò trẻ con. Hai vị chiến đấu lửa nóng hóa. Đánh lấy, trong bất chi bất giác, bọn chúng lại đánh về đến khởi điểm, về tới Tống Thư Hàng ẩn thân thiên thạch cùng cái kia bầy hí tinh ngựa biến thành thể lỏng kim loại bên cạnh. Chiến đấu đến giờ phút này, song phương cơ hồ đều đầu nhập vào toàn bộ tinh lực, thậm chí không cách nào cố kỵ bên trên hoàn cảnh. Bạo tạc, hủy diệt thành mảnh tinh vực này giọng chính. Béo cầu biến thành nho gia thánh nhân cùng đại hắc mã ở giữa, có vô số pháp tắc tại tương hỗ chôn vùi. Trong thoáng chốc, hình như có thế giới hư ảnh tại song phương trong giao chiến không ngừng sinh ra, lại không ngừng hủy diệt. Tại béo cầu đại lão đem toàn bộ tinh lực đầu nhập trận này chống lại thời điểm, nhưng không có phát hiện. Cách đó không xa bên trên bãi kia bị đâm độc lưỡi đao thể lỏng kim loại, chính lặng lẽ ngưng tụ thành hình. Cùng hắn đối kháng đại hắc mã, khóe miệng sinh động có chút dương lên. Sau một khắc, hắn đột nhiên nổi lên, âm thầm xúc thế đã lâu công kích hung hăng đụng trên người béo cầu đại lão. Béo cầu đại lão bị đánh lui lại, nhưng nó lực chú ý còn tại đại hắc mã trên người. Một cái cơ hội, cứ như vậy bị xảo diệu chế tạo ra. Bãi kia thể lỏng kim loại bạo khởi, hóa thân thành một thớt trắng noãn ngựa lớn. Bạch mã móng trước lóe ra đại biểu tai nạn pháp tắc phù văn, hung hăng đập vào béo cầu đại lão biến thành nho gia thánh nhân trên lưng. Cái này đạp đánh chúng, ngoại trừ tai nạn pháp tắc hiệu quả bên ngoài. Mơ hồ trong đó còn mang theo một sợi chí cao vô thượng lực lượng. Hí tinh ngựa thân phận trùy thực. Bổ béo cầu đại lão há miệng thổ huyết, cùng đại hắc mã đối phát nổ lâu như vậy nó đều không bị trọng thương, lại bị phía sau cái này đối móng âm hai vó. Không đợi béo cầu kịp phản ứng, phía trước đại hắc mã lần nữa lách mình lấn đến gần, người khác lập mà lên, phải vó đánh ra một chiêu ẩn chứa chí cao đại đạo quyền pháp. Quyền chưa đến, quyền ý trước gặp. Đấm ra một quyền, chư thiên vạn giới tựa hồ cũng ẩn chứa tại một quyền này bên trong, cùng một quyền này đối kháng chính là đối địch với chư thiên vạn giới. Béo cầu đại lão chỉ kịp bày ra tư thế phòng ngự, liền bị màu đen ngựa lớn cái này kinh khủng vó quyền kích bên trong, toàn bộ tiếp thụ uy lực của một quyền này, thương càng thêm thương. Tối đen, tái đi hai cái ngựa lớn, cùng nhau đứng thẳng người lên, đối mặt béo cầu. Tam nhãn tiền bối cùng hí tinh ngựa liên thủ. Thiên thạch bên trong Tống Thư Hàng sững sờ. Đây là muốn cường cường liên thủ, trước đem béo cầu đại lão bài trừ trò chơi. Đối diện, béo cầu đại lão biến thành nho gia thánh nhân lần nữa thổ huyết, thân thể của nó bắt đầu dần dần biến trong suốt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm một đen một trắng hai thất ngựa lớn, ta đánh giá thấp thủ đoạn của các ngươi, vẫn còn có loại này gian lận phương án. Ta cũng không có gian lận, màu trắng ngựa lớn miệng nói tiếng người, phát ra bạch tiền bối thanh âm. Béo cầu đại lão nói, một cái lên hai cái hào, còn có cái gì tốt giải thích? Người ta đều là cửu u chúa tể, gian lận loại sự tình này thiên kinh địa nghĩa, chỉ có thể trách tay ta cấp không đủ. Ta có thể cho ngươi giải thích, đáp án rất đơn giản. Bởi vì vị kia tam nhãn đạo hữu bắt đầu liền gặp gỡ ta về sau đó không lâu liền lựa chọn bỏ quyền. Màu trắng ngựa lớn lộ ra nhân tính hóa tiếu dung, ta khi tiến vào trò chơi trước nguyện vọng là để diễn kỹ nâng cao một bước. Nguyện vọng này cụ hiện hóa đi ra kỹ năng phi thường thú vị, năng lực tên là trung cực diễn kỹ. Mà năng lực này bên trong có một cái chi nhánh tiểu kỹ xảo gọi một ngựa phân sức lưỡng giác. Ta dùng một ngựa phân sức lưỡng giác năng lực,
lâm thời mượn dùng bỏ quyền tam nhãn đạo hữu thân thể. Béo cầu đại lão, ta không tin tam nhãn lại nhanh như vậy bị ngươi chùy bạo, thực lực của hắn không ở đây ngươi ta phía dưới. Sở dĩ, ta nói qua hắn là bỏ cuộc, bỏ quyền sau hắn tiền đánh bạc, hết thảy 3 phần bản thiết kế, sẽ trực tiếp phân cho chúng ta 3. Màu trắng ngựa lớn chậm rãi nói. Nói cách khác, từ đầu tới đuôi chính là hí tinh ngựa một mình đang diễn giật dây. Tống Thư Hàng quyết định đánh cược trò chơi kết thúc về sau, liền đi đặt trước chế cái ngựa vằn thưởng cúp, tặng cho hí tinh mã tiền bối. Trừ cảm giác hí tinh mã tiền bối rất tuyệt bên ngoài, Tống Thư Hàng sau này không lời nào để nói. Tam nhãn tại sao phải bỏ quyền, đánh cược bên trong bảo vật, hắn không có khả năng không động tâm. Chờ chút, ta hiểu được, người hối lộ hắn. Béo cầu đại lão thân hình càng lúc càng mờ nhạt, nó sau này bị loại, chỉ có thể dẫy dụa lấy kể xong cuối cùng mấy câu. Nó nghĩ thông suốt. Lần này đánh cược, tam nhãn lấy ra chính là 3 tấm pháp khí bản thiết kế, Tống Thư Hàng xuất ra chính là liên quan tới thiên đạo cầu bị cắn bộ phận tồn tại tình báo. Chính béo cầu tiền đánh bạc thì là 1 tháng không gian lực lượng ngưng tụ mà thành không gian quyền hành hạt giống nho ra thánh nhân pháp khí nho điển chỗ tình báo. Nhưng những bảo vật này, kỳ thật đều không thể hấp dẫn đến tam nhãn. Không gian quyền hành hạt giống, thánh nhân pháp khí, thiên đạo cầu di thất tồn tại đối tam nhãn đến nói, kỳ thật đều là phế vật. Duy chỉ có ngựa lớn bạch tiền đánh bạc chí tôn phù văn có thể để cho tam nhãn động tâm. Cho nên, như ngựa lớn bạch phù văn không chỉ một viên, nghĩ hối lộ tam nhãn liền rất đơn giản. Béo cầu đại lão không cam lòng nói, bạch, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn hèn hạ. 2 thất hí tinh ngựa, vì cái gì không nghe ngựa giải thích a? Ta đến cùng hèn hạ chỗ nào a? Đang khi nói chuyện, béo cầu đại lão thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nó cũng không hề từ bỏ. Mặc dù đánh cược thua, nhưng là Tống Thư Hàng vẫn còn ở đó. Chỉ chờ rời đi cái này tán tài không gian, nó liền sẽ ngóc đầu trở lại, đem Tống Thư Hàng cầm xuống, đem tình báo đoạt lại. Màu đen ngựa lớn duy trì đứng thẳng người lên động tác, nhún nhún một đôi móng trước. Màu trắng ngựa lớn quay người đối Tống Thư Hàng ẩn thân thiên thạch, dùng bạch thanh âm trầm giọng nói, ra đi, bá Tống. Ta biết ngươi liền trốn ở nơi đó, ta nghe được khí tức của ngươi. Tống Thư Hàng, ra cái dám đấy, ta bây giờ bị ngài tự tay phong ấn tại trong hộp. Vận mệnh liền cùng Hà Chỉ Ma Đế đồng dạng thân bất do kỷ, căn bản là không có cách ra được không. Màu đen ngựa lớn móng trước rơi xuống, sau đó đạp trên yêu nhã bước chân đi vào thiên thạch bên cạnh, đem hộp lấy ra, mở ra. Áp xúc Tống Thư Hàng như là thổi hơi đồng dạng, nhanh chóng bành trướng, khôi phục thành cầu. Tam nhãn tiền bối sau này bỏ quyền, béo cầu đại lão sau này di, hiện tại đánh cược bên trong chỉ còn lại Tống Thư Hàng cùng hí tinh ngựa. Tống Thư Hàng mở miệng nói, tiền. Hắn muốn hỏi một chút hí tinh mã tiền bối, muốn hay không hắn chủ động bỏ quyền, kết thúc đánh cược đánh thì đánh bất quá hí tinh mã tiền bối. Lại nói, hiện tại chỉ còn lại hắn cùng hí tinh ngựa, vô luận ai thắng đều như thế. Bổ đột nhiên, màu trắng hí tinh ngựa phun ra một ngụm máu tươi, nó cao lớn thân thể mềm mềm đổ xuống, đổ vào Tống Thư Hàng cầu trên thân. Tống Thư Hàng, chuyện gì xảy ra tình huống gì rồi? Thư Hàng, ta không được. Lúc này, bạch mã tiền bối dùng hư nhược thanh âm nói, mới vừa rồi cùng béo cầu chiến đấu bên trong, ta bị đâm độc lưỡi đao, trúng độc không nhẹ. Hiện tại thân thể của ta, tựa như lửa tại đốt, kịch liệt đau nhức vô cùng. Ta nghĩ, ta khả năng sắp phải chết. Tống Thư Hàng, ta mặc dù vẻn vẹn thất phẩm tôn giả cảnh giới, nhưng ta vẫn là có thể cảm ứng được trong cơ thể ngươi cái kia khổng lồ vô cùng sinh cơ cùng sinh động sinh mệnh lực. Giết ta đi. Giết ta đi nhận lấy thắng lợi cuối cùng, tính mạng của ta sắp đến điểm cuối cùng, mà ngươi đem đạp trên hài cốt của ta, leo lên vương tọa, lên ngôi vua. Bạch mã tiền bối dùng sục sôi thanh âm nói. Bên cạnh, màu đen ngựa lớn miệng phát ra một chút không rõ ý nghĩa thanh âm. Lắng nghe phía dưới, tựa hồ là đang hát thê lương tiểu khúc. Nó đây là tại vì thế tình cảnh này phối một cái bối cảnh âm nhạc, phụ trợ hạ bi thương bầu không khí. Tống Thư Hàng. Ta có phải hay không muốn đem thánh viên nhóm triệu hoán đi ra, gia tăng hạ bầu không khí cường độ? Trả lời ta, người nguyện ý sao? Đột nhiên, bạch mã lời kịch họa phong biến đổi. Tống Thư Hàng thở dài, ta lựa chọn gâu đai. Câu trả lời của hắn quá không xứng hợp, bạch mã hắc mã tạo nên tới bầu không khí cũng bị mất. Hắc mã bi thương tiếng ca dừng lại. Có đúng không, đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Cỡ nào đắng chát đáp án? Bạch mã yếu ớt nói. Nó duỗi ra một con móng ngựa,
run rẩy vuốt ve Tống Thư Hàng cầu thân. Ngay tại nó móng vất vả đụng phải Tống Thư Hàng thời điểm, nó một cái khác móng đột nhiên xuất thủ như điện. Một thanh ngâm độc lưỡi dao, đâm vào đến Tống Thư Hàng cầu thân bên trong. Đi thôi, hài tử, nguyện vọng của ngươi thực hiện, Bạch Mã dùng từ bi giọng nói. Tống Thư Hàng một tiếng hét thảm, a, à. Vết thương nóng bỏng đau nhức, giống hỏa diễm thiêu đốt, kịch độc nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Chúng độc thống khổ, đối Tống Thư Hàng đến nói vẫn tương đối tươi mới thể nghiệm chủ yếu là thất phẩm tôn giả cảnh giới tam đại công pháp tôi luyện thân thể đại thành về sau, phổ thông kịch độc đối với hắn mất đi ý nghĩa. Mà trước đây hắn khi yếu ớt, cũng không có chúng kịch độc kinh lịch. Tống Thư Hàng đắm chìm trong chúng độc thống khổ bên trong, sinh mệnh dần dần đi đến điểm kết thúc. Hôm nay, hắn Tống mỗi người, lại chết. Trong mắt quản gia quả nhiên không phải thần chỉ, nó bị treo ở phòng ấn trụ bên trên nốt thời điểm, hướng nó cầu nguyện quả nhiên không có hiệu quả. Trước khi chết, Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện một cái ý niệm như vậy. Trung quy đến nói, trong mắt quản gia chỉ có thể coi là thần bộc, pháp lực có hạn. Nếu đổi lại là tam nhãn tiền bối treo ở phòng ấn trụ bên trên nốt thời điểm, cầu nguyện hiệu quả liền cường lực hơn nhiều. Tống Thư Hàng tại tiểu thế giới bên trong chết rơi về sau, ý thức lâm vào hắc ám. Trải qua gần 10 phút sau, ý thức mới từ trong bóng tối khôi phục lại. Từ tiểu thế giới bên trong rời khỏi trò chơi cần thời gian lâu như vậy. Tống Thư Hàng trong lòng nghi hoặc, 10 phút thời gian, đều đủ hắn từ phục sinh đại trận bên trong phục sinh một lần. Chờ chút. Đừng nói cho ta tại cái kia trò chơi tiểu thế giới bên trong chết về sau, liền thật chết mất. Sau đó cái gọi là rời khỏi trò chơi là lợi dụng tam nhãn tiền bối chuẩn bị phục sinh trận pháp phục sinh một lần. Tống Thư Hàng đột nhiên mở to mắt. A, à, cái thứ ba tỉnh lại là tiểu bá Tống A, xem ra người thắng cuối cùng là Mã Đạo Hữu. Tam nhãn tiền bối thanh âm lười biếng vang lên. Ta chết đi sao? Tống Thư Hàng hỏi. Khẳng định, chẳng lẽ ngươi ngay cả mình chết không chết cũng không biết. Ngươi là bị Mã Đạo Hữu đánh lén giết chết sao? Tam nhãn tiền bối nghi ngờ nói. Không, ta không phải ý tứ này. Ta nói là, ở trong game chết mất, có thể hay không trong hiện thực cũng chết mất, sau đó tam nhãn tiền bối ngươi dùng phục sinh trận pháp đem ta phục sinh. Tống Thư Hàng sờ lên thân thể của mình, sợ mình thiếu đi trọng yếu linh kiện. Ngươi suy nghĩ nhiều, cao cấp phục sinh trận pháp cũng không phải rau cải trắng. Chớ nói chi là Mã Đạo Hữu cùng cửu u cầu chúa tể cảnh giới, ta từ chỗ nào đi cho chúng nó phối trí một cái phục sinh trận pháp. Tam nhãn tiền bối ba con mắt cùng một chỗ mắt trợn trắng, làm phiền ngươi dùng chân chỉ suy nghĩ một chút. Có đạo lý, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Tam nhãn tiền bối giảng đạo lý rõ ràng, hắn không có phản bác luận điểm. Lục phẩm phía trên cảnh giới lúc, tu sĩ phục sinh trận pháp liền phải chế tạo riêng, phổ thông phục sinh kim tệ, phục sinh thập tự giá loại hình liền không cách nào phát huy được tác dụng. Thực lực càng mạnh, tu sĩ phục sinh liền càng khó khăn. Chớ nói chi là hí tinh mã cùng béo cầu đại lão đẳng cấp này tồn tại, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tìm tới thích hợp phục sinh trận. Cho nên, là ta nghĩ nhiều rồi sao? Tống Thư Hàng một bên suy tư, một bên gắt gao nhìn chằm chằm tam nhãn tiền bối. Luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kình, nhưng trong lúc nhất thời lại không cách nào tìm ra đến cùng có chỗ nào không đúng kình. Đúng rồi, béo cầu đại lão đâu? Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Béo cầu đại lão tại lúc trước hắn liền bị hí tinh mã tiền bối hai đánh một đối bạo, so với hắn càng về sớm hơn du lịch hí. Hiện tại béo cầu đại lão ở đâu? Nó cầm đi một phần pháp khí bản thiết kế, trước hết một bước rời đi. Yên tâm đi, nó mặc dù rời đi, nhưng tiền đánh bạc đều lưu tại nơi này. Tam nhãn tiền bối dứt lời, lại lấy ra hai phần bản thiết kế, đưa về phía Tống Thư Hàng, người cũng từ đó tuyển một phần bản thiết kế đi. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây không phải tam nhãn tiền bối người tiền đánh bạc sao? Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, ta khi tiến vào đánh cược không lâu sau liền bỏ cuộc, làm bỏ quyền đại giới, ta cái này ba phần bản vẽ thiết kế, sẽ phân biệt đưa tặng cho ngươi, béo cầu đạo hữu cùng mã đạo hữu. Ngươi có thể từ đó lựa chọn một phần bản thiết kế, còn sót lại một phần là mã đạo hữu. Tống Thư Hàng nhìn về phía còn sót lại hai phần bản thiết kế. Một phần là hành tinh chiến lược pháp khí bản thiết kế. Một phần khác là bao trùm hành tinh tuyệt đối lực trường hộ thuẫn bản thiết kế. Mà béo cầu đại lão lựa chọn lấy đi vô cùng lớn uy lực pháp khí công kích khai thiên nhãn pháp khí bản thiết kế. Tống Thư Hàng. Béo cầu đại lão nguyên bản liền hỏa lực hung mãnh, nếu như lại thêm mọc ra mắt tinh cầu đại lão khai thiên nhãn công kích,
quả thực không cho hắn cái này cấn tay sinh vật có vú đường sống. Ta tùy tiện đi, dù sao bản thiết kế cho ta, ta cũng tạo không ra cái đồ chơi này. Tống Thư Hằng tiện tay rút một chương tuyệt đối lực trường hộ thuẫn bản vẽ. Vậy kế tiếp liền chờ Mã đạo hữu ra, nhận lấy phần thưởng. Tam nhãn tiền bối mỉm cười nói, mặc dù thua đánh cược, nhưng hắn tâm tình lại rất vui sướng dáng vẻ. Trên bầu trời sáng lạn ánh nắng chính là tam nhãn tiền bối vui vẻ chứng minh. Thật chẳng lẽ như béo cầu đại lão suy đoán, tam nhãn tiền bối đang đánh cược trong cục cùng hí tinh Mã tiền bối làm giao dịch, đạt được vật hắn muốn. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Hí ruột ruột lúc này, vừa bên trên hí tinh Mã cũng tỉnh lại, nó là người thắng cuối cùng. Tại nó tỉnh lại thời điểm, đánh cược nghi thức quang mang rơi xuống người nó. Một viên không gian quyền hành hạt giống cùng bao hàm nho gia thánh nhân pháp khí nho điển tình báo ký ức tinh khối, còn có ẩn chứa thiên đạo cầu di thất bộ phận tình báo ký ức tinh khối cùng hí tinh Mã mình chí tôn phù văn. Bên cạnh, tam nhãn thiếu niên đem cuối cùng một chương hành tinh chiến lược pháp khí bản vẽ đưa cho hí tinh Mã. Hí tinh Mã nhẹ gật đầu, tất cả đồ ước thắng lợi phẩm lơ lửng trước mặt nó, như vệ tinh đồng dạng vây quanh nó xoay tròn. Sau đó, nó nheo mắt lại nhìn về phía Tống Thư Hằng. Muốn không, muốn không, muốn không, nó mặt ngựa tựa như có thể nói chuyện, phảng phất khắc đầy muốn không ba chữ này. Tống Thư Hằng rốt cuộc minh bạch chư thiên vạn giới đỉnh tiêm các đại lão nhìn thấy mặt của hắn lúc, liền biết nội tâm của hắn ý nghĩ là cảm giác gì tại các đại lão trong mắt, mặt của hắn tựa như là hí tinh Mã tiền bối hiện tại bộ dáng, phảng phất khắc lấy chữ. Bạch Mã tiền bối, ta muốn nho điển tình báo. Tống Thư Hằng đưa lên trong tay mình bản thiết kế, tương đối, bản thiết kế ta không dùng được. Chúng ta trao đổi đi. Dù sao, nho điển đối tạo hóa tiên tử mà nói, ý nghĩa phi thường trọng đại. Ngươi vẫn là quá non, thiếu niên. Hí tinh Mã tiền bối há miệng dùng thuần thục tiếng Anh thì thầm, lần này thanh âm không phải bạch thanh âm, mà là Âu Mỹ phim lời kịch. Hí tinh Mã tiền bối một mực tại học tập, một mực tại tiến bộ, xưa nay không bị thời đại vứt bỏ. Một chiêu này bóp phim lời kịch phát ra thủ đoạn, rõ ràng là từ Tống Thư Hằng công đức xà mỹ nhân cái kia học. Chỉ có tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành ta tất cả đều muốn. Hí tinh Mã tiền bối lần nữa phát ra tiếng nói. Tống Thư Hằng. Hí ruột ruột Mã tiền bối đứng thẳng người lên, thét dài một tiếng. Lúc này, Tống Thư Hằng trong túi thông nương toát ra ngọn hành nhọn, phiên dịch nói, ý của tiền bối là, đi theo ta niệm. Nó để Thư Hằng ngươi đi theo nó niệm lời kịch. Tống Thư Hằng, không, không cần đi, quá khó vì tình. Hí tinh Mã tiền bối cười ha ha. Xoay người rời đi, tất cả bảo vật vây lấy nó xoay tròn, cùng nhau rời đi. Chờ chút tiền bối. Ta chính là già mồm một chút, không phải thật sự thẹn thùng, ta lập tức liền niệm. Tống Thư Hằng vội vàng kêu lên. Hắn dù sao cũng là da mặt dày nam nhân. Da mặt thứ này, cần thời điểm có thể chứa đi lên. Không cần thời điểm liền phải buông xuống. Bên cạnh tam nhãn tiền bối bưng lấy chén trà, đắc ý nhấp một miếng thể xác tinh thần vui sướng. Ác nhân còn cần ác nhân ma. Bá tống loại này không ra mặt người, liền cần hí tinh đến mài. Chỉ có tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành ta tất cả đều muốn. Tống Thư Hằng học hí tinh Mã tiền bối ngữ khí, đọc lên câu này lời kịch. Kỳ thật kỹ xảo của hắn rất không tệ, nếu không cũng không thể đem người kia gặp người hận cao thăng sư huynh diễn sống tới. Hí tinh Mã nháy nháy mắt, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nó duỗi móng ở bên người bảo vật vỗ một cái. Trừ viên kia phù văn bên ngoài, cái khác tất cả đồ ước bảo vật, toàn bộ bay đến Tống Thư Hằng bên người, rơi vào trong tay hắn. Nho điển ký ức, bản vẽ thiết kế, còn có béo cầu một tháng không gian quyền hành ngưng tụ mà thành hạt giống. Hí ruột ruột Mã tiền bối đứng thẳng người lên, bày ra kinh nghiệm tư thế. Sau đó, thân thể của nó tiêu tán, một lần nữa hóa thành một bộ tiểu mã mô hình. Trong mắt quản gia đem tiểu mã mô hình nhặt lên, xoa xoa. Còn cho tam nhãn thiếu niên. Đồng thời, nó hướng Tống Thư Hằng chúc mừng nói, chúc mừng bá Tống đạo hữu, người thành người thắng cuối cùng. Cùng cái nào đó vừa tiến vào trò chơi liền bị đào thải ba con mắt hoàn toàn khác biệt. Tạ ơn, thông nương thay thế Tống Thư Hằng tiếp nhận chúc mừng. Tống Thư Hằng. Mặt khác, bá Tống đạo hữu, vừa rồi béo cầu chúa tể rời đi thời điểm, tựa hồ muốn tiềm phục tại tán tài vương tọa bên ngoài đối ngươi tiến hành mai phục. Cho nên, người rời đi tán tài vương tọa trước, không ngại trước dung hợp viên kia không gian quyền hành hạt giống, nhìn xem có thể hay không thức tỉnh một cái không gian tiểu thiên phú loại hình,
nói không chừng có thể nhờ vào đó tại béo cầu chúa tể trong tay bảo trụ tự thân trinh tiết. Trong mắt quản gia nhắc nhở. Béo cầu đại lão quả nhiên không hề từ bỏ. Tống Thư Hàng thở dài. Tam nhãn tiền bối vui vẻ nói, đổi ta cũng sẽ không hết hy vọng. Bất quá nó tạm thời đã mất đi không gian quyền hành, người chạy trối chết xác suất thành công cũng có thể tăng lên rất nhiều. Tống Thư Hàng, không có không gian năng lực béo cầu đại lão, hắc hắc hắc. Bất quá ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, mặc dù đã mất đi không gian quyền hành, nhưng cầu chúa tể một chút phong tỏa không gian trận pháp, pháp thuật còn sẽ có hiệu quả, ngươi không nên khinh thường. Tam nhãn tiền bối lại dặn dò một câu. Chủ yếu là hắn hiện tại tâm tình vô cùng tốt, cho nên mới sẽ nhắc nhở một chút Tống Thư Hàng, miễn cho hắn lật xe. Tạ ơn tam nhãn tiền bối nhắc nhở, thông nương thay thế Tống Thư Hàng hướng tam nhãn tiền bối biểu đạt ý cảm tạ. Béo cầu đại lão là cửu u chúa tể, tao thao tác nhiều làm cho người tê cả da đầu, chú ý cẩn thận chút không có tâm bệnh. Nghĩ nghĩ về sau, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem công đức phì kình triệu hoán đi ra, lúc này công đức xà mỹ nhân còn lưu tại bạch tiền bối bên người, phối hợp bạch tiền bối thu hoạch cửu u tà năng. Sở dĩ, Tống Thư Hàng vẻn vẹn đem công đức phì kình triệu hoán đi ra, để nó rời đi tán tài vương tọa tiến về trong tinh không dò đường. Công đức phì kình giống như xà mỹ nhân. Coi như bị đánh tan, cũng có thể trên người Tống Thư Hàng trọng sinh. Dò đường loại chuyện này, hắn lại thích hợp bất quá. Công đức phì kình tiếp thu được mệnh lệnh, liền ung dung bay ra tán tài vương tọa, trốn tới bầu trời sao. Đồng thời, hắn không ngừng mà đem bản thân nhìn thấy tràng cảnh truyền lại cho Tống Thư Hàng. Năm hơi sau, nhưng khi công đức phì kình thân thể vừa chen vào bầu trời sao lúc, đột nhiên có một đạo hàn quang tại hắn trước mắt hiện lên. Sau một khắc, công đức phì kình liền bị cắt thành to bằng hạt lạc hạt tròn, bạo thể mà chết, trở về Tống Thư Hàng trên người độc đầu phục sinh. Hàn quang tới lại tật lại mãnh liệt, công đức phì kình liền địch nhân ẩn thân nơi nào, công kích là từ đâu phát khởi cũng không thấy. Tống Thư Hàng. Xem ra, béo cầu đại lão tiểu hào liền ngồi chờ tại tán tài vương tọa lối vào, căn bản không cho hắn cơ hội chạy trốn. Đường đường cửu u chúa tể tự mình ngồi chờ một cái người. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói xem như chí cao vô thượng vinh diệu. Biết không, nhớ năm đó cửu u chúa tể vì giết chết ta, thế nhưng là tự mình ngồi xổm ở bí cảnh cổng thủ ta. Dùng Tô Không Vân lời nói tới nói, cái này như bức có thể thổi mấy năm. Đúng rồi tam nhãn tiền bối, người tiểu thế giới này có thể hay không thoáng mở ra bên dưới không gian cấm chế, mở cái lỗ là được. Sau đó ta thông qua khe hở không gian, trực tiếp chạy trốn. Tống Thư Hàng quay người nhìn về phía tam nhãn thiếu niên, thử nghiệm hỏi. Có thể, nhưng là tính nguy hiểm quá cao. Liền xem như chỉ mở một cái khe nhỏ, ta chỗ ẩn thân cũng có thể sẽ bị đương kim thiên đạo pháp tắc phát giác. Tam nhãn thiếu niên mỉm cười, nói, ta mặc dù rất vừa ý tiểu bá tống, nhưng lại không thể đánh cược bản thân an nguy đến giúp đỡ ngươi, sở dĩ ngươi có thể thỏa thích oán ta sẽ không ngại. Bên trên tròng mắt quản gia nói bổ sung. Chủ yếu là bá tống huyền thánh ngươi không phải thiên tử, mà lại hình dạng của ngươi cũng không phù hợp ta chủ thẩm mỹ quan. Nếu như ngươi toàn thân có thể mọc đầy trong mắt lời nói, ta chủ nói không chừng liền có thể vì ngươi đánh cược một keo. Tống Thư Hàng. Hắn không khỏi nhớ tới vị kia hai tay mọc đầy con mắt bắt yêu nhân trường sinh giả. Vị kia bắt yêu nhân đại lão, có lẽ sẽ rất thụ tam nhãn tiền bối yêu thích. Lúc này, Tống Thư Hàng trên lưng bia đá đạo hữu nhắc nhở, sở dĩ. Thư Hàng ngươi trước tiên có thể sử dụng cái viên kia không gian quyền hành hạt giống, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được hữu dụng không gian thiên phú năng lực, nói không chừng có thể giúp ngươi đột phá UU cầu đại lão phong tỏa. UU cầu, ha ha ha, rượu a. Tam nhãn tiền bối cười ha hả, nếu như theo cái này cách gọi lời nói, ngoại trừ UU cầu bên ngoài còn sẽ có UU long. Lão gia ngươi vui vẻ quá sớm, bởi vì theo cái này cách gọi ngươi chính là UU nhãn, hoặc là gọi nhãn UU cũng không tệ. Nhưng ta càng ưa thích UU nhãn, nghe sẽ có một loại khuê phòng oán nữ hương vị. Trong mắt lão quản gia nói. Nói xong hắn chủ động thả người nhảy lên, nhảy tới bên trên vỉ nướng bên trên, bị nướng đến tư tư vang. Đều không đợi tam nhãn tiền bối động thủ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, lặng yên ở giữa nổi lên một chút âm mai. Tống Thư Hàng xoay qua đầu, tận lực tránh đi trong mắt quản gia cùng tam nhãn tiền bối ánh mắt. Hắn móc ra cái viên kia không gian quyền hành hạt giống, tinh tế quan sát. Hạt giống này bên trong, ẩn chứa cửu u chúa tể cấp không gian quyền hành chi lực, so với cửu phẩm kiếp tiên không gian chi lực càng mạnh.
Nếu như Tống Thư Hàng có thể dung hợp nó, trong vòng một tháng sau đó hắn cũng không cần lo lắng cửu phẩm kiếp tiên cấp bậc không gian phong tỏa, trực tiếp có thể cưỡng ép đột phá. Tam nhãn tiền bối, hạt giống này muốn làm sao dung hợp? Tống Thư Hàng lên tiếng dò hỏi. Nếu không, ngươi nuốt vào thử một chút. Tam nhãn tiền bối uể oải trả lời. Tống Thư Hàng. Loại vật này, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta mở đổ ước nghi thức đến bây giờ, ngươi là người thứ nhất nghĩ đến từ đổ ước trên người đối thủ quất ra không gian quyền hành người. Sở dĩ muốn làm sao dung hợp hắn, ta cũng không có kinh nghiệm. Tam nhãn tiền bối nói. Đồ nướng tăng thêm tư tư rung động trong mắt quản gia nói, nhưng tóm lại, dung hợp một kiện bảo vật thủ đoạn cứ như vậy mấy loại. Hoặc là ăn, hoặc là trực tiếp rút ra hắn bên trong pháp tác dung nhập thân thể của mình. Tống Thư Hàng thở dài, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể hóa thành xương mù tiến vào ngụy bất hủ hình thức. Tam nhãn tiền bối ba con mắt nheo lại, đánh giá Tống Thư Hàng xương mù hình thức nói thật, hắn thật sự rất ngạc nhiên Tống Thư Hàng cái này tu chân lý luận tri thức rối tinh rối mù tiểu tu sĩ, là thế nào nắm giữ cao thâm như vậy pháp tắc tin tức. Lúc này, Tống Thư Hàng đưa tay phải ra, đặt tại không gian quyền hành hạt giống phía trên, kích hoạt xem xét bí pháp. Đại lượng xương mù từ trên người hắn nổ tung, nguyên bản hình người xương mù bạo thành mây hình nấm bộ dáng. Lão sau một lúc lâu, xương mù mới chậm rãi tụ lại, một lần nữa hóa thành nhân hình. Đau nhức đau nhức đau nhức, Tống Thư Hàng kêu thảm nói. Liên quan tới cửu u chúa tể tin tức, quả nhiên không thể loạn xem xét. Nhìn thấy tiếng kêu rên liên hồi Tống Thư Hàng, tam nhãn tiền bối ba con mắt lóe sáng trên bầu trời cái kia tia âm mai lại lặng yên tán đi. Tinh không vạn lý. Dương quang phổ chiếu. Đại giới to lớn, bất quá lấy được tin tức cũng không ít. Cửu U Chúa Tể không gian quyền hành hạt giống, lấy Cửu U Chúa Tể một tháng không gian quyền hạn làm đại giá ngưng tụ mà thành, có được chí cao không gian quyền hạn. Hấp thu phương án 1, trực tiếp nuốt, có 3 thành tỷ lệ hấp thu không gian quyền hành hạt giống lực lượng, lĩnh ngộ ra một cái không gian phương diện năng lực thiên phú, hoặc trong thời gian ngắn mượn nhờ hạt giống lực lượng đạt tới thi triển không gian lực lượng hiệu quả. Có 5 thành tỷ lệ bạo thể mà chết. Hấp thu phương án 2, từ linh quỷ đưa nó nuốt vào hấp thu, linh quỷ có 5 thành tỷ lệ sinh ra tiến hóa, có 2 thành tỷ lệ cái gì cũng không biết phát sinh. Ưu điểm, không có bạo thể nguy cơ. Hấp thu phương án 3 còn tại trong tính toán, xin sau lại thông qua bí pháp kích hoạt. Tống Thư Hàng. Sở dĩ phương án 3 có thể trực tiếp không để ý đến. Như vậy hiện tại, từ một cùng hai bên trong làm một lựa chọn. Mặc dù vừa rồi hí tinh mã tiền bối dạy bảo hắn, thân là một cái người trưởng thành cái gì đều muốn. Nhưng không gian quyền hành hạt giống chỉ có một cái, không có khả năng nhượng hắn cùng linh quỷ cùng một chỗ phục dụng. Sở dĩ, đương nhiên là phương án 2, Tống Thư Hàng nói. Phương án vừa có 5 thành tỷ lệ bạo thể A, ăn hết có một nửa tỷ lệ bạo tạc. Vật thể nghiệm qua chúng độc mà chết tư vị hắn, hôm nay không muốn chết lại một lần. Thế là, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem thể nội tồn tại cảm giác rất thấp linh quỷ triệu hoán đi ra, lại đem cái viên kia không gian quyền hành hạt giống đưa tới trước mặt nàng. Linh quỷ mở to miệng, một thanh liền đem hạt giống tính cả Tống Thư Hàng xương mù bàn tay, cùng nhau nuốt xuống. Cái này linh quỷ, cũng là một đầu trưởng thành linh quỷ A. Trưởng thành linh quỷ, mới không làm lựa chọn, bất kể là bàn tay vẫn là hạt giống, nàng toàn bộ đều muốn. Đợi đã, bàn tay của ta, ngươi cắn quá miệng lớn. Mau đem bàn tay của ta phun ra. Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên. Cô linh quỷ hai tay che lại miệng của mình, sợ Tống Thư Hàng cùng nàng đoạt thức ăn, sau đó dụng lực đem hạt giống Tống Thư Hàng xương mù bàn tay nuốt xuống. Nuốt xong về sau, nàng mặt không thay đổi nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng. Hắn đã mất đi cùng bàn tay ở giữa cảm ứng, bàn tay cùng hạt giống, tựa hồ cũng bị linh quỷ tiêu hóa. Sau một lúc lâu. Tống Thư Hàng dùng một cái tay khác trưởng nhẹ nhàng sờ lên đập linh quỷ đầu, tán thán nói, người hệ tiêu hóa thật là lợi hại. Linh quỷ tiếp tục mặt không biểu tình, không nhúc nhích nàng tiến vào tiêu hóa hạt giống giai đoạn, bắt đầu nguyên địa thăng cấp. Cũng không biết nàng thăng cấp cần bao lâu thời gian. Hy vọng sẽ không khiến cho biến dị đi. Tống Thư Hàng có chút bận tâm, bàn tay của hắn vừa ở vào ngụy bất hủ trạng thái, lại ngay cả cùng loại tử bị linh quỷ cùng một chỗ nuốt vào. Ngươi còn không trở về hình dáng ban đầu sao? Tiếp tục duy trì xương mù hình thức lời nói không chừng ngươi lại muốn bị gặm một thanh. Thông nương lên tiếng nhắc nhở. Nàng cảm giác Tống Thư Hàng linh quỷ tiên tử có thể là đói bụng, vừa rồi nàng nhìn xương mù hình dáng Tống Thư Hàng ánh mắt,
liền phảng phất đang nhìn một đống đồ ăn. Tống Thư Hàng thở dài, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giải trừ Ngụy Bất Hủ hình thức. Khôi phục nhục thân trạng thái lúc, cổ tay phải của hắn vị trí khắp nơi trụi lùi, liền phảng phất hắn trời sinh liền không có bàn tay. Tốt tại loại trình độ này gãy chi tổn thương, chỉ muốn vận chuyển Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương Thiên, liền có thể mọc trở lại, vấn đề không lớn. Bên cạnh, Thông Nương yên lặng móc ra Tống Thư Hàng điện thoại, vì hắn cùng cái này tay gãy đập vài chương ảnh chụp. Sau đó nàng leo lên Cửu Châu Nhất Hào quần, muốn đem tấm hình này truyền đến quần không gian đi, nhưng là tại thượng truyền thời điểm, mới phát hiện mạng lưới không thông. Phiến khu vực này là mạng lưới tín hiệu che đậy khu. Tốt tại, còn có Tống Thư Hàng tu chân nói chuyện phiếm công năng cùng Cửu Châu Nhị Hào quần. Tu chân nói chuyện phiếm công năng, đã thăng cấp hoàn tất. Thông Nương còn là lần đầu tiên chủ động nếm thử sử dụng cái này tu chân nói chuyện phiếm công năng. Đi qua Long Lạc nữ sĩ thăng cấp sau tu chân nói chuyện phiếm công năng, thao tác giới diện càng thêm đơn giản thực dụng. Trước đó một số chỉ có đỉnh cấp đại lão nhóm mới có thể vận dụng quyền hạn, tại lần này thăng cấp sau khi hoàn thành, nhao nhao hướng chỗ kim đan mã QA thành viên mở ra. Thông Nương nghiên cứu một hồi về sau, liền lật ra bằng hữu vòng công năng, gửi đi một đầu bằng hữu vòng tin tức. Tiêu đề, bi thảm, bá Tống Huyền Thánh vô ý thất thủ, trở thành tàn phế. Nội dung, người có thất túc, ngựa có thất đề. Bá Tống Huyền Thánh hôm nay vô ý thất thủ, bỏ ra tàn phế thảm trọng đại giới. Tiếp lấy nàng đã upload mấy chương hình ảnh. Tống Thư Hàng cùng trống rỗng tay phải, cùng mấy chương cổ tay phải đặc tả màn ảnh. Cùng một thời gian, chư thiên vạn giới bên trong tất cả tăng thêm Tống Thư Hàng kim đan mã QA thành viên, chỉ muốn xử tại nhàn rỗi trạng thái, đều tiếp thu được tin tức nhắc nhở. Vĩnh viễn tại tuyến đấu sĩ Bắc Hà tán nhân cấp tốc kịp phản ứng, hắn nhanh chóng tại Thông Nương hảo hữu vòng tin tức lần sau phục, a à, thăng cấp hoàn thành, mặt khác, Thư Hàng tiểu hữu xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao tay cụt rồi? Sổ đen hà chỉ ma đế, ha 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 ha, bá Tống ngươi cũng có hôm nay a. Sổ đen bất diệt chi chủ, ha ha ha. Ngọa, thiên, Tống Thư Hàng rụi rụi con mắt. Hắn tập trung tinh thần, lần nữa đi xem Thông Nương phát bằng hữu vòng tin tức, đầu thứ ba tin tức. Sổ đen, bất diệt chi chủ, cùng hắn phát ha ha ha. Tống Thư Hàng hung hăng vuốt vuốt huyệt thái dương, sọ não từng đợt đau nhức. Tựa như trong đầu bị rót béo cầu đại lão thể lỏng kim loại, phi thường khó chịu. Trên lý luận lâm vào vĩnh hằng giấc ngủ, từ thái cổ mới bắt đầu liền ngủ đến bây giờ bất diệt chi chủ, cứ nhiên tỉnh. Vấn đề là, vị này lập trường và Tống Thư Hàng ở vào đối lập trạng thái. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Điệu thấp, đón lấy đến hắn nhất định phải điệu thấp, không muốn hấp dẫn mấy vị này đại lão lực chú ý. Trong lúc đang suy tư, có người hướng hắn phát một đầu tin tức. Là sở các chủ bản thể phát tới tin tức. Tô Hùng sở các chủ, Thư Hàng, người bên kia tình huống như thế nào, tránh đi cầu chúa tể truy kích không? Ta cùng sợi tóc dài kia không cách nào liên hệ, xảy ra chuyện gì? Tại tam nhãn thiếu niên tiền bối thế giới hạn chế bên dưới, sở các chủ bản thể cùng ngốc mau đã mất đi tín hiệu đồng bộ, không cách nào biết được đến tiếp sau phát triển, cho nên nàng liên hệ Tống Thư Hàng hỏi thăm sau đó tục phát triển. Nhưng vừa hỏi xong lời nói về sau, sở các chủ liền ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn thấy bản thân biệt danh danh hiệu lại thay đổi. Ta cảm giác Thư Hàng ngươi gần nhất sống quá lâu, sở các chủ lạnh lùng bổ sung một câu. Dù cho chỉ là văn tự, Tống Thư Hàng cũng có thể từ nơi này mấy cái đơn giản trong chữ cảm nhận được đến từ sở các chủ bản thể hàn khí. Đợi đã, sở các chủ, không phải ta làm, ta oan uổng, ta lần này thật sự không đổi biệt danh danh hiệu, Tống Thư Hàng nhanh chóng hồi phục. Tô Hùng sở các chủ yên lặng trở về ba chữ, đổi lại tới. Tống Thư Hàng ho nhẹ một tiếng, lôi ra tu chân nói chuyện phiếm công năng trí tuệ nhân tạo cấn tay tiểu tùng thử, cho hắn hạ đạt chỉ lệnh. Một lát sau, sở các chủ biệt danh danh hiệu một trận biến hóa. Sở tiền bối, sửa chữa thành công, Tống Thư Hàng trả lời. Sở các chủ lại yên lặng cho Tống Thư Hàng phát một cái dấu chấm tròn, xem xét bản thân mới danh hiệu. Tô Hùng vẽ rơi chán sở các chủ. Tống Thư Hàng, Tô Hùng, vẽ rơi chán sở các chủ, chờ ngươi hạch tâm thế giới khôi phục về sau, ta đưa ngươi một kiện lễ vật. Là ta đã không dùng được bảo vật, vốn là nghĩ đến tìm cơ hội tặng cho ngươi, muốn đến hiện tại chính là cơ hội. Hạch tâm thế giới bên trong. Sở các chủ nhìn qua một tôn bản thân bộ dáng hồng thủy tinh pho tượng, yên lặng phun cái bong bóng.
Cái này Hồng Thủy Tinh chờ thân thủ xử lý là lúc trước nàng tạm tồn tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Là nàng vì chính mình chuẩn bị cửu phẩm kiếp tiên cấp phục sinh pháp khí, vô cùng chân quý. Lúc đó nàng còn không có chia ra sở, vẫn là hoàn chỉnh cá thể. Tại Tân, Bích Thủy Các bị hủy diệt trước đó, nàng đem cái này Hồng Thủy Tinh pháp khí gửi vào Tống Thư Hàng nơi này, để phòng vạn nhất. Hiện tại, nàng đã bước vào trường sinh giả cảnh giới, cái này Hồng Thủy Tinh phục sinh pháp khí liền không phát huy được tác dụng. Là thời điểm để ngươi phát huy được tác dụng, Sở các chủ nói khẽ. Sở tiên tử muốn đem hắn đưa cho Thư Hàng tiểu hữu. Kiện pháp khí này Thư Hàng tiểu hữu có thể sử dụng sao? Quy tiền bối dò hỏi. Cái này pháp khí là Sở các chủ bộ dáng, bá tống tiểu hữu sử dụng kiện pháp khí này phục sinh. Có thể hay không phục sinh thành Sở các chủ bộ dáng? Tam nhãn thiếu niên thế giới bên trong. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, hắn mới từ long lạc nữ sĩ cái kia đạt được hồi phục, trí tuệ nhân tạo cấn tay tiểu tùng thử trí năng đẳng cấp còn quá thấp, sở dĩ sai khiến mệnh lệnh thời điểm chỉ có thể là kỹ càng. Chờ tương lai hắn chậm rãi trưởng thành về sau, mới có thể trở thành chân chính đáng tin trợ thủ. Ta hiện tại hướng Sở các chủ giải thích, nàng sẽ còn tin tưởng sao? Tống Thư Hàng hỏi. Thông nương, nếu như là ta, khẳng định là sẽ không tin tưởng. Tống Thư Hàng. Bên cạnh, linh quỷ vẫn còn tiến hóa trạng thái, dù sao cũng là cửu u chúa tể cấp hạt giống, dung hợp được không đơn giản như vậy. Thừa dịp còn có chút thời gian, Tống Thư Hàng chuẩn bị dành thời gian tăng lên bên dưới thực lực dù sao, hắn sắp đối mặt béo cầu đại lão đánh lén. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn lâm thời ôm chân Phật tu luyện một phen. Điểm ấy thời gian coi như dùng để tu luyện, cũng tăng lên không có bao nhiêu thực lực. Chỉ thấy Tống Thư Hàng vung tay lên một cái. Hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí từ đan điền linh hồ bên trong bay ra. Hắn lại lấy ra thiên đạo thuốc nhỏ mắt, đem dược thủy bình mở ra. Hai bộ 66 kiện bản mệnh pháp khí, như toàn bộ kích hoạt một sợi ý thức, thực lực của hắn nhất định có thể tăng lên rất nhiều. 66 kiện pháp khí xếp thành một hàng, bọn chúng tất cả đều là Tống Thư Hàng bản mệnh pháp khí. 66 kiện pháp khí hiện thân về sau, liền cùng Tống Thư Hàng ở giữa sinh ra cộng minh. Bởi vì là bản mệnh pháp khí nguyên nhân, bọn chúng cùng Tống Thư Hàng tâm ý tương thông. Trong lúc mơ hồ có thể từ trên thân Tống Thư Hàng cảm ứng được tự thân thuế biến thời cơ đem đến. 66 kiện tam thập tam thú tổ hợp pháp khí nhu thuận sắp xếp. Bọn chúng tựa như gào khóc đòi ăn chim nhỏ, há hốc mồm chờ chim cha Tống Thư Hàng cho ăn. Không cần phải gấp gáp, từng cái tới. Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Khí linh. Đối với mỗi một vị tu chân nhân sĩ đến nói đều là tha thiết ước mơ tồn tại. Có khí linh pháp khí cùng không có khí linh pháp khí, quả thực là hai cái khác biệt giống loài. Khí linh đản sinh độ khó quá lớn, không chỉ cần phải tu sĩ kiên trì bền bỉ đầu nhập tình cảm, còn cần thiên thời, địa lợi, cơ duyên đến phối hợp. Cho nên liền ngay cả một chút kiếp tiên pháp khí, đều không thể đản sinh ra khí linh tới. Chư thiên vạn giới đại đa số tu sĩ, cả một đời đều không gặp được có khí linh thần binh. Tống Thư Hàng đối khí linh ngược lại không lạ lắm, còn thân hơn tay mò qua mấy tôn khí linh tiền bối. Tỷ như Xích Tiêu kiếm tiền bối, trường sinh giả thần binh. Yêu thích là bị công đức xà mỹ nhân nuốt kiếm cùng Tống Thư Hàng dưỡng đao thuật. Tống Thư Hàng cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối tình cảm vô cùng tốt, cả hai sớm chiều ở chung. Coi như về sau Xích Tiêu kiếm không thể không trở lại Xích Tiêu tử đạo trưởng trong tay, vẫn như cũ vì Tống Thư Hàng lưu lại một con tâm ma Xích Tiêu kiếm lấy duy trì kia hữu nghị. Sau đó là mới vào tay bia đá đạo hữu, nó là thiên đạo bạch thành đạo trước đó luyện chế pháp khí, cảnh giới ở vào kiếp tiên pháp khí cùng trường sinh giả thần binh ở giữa. Nhưng chỉ cần khắc kim, uy lực của nó so đại đa số trường sinh giả thần binh đều muốn bạo. Nó yêu thích là cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ đỗi chư thiên vạn giới đại lão, cùng ghi chép Tống Thư Hàng ngày rỗ. Trừ cái đó ra, tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong còn có một tòa nam thu tự. Chính là viễn cổ thiên đình tứ phương đại đế nam phương đại đế cung điện bất quá bây giờ, nó họ Bạch. Trước mắt bị Bạch tiền bối gửi ở Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong. Nam thu tự phi thường đặc thù, nó là một tòa có khí linh cung điện, là Tống Thư Hàng gặp qua thể tích lớn thứ hai khí linh. Về phần thể tích lớn nhất khí linh, chính là mọc ra mắt tinh cầu đại lão, nó là bức cách cao nhất đạo khí, tôn vị là tiểu hành tinh cấp bậc. Thuộc về di động tai nạn, đối tinh cấp pháp khí. Tống Thư Hàng hy vọng nó có thể giảm béo một chút, nếu không đối mặt nó lúc áp lực thực sự quá lớn. Trừ phía trên mấy vị khí linh đại lão bên ngoài, thông nương trong tay cửu tu Phượng Hoàng đao hư hư thực thực cũng có được khí linh,
dù sao nó cùng mọc ra mắt tinh cầu đại lão cùng thuộc tại đạo khí cấp bậc. Chỉ là nó khí linh có chút đặc thù, thần trí tựa như là sủng vật. Có lẽ phải đợi nó hoàn thành cửu chuyển, chân chính tiến vào cửu tu cảnh giới về sau, khí linh mới có thể triệt để khôi phục. Mà Tống Thư Hàng có là dòng dã hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Nếu như bọn chúng toàn bộ đản sinh ra khí linh, đó chính là 66 kiện khí linh pháp khí, ngẫm lại đều kích thích. Tu chân giới đám người chỉ sợ đều muốn ghen tị đến khóc. Bên cạnh, trong mắt quản gia lặng lẽ từ trên vỉ nướng bò lên xuống tới, thuận tiện còn đi tắm rửa một cái, lại yên lặng trở lại tam nhãn thiếu niên bên người đứng vững. Ta chủ, bá Tống Huyền Thánh sẽ thành công sao? Trong mắt quản gia hỏi. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí rất đặc thù, nó chính là chỉnh thể, lại là 33 kiện pháp khí. Nếu như 33 kiện pháp khí toàn bộ kích hoạt ra một sợi yếu ớt ý thức, tại hợp thể sau có thể hay không từ lượng biến gây nên chất biến. Hợp thể hình thái lúc, trực tiếp tổ hợp ra chân chính khí linh đến. Cho nên nói, các ngươi chớ xem thường thiên đạo thuốc nhỏ mắt, coi như cái này sản phẩm lại thế nào không đáng tin cậy, nó cũng là thiên đạo tự tay chế tác bảo vật. Tam nhãn thiếu niên nói, đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn vung tay lên một cái, trong tay lại xuất hiện lại một bình mới thiên đạo thuốc nhỏ mắt. Sau đó hắn cong ngón búng ra, một giọt thiên đạo thuốc nhỏ mắt bị đạn đến trong mắt quản gia trong thân thể. Trong mắt quản gia, có cảm giác sao? Tam nhãn thiếu niên hỏi. Có chút muốn khóc, trong mắt quản gia nói, ta hoài nghi cái này thiên đạo thuốc nhỏ mắt có phải là quá thời hạn, cay. Tam nhãn thiếu niên, ta còn tưởng rằng cho ngươi nhỏ thuốc nhỏ mắt, tắm một cái con mắt về sau, ngươi có thể biến bình thường một chút, xem ra ngươi là không cứu nổi. Đối diện, Tống Thư Hàng trước vận chuyển thánh viên long lực thần công Tổng Cương Thiên, đem mình bị linh quỷ ăn hết bàn tay sinh trưởng trở về. Khi nhìn đến mình gãy chi trùng sinh thuần thục như vậy, thuận tiện lúc. Đột nhiên, Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện to gan suy nghĩ. Nhưng ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền lập tức bị chính hắn kiềm chế đến sâu trong tâm linh. Mặc dù hắn kinh lịch mấy trăm năm thông nương hành sinh, nhưng không cần thiết ngay cả bị bóp ngọn hành nhọn, lợi hành ra khỏi vỏ loại kỹ năng này đều đi bắt trước. Mà lại dùng thân thể của mình cho ăn linh quỷ, quá quỷ xúc, thân lý cùng tâm lý bên trên đều không thể tiếp nhận. Dài bằng bàn tay sau khi trở về, Tống Thư Hàng mở ra thiên đạo thuốc nhỏ mắt nắp bình, duỗi ra ngón tay tại hư không khẽ động, dùng niệm lực từ trong bình rút ra ra một giọt thuốc nhỏ mắt. Dù sao thiên đạo thuốc nhỏ mắt vô cùng chân quý, không thể tùy tiện lãng phí, cho nên muốn khống chế tốt kích hoạt bản mệnh pháp khí yếu ớt ý thức cần thiết dược thủy phân lượng. Nhưng kích hoạt pháp khí ý thức cần bao nhiêu dược thủy, Tống Thư Hàng cũng không có kinh nghiệm. Thế là Tống Thư Hàng trước dùng tay phải cái này nghịch kình võ sĩ quyền sáo làm thí nghiệm, khảo thí pháp khí thuế biến cần thiết dược thủy phân lượng. Tại 66 kiện bản mệnh pháp khí bên trong, cái này nghịch kình võ sĩ quyền sáo là đặc thù nhất một kiện pháp khí. Có thể nói là bản mệnh pháp khí bên trong bản mệnh, tương đương với thời cổ đế vương trong hậu cung hoàng hậu. Bởi vì cái này nghịch kình võ sĩ quyền sáo dung nhập một con Tống Thư Hàng sinh mệnh, là Tống Thư Hàng lấy thân luyện khí, đánh đổi mạng sống đại giới luyện chế mà thành. Nó thuộc tính, công năng cùng cường độ đều muốn hơn xa tại một bộ khác pháp khí bên trong nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Một giọt thiên đạo thuốc nhỏ mắt rơi vào nghịch kình võ sĩ quyền sáo phía trên. Màu lam thuốc nhỏ mắt tại quyền sáo bên trên nhấp nhô, ẩn chứa trong đó thiên đạo kỹ thuật thủ đoạn. Nhấp nhô một vòng về sau, giọt này thuốc nhỏ mắt rất nhanh bị nghịch kình võ sĩ quyền sáo hấp thu. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo phát ra chấn minh, lại có kình minh thanh âm không ngừng từ trên người nó vang lên. Tại quyền sáo trên thân, có thật nhiều tán loạn ý chí, tại thiên đạo thuốc nhỏ mắt thẩm thấu vào, bị tập hợp thành một luồng. Một sợi tân sinh ý thức không kịp chờ đợi sinh ra. Quá trình này so Tống Thư Hàng tưởng tượng muốn thuận lợi được nhiều. Mà lại, ngay cả tiến triển cũng ngoài dự liệu của mọi người. Tại cái này nghịch kình võ sĩ quyền sáo sinh ra yếu ớt ý thức về sau, quyền sáo phảng phất bị tỉnh lại. Trên đó nguyên bản phong ấn toàn bộ giải khai, biến mất. Cái này sợi tân sinh yếu ớt ý thức không ngừng lớn mạnh, cường hóa. Đây là trực tiếp muốn sinh ra khí linh, tam nhãn tiền bối từ trên ghế xích đu ngồi dậy. Thiên đạo thuốc nhỏ mắt công hiệu, có cường đại như vậy. Oanh! Nghịch kình võ sĩ quyền sáo bên trên, sinh ra bạo tạc tiếng vang. Sau đó, có một cái bóng mở tại quyền sáo bên trên thành hình. Cái kia hư ảnh ngồi xếp bằng, tại nó dưới thân có một con thần kình đang chậm rãi du động. Xem xét tỉ mỉ,
có thể nhìn thấy thân ảnh kia cùng Tống Thư Hàng có 3 phần tương tự. Nhưng nó trên thân, lại mặc một thân tiên tử váy trang. Nữ trang Thư Hàng, Thông Nương nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra, một chuỗi chụp nhanh. Thông Nương thuần thục hoán đổi chụp ảnh góc độ, liên tiếp đập mấy chục tấm ảnh chụp. Tin tức tiêu đề nàng đều nghĩ kỹ, bá Tống Huyền Thánh gặp nạn nhớ chi, bị ép nữ trang. Cái tin tức này nhưng so sánh bá Tống Huyền Thánh tay gãy muốn kích thích nhiều, cũng càng khả năng hấp dẫn các đại lão ánh mắt. Thông Nương gần nhất dự định muốn tại tu chân nói chuyện phiếm vòng bằng hữu bên trong, phát thêm điểm liên quan tới Tống Thư Hàng gặp nạn tin tức. Làm như vậy mặc dù rất có thể sẽ mất đi đến từ lão bản Tống Thư Hàng thưởng cuối năm phúc lợi, nhưng không quan hệ, nàng có càng lớn mục tiêu cùng hộ khách quần thể. Tỷ như mỗi lần nhìn thấy Tống Thư Hàng gặp nạn tin tức liền sẽ rất vui vẻ Hà Chỉ Ma Đế, chính là một cái tiềm ẩn mục tiêu đối tượng. Chỉ cần Hà Chỉ Ma Đế vui vẻ, tiện tay đưa mình chút lễ vật, liền phát đạt rồi. So sánh với các vị đại lão khen thưởng, lão bản cuối năm phúc lợi liền biến chẳng phải trọng yếu huống hồ, Tống Thư Hàng cho tới bây giờ không cho nàng phát qua cuối năm phúc lợi. Bất quá, cách qua năm vẫn còn có đoạn thời gian. Liên tiếp đập vài chương nữ trang Tống Thư Hàng ảnh chụp về sau, Thông Nương từ đó chọn lựa hoàn mỹ nhất ảnh chụp, cũng ở trong lòng bắt đầu đánh tin tức nghĩ sẵn trong đầu. Tống Thư Hàng nhìn qua quyền sáo nổi lên hiện cưỡi kình Tống tiên tử hư ảnh, lâm vào trầm tư. Ô ô nghịch kình võ sĩ quyền sáo khí linh tiên tử, phát ra trầm thấp kình tiếng kêu. Đối diện tam nhãn thiếu niên khuôn mặt tươi cười càng thêm rực rỡ, trên bầu trời mặt trời đều biến càng thêm ấm áp bị cái này ánh mặt trời ấm áp chiếu cố lúc, Thông Nương cảm giác mình thực lực đều chiếm được một chút tăng lên. Là sự quang hợp. Tâm ma xích tiêu kiếm dùng nặng nề giọng nói, Thư Hàng, không nghĩ tới đáy lòng của ngươi lại có loại này yêu thích. Không sao, chúng ta sẽ không chế nhạo như ngươi loại này yêu thích. Bia đá đạo hữu lên tiếng an ủi, trên thực tế, ta chủ lúc còn trẻ, có một vị chuyên môn chế tác tiên thường hảo hữu. Ta chủ đã từng cho hảo hữu làm người mẫu, trong lúc đó cũng xuyên qua nữ trang, nhưng dễ nhìn. Thư Hàng ngươi mặc dù dáng dấp không tốt nhìn. Nhưng cũng may người khí linh chỉ có 3 phần giống như ngươi, bằng vào ta bắt bẻ ánh mắt đến xem, nàng nữ trang bộ dáng đều có thể đạt tới rất đáng yêu tiêu chuẩn. Tống Thư Hàng, tiết kiệm năng lượng hình thức bên trong sở các chủ ngốc mau chậm rãi chuyển động, sau một lúc lâu nói, trên thực tế, năm đó ta đau khổ chống đỡ bích thủy các thời điểm, nhàn rỗi nhàm chán cũng học qua chế tác tiên thường. Thư Hàng nếu như ngươi thích, ta có thể vì ngươi chế tác mấy bộ. Lực phòng ngự phương diện sẽ không kém. Tiền bối, y phục của ta cũng có thể đưa ngươi. Ta bản thể có rất nhiều tiên thường đều chỉ xuyên qua một lần, liền không có lại mặc. Lần sau ta có thể để nàng hệ thống tin nhắn cho ngươi. Da đen vũ nhu tử không cam lòng yếu thế nhấc tay nói. Các ngươi coi ta là gì người a? Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, khí linh hình tượng là tiên tử, ta vì cái gì liền không phải thích nữ trang. Mà lại khí linh hình tượng cũng không phải ta có thể khống chế a. Bá Tống Huyền Thánh, không có quan hệ, giống được sinh vật biến thái điểm rất bình thường, tỉ như ta chủ một vị hảo hữu, chính là tròng mắt khống, trầm mê ở thu thập tròng mắt không cách nào tự kiềm chế. Mắt to châu quản gia ôn nhu nói. Ha ha ha, bên cạnh tam nhãn thiếu niên tiền bối vậy mà cũng không tức giận. Tròng mắt quản gia một câu nói kia đồng thời đâm hắn tâm cùng Tống Thư Hàng tâm, nhưng so sánh dưới, đâm Tống Thư Hàng cường độ lớn hơn một chút. Cho nên hắn cũng không tức giận. Ngược lại có chút ít vui vẻ. Các tiền bối đứng đắn một điểm được không? Không ai quy định khí linh liền nhất định phải cùng chủ nhân là một cái giới tính a. Mà lại, khí linh đến cùng có hay không giới tính vẫn là cái vấn đề. Tống Thư Hàng nói. Ô ô nghịch kình khí linh tiểu tiên tử tiếp tục phát ra trầm thấp kình ô. Tạo hóa tiên tử chẳng biết lúc nào xuất hiện, ngồi xổm ở nghịch kình tiểu tiên tử đối diện, phồng má giúp, ô ô. Nghịch kình nhỏ khí linh không cam lòng yếu thế, ô ô. Một lớn một nhỏ 2 con tiên tử, chơi quên cả trời đất, lại như tại giao lưu. Đúng a, khí linh có giới tính sao? Da đen vũ nhu tử hiếu kỳ hỏi, nàng nhìn về phía tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối cùng bia đá tiền bối. Bia đá đạo hữu trả lời, ta hẳn là không có giới tính. Ta trước kia cũng hẳn là không có giới tính, nhưng gần nhất có chút mê. Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Tống Thư Hàng giật mình, xích tiêu kiếm tiền bối người muốn biến tính. Biến em gái ngươi, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tình sáng lên, đúng rồi, chính là loại cảm giác này. Tâm ma xích tiêu kiếm. Mẹ nó, Tống Thư Hàng phương thức tư duy quá nhảy vọt, đối thoại căn bản nối liền không.
Dù cho cùng hắn sớm chiều ở chung mấy tháng, nó có đôi khi vẫn là không cách nào đuổi theo Tống Thư Hàng nói chuyện phiếm tiết tấu. Tống tiền bối, chẳng lẽ là muội muội? Da đen Vũ Nhu Tử đồng dạng nhãn tình sáng lên, nói. Tống Thư Hàng gật đầu, đúng, chính là cảm giác này. Tâm ma xích tiêu kiếm. Cái kia Cửu Châu Nhất Hào quần đến cùng là cái gì quần, bồi dưỡng ra được gia hỏa mỗi một cái đều là nói chuyện phiếm quỷ tài. Da đen Vũ Nhu Tử não mạch kín vậy mà có thể đuổi theo Tống Thư Hàng nhảy vọt tư duy. Ta tại cái này khí linh sinh ra thời điểm liền có cảm giác, vừa rồi tâm ma xích tiêu kiếm nhắc nhở đến ta. Tống Thư Hàng giơ lên quyền sáo, nhìn về phía cái này cùng mình có ba phần tương tự tiểu tiên tử. Cưỡi kình tiểu tiên tử phồng má giúp, dùng sức kêu, ô ô ô. Mà đối diện tạo hóa tiên tử, lấy cao siêu biểu diễn phương thức, trong nháy mắt hướng nàng phô bày ô ô 32 loại kiểu hát. Cưỡi kình khí linh tiểu tiên tử hoàn toàn theo không kịp tạo hóa tiên tử tiết tấu, gấp chỉ gọi. Nếu như ta có muội muội lời nói, hẳn là cái bộ dáng này đi. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, mà lại, ta cảm giác tại khí linh đản sinh thời điểm, ta rất có thể là nghĩ đến muội muội cái này khái niệm, dẫn đến nàng hóa hình vì cái này bộ dáng. Cái kia Tống Thư Hàng ngươi dùng thiên đạo nước mắt điểm hóa cái khác 65 kiện pháp khí nhìn xem. Thông nương nhắc nhở, cái khác 65 kiện tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, có thể hay không cũng trực tiếp sinh ra hoàn chỉnh khí linh. Ta cái này thử một chút, Tống Thư Hàng án lấy vừa rồi phân lượng, dùng niệm lực từ trong bình điểm ra 65 giọt dược thủy, đưa chúng nó đều nhỏ giọt còn lại tất cả pháp khí trên thân. Cái này kêu là cùng hưởng ân huệ, tâm ma xích tiêu kiếm nói, bá Tống, ngươi thật là một cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân. Tống Thư Hàng, hắn vung tay chính là một phát dưỡng đao thuật rơi vào tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối trên thân. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối nhẹ nhàng chấn minh một chút. Sau đó nó phát hiện một cái chuyện kinh khủng có thể là gần nhất ăn quá nhiều dưỡng đao thuật, nó vậy mà đối dưỡng đao thuật sinh ra kháng thể. Cái này cũng không diệu, kháng thể sẽ ảnh hưởng nó hưởng thụ dưỡng đao thuật. 65 kiện tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đồng dạng nhanh chóng hấp thu tất cả thiên đạo thuốc nhỏ mắt, các loại phát sinh tiến hóa. Tại trên người bọn chúng ngưng tụ ra một đạo nhỏ bé ý thức, rất yếu ớt, so với bạch tiền bối lưu tinh kiếm ý thức nhỏ yếu hơn nghìn lần. Tất cả mọi người nín hơi chờ đợi, muốn nhìn một chút 65 kiện pháp khí tiếp xuống biến hóa. Mấy phút sau, 65 kiện pháp khí, bắt đầu vui sướng nhảy nhót bắt đầu. Bọn chúng không giống nghịch kình quyền sáo đồng dạng lại tiến hóa, mà là giống từng cái sinh động husky, điên cuồng nhảy a, tinh lực dồi dào, không dừng được. Bá Tống Huyền Thánh, mời thử đưa chúng nó tổ hợp một chút. Lúc này, trong mắt quản gia nhắc nhở. Lượng biến. Có thể hay không gây nên chất biến. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi đồng dạng nghĩ đến điểm này. Muốn đem hai bộ pháp khí cùng một chỗ tổ hợp lời nói, cũng chỉ có cái kia hợp thể phương án. Thánh thành sụp đổ sau, cái kia hủy diệt vạn vật cự nhân. Tống Thư Hàng đối hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí ra lệnh. Mặc dù sinh động giống Husky, nhưng khi Tống Thư Hàng ra lệnh thời điểm, pháp khí nhóm nhanh chóng hành động sinh ra yếu ớt ý thức về sau. Bọn chúng lực chấp hành độ tăng lên rất nhiều, cùng Tống Thư Hàng ăn ý cũng tiến một bước đề cao. Rầm rầm, một trận khốc huyễn tổ hợp biến hình đặc hiệu bên trong, một tôn to lớn hủy diệt cự nhân sinh ra. Khi này cái hủy diệt cự nhân xuất hiện lúc, bên trên tam nhãn tiền bối đều nhìn ngây dại. Cũng không phải là bởi vì nhìn thấy 66 kiện pháp khí hợp thể mà kinh ngạc. Mà là khi này cái hủy diệt cự nhân tổ hợp thành hình lúc, hiện lên cái chủng loại kia cực đoan tuyệt vọng cảm xúc. Đó là một loại đã mất đi tất cả, cực hạn tuyệt vọng thật là mỹ diệu đến cực điểm. Rất lâu không có nhìn thấy loại trình độ này tuyệt vọng. Tam nhãn tiền bối dùng thưởng thức giọng nói. Tuyệt vọng đối với cửu u chúa tể tới nói, như là đại tông sư bức tranh, khiến cho người si mê. Không nghĩ tới tiểu bá Tống trên thân, cứ nhiên ẩn giấu đi sâu như vậy thống khổ cùng tuyệt vọng, người không thể xem bề ngoài nha. Tam nhãn thiếu niên đem một màn này ghi chép lại. Mỗi ngày chỉ muốn nhìn lấy cái này tuyệt vọng đến cực điểm một màn hình ảnh, hắn cảm giác mình có thể ăn nhiều hai bát cơm. Oanh long long long. Hủy diệt cự nhân đứng dậy, hắn đưa tay xoay người, đem Tống Thư Hàng nắm lên, để vào đến hữu quyền của mình bên trong nắm tay phải chính là Tống Thư Hàng khoang điều khiển. Tống tiền bối người khoang điều khiển không thể chuyển qua ngực hoặc đầu đi. Da đen Vũ Nhu Tử hai tay đặt ở bên miệng, lớn tiếng hỏi. Đây không phải ta có thể quyết định a, Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng thở thật dài một cái nói, nội tâm phi thường ủy khuất.
Tam nhãn tiền bối nghe vậy, khoái hoạt chỉ. Để tỏ lòng ăn mừng, trên bầu trời thậm chí trống rỗng xuất hiện cầu vồng, rất là xinh đẹp. Chỉ tiếc, tam nhãn tiền bối khoái hoạt cũng không có duy trì bao lâu. Rất nhanh hắn liền phát hiện một sự kiện. Tại Tống Thư Hàng hủy diệt cự nhân chỗ ngực, có một quả trái tim đang nhảy nhót. Quả tim này phi thường mạnh mẽ, có thể ổn định đưa vào có thể so với cửu phẩm kiếp tiên động năng, là hủy diệt cự nhân động lực hạch tâm. Kể từ đó, hủy diệt cự nhân tại hoạt động thời điểm, có thể không tá trợ Tống Thư Hàng năng lượng. Quản gia, ta gần nhất có phải hay không có chút hoa mắt? Ngươi giúp ta nhìn xem, tiểu bá Tống hủy diệt cự nhân ngực trái tim hạch tâm, cấu tạo có phải hay không nhìn rất quen mắt? Tam nhãn thiếu niên lên tiếng nói. Thật có lỗi ta chủ, ta hiện tại con mắt cay, cái gì đều không nhìn thấy. Trong mắt quản gia lên tiếng nói. Tam nhãn thiếu niên. Bất quá coi như không cần con mắt, ta đều có thể cảm ứng ra bá Tống huyền thánh cái này hủy diệt cự nhân trái tim hạch tâm, sử dụng chế tác phương án kỹ thuật, chính là chúng ta hành tinh chiến sơ lược pháp khí hạch tâm kỹ thuật. Trong mắt lão quản gia nói bổ sung. Tống Thư Hàng 66 kiện tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong, có một bộ quyền sở hữu là về bạch tiền bối tất cả. Bộ kia Trung Yên chi kiếm tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong, còn tự mang một cái hạch tâm. Cái này hạch tâm là bạch tiền bối nghiên cứu mọc ra mắt tinh cầu đại lão trái tim kỹ thuật về sau, phỏng chế ra tác phẩm. Trước mắt chỉ có thể chuyển vận cửu phẩm kiếp tiên cấp năng lượng, còn kém rất rất xa chính phẩm cường lực. Nhưng theo bạch tiền bối kỹ thuật đổi mới, thành thục về sau, chế tạo ra cùng chính phẩm đồng dạng cường lực hạch tâm, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tam nhãn thiếu niên. Nói cách khác, lão gia trước ngươi ti tiện ẩn tàng trái tim bản thiết kế hành động, không có chút ý nghĩa nào. Nói không chừng bá Tống huyền thánh còn tại âm thầm bật cười, dùng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn ngươi. Trong mắt quản gia nhắc nhở. Ầm ầm. Trên bầu trời mây đen dày đặc. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt đen kịt một màu, tiếng sấm nổ vang. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên tam nhãn tiền bối tâm tình thật đúng là giống như thiếu nữ, biến ảo khó lường, thay đổi bất thường. Bất quá rất nhanh, trên bầu trời mây đen lại lần nữa tản ra, khôi phục sán lạn tươi đẹp dương quang. Tam nhãn tiền bối trong khoảng thời gian ngắn liền một lần nữa điều chỉnh tâm tình của mình. Trong mắt quản gia có chút hiếu kỳ, đến cùng là thế nào khoái hoạt, có thể làm cho lão gia một mực duy trì lạc quan sáng sủa tâm tình. Một bên khác, Tống Thư Hàng linh quỷ tiên tử rốt cục mở mắt. Nàng tiêu hóa cái viên kia không gian quyền hành hạt giống Tống Thư Hàng một đầu ngụy bất hủ bàn tay. Không biết nàng thức tỉnh xảy ra điều gì dạng không gian năng lực. Tam nhãn tiền bối hơi suy nghĩ một chút, đưa tay búng tay phát ra tiếng, cho linh quỷ tiên tử khai thông một phần nhỏ quyền hạn, để cho nàng có thể tại tiểu thế giới phạm vi bên trong thi triển không gian năng lực. Nhưng chỉ giới hạn trong tiểu thế giới phạm vi, không thể liên tiếp đến ngoại giới hoặc cái khác không gian. Linh quỷ tiên tử cảm ứng được trên người mình trói buộc bị buông ra, nàng liền đưa tay nắm lên bên trên da đen vũ nhu tử. Sau một khắc, thân hình của nàng trốn vào đến trong hư không, lấp lóe đến Tống Thư Hàng vị trí. Là không gian năng lực. Linh quỷ tiên tử thành công thức tỉnh chân chính không gian xuyên toa năng lực. Đối Tống Thư Hàng tới nói, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Bởi vì hấp thu không gian quyền hành hạt giống, cũng không phải là 100% có thể thu được không gian lực lượng, vận khí không tốt nói không chừng chỉ sẽ thu hoạch được một cái không gian tiểu thiên phú. Mà không gian tiểu thiên phú chủng loại phong phú, ai cũng không thể xác định sẽ thức tỉnh phương diện nào tiểu thiên phú. Diệu A, có chân chính không gian năng lực, chúng ta từ béo cầu đại lão trong tay đào mệnh thì càng có nắm chắc. Tống Thư Hàng trong lòng vui mừng thầm nghĩ. Chính nghĩ như vậy thời điểm. Đột nhiên hắn phát hiện mình thân hình, đang đứng tại hủy diệt cự nhân bên ngoài trên mặt đất. Trên bầu trời mây đen mặc dù tản ra, nhưng cuồng phong vẫn còn ở đó. Gió lớn, có chút mát mẻ. Tống Thư Hàng. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải mới vừa tại hủy diệt cự nhân khoang điều khiển bên trong ngốc lấy sao? Vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở bên ngoài? Thế giới tuyến tại ta không biết tình huống bên dưới, sinh ra di động. Lúc này... Trên đỉnh đầu sở các chủ ngốc mau suy đoán nói, đây cũng là linh quỷ tiên tử không gian đặc thù năng lực, nàng tại tiến hành không gian khiêu dược thời điểm, có thể trực tiếp đưa nàng cùng mục tiêu vị trí hoán đổi. Bia đá đạo hữu nói bổ sung, sở dĩ vừa rồi một sát na, linh quỷ tiên tử cùng vị trí của ngươi tiến hành thay thế. Ngươi xuất hiện tại linh quỷ tiên tử vị trí, mà nàng xuất hiện đang điều khiển trong khoang thuyền. Tống Thư Hàng, cái này không gian năng lực có phải hay không có chút hố? Tưởng tượng một chút,
Nếu như có một ngày, hắn xa vào đến một mình đối mặt béo cầu đại lão, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ứng chiến cục diện lúc. Hắn đem trên người mình tất cả hách triệu hoán đi ra, ngăn cản béo cầu đại lão. Kịch liệt đại chiến quá trình bên trong, linh quỷ tiên tử đột nhiên chỗ đứng sai lầm. Mắt thấy liền bị béo cầu đại lão nộ kích oanh chúng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, linh quỷ tiên tử thi triển cái này không gian năng lực, đem Tống Thư Hàng cùng nàng vị trí hoán đổi. Sau đó, Tống Thư Hàng cứng rắn chịu béo cầu đại lão nộ kích. Tốt, hưởng thọ 18. Không được, nghĩ đến đây cái khả năng, lá gan liền tốt đau nhức. Như thế cái hố chủ nhân không gian năng lực, sẽ có hay không có điểm không quá nhân đạo. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên linh quỷ tiên tử thân ảnh lại xuất hiện tại Tống Thư Hàng. Trên lưng, nàng thân thể mềm mại giống đai lưng một dạng, quấn lấy Tống Thư Hàng phần eo. Mà nguyên bản treo tại Tống Thư Hàng trên lưng bia đá đạo hữu thì bị kéo vào đến hủy diệt cự nhân khoang điều khiển bên trong. Linh quỷ tiên tử có thể không gian thay thế vị trí đối tượng không giới hạn trong Tống Thư Hàng cái chủ nhân này. Nói cách khác, cái không gian này năng lực có thể dùng để hố người khác. Tống Thư Hàng xoa cằm, trong đầu hiển hiện nhiều loại không gian năng lực vận phương án. Một lát sau, hắn cười ha ha một tiếng, đi, chúng ta đi gặp một chút béo cầu đại lão. Linh quỷ tiên tử nhẹ gật đầu, thân hình của nàng dung nhập vào Tống Thư Hàng thể nội. Nàng và Tống Thư Hàng ở giữa là một thể tồn tại, khi nàng dung nhập Tống Thư Hàng thân thể về sau, Tống Thư Hàng trong đầu lăng không hiển hiện bộ phận liên quan tới không gian tri thức, đồng thời có thể thông qua linh quỷ đến thi triển không gian năng lực. Bất quá những kiến thức này tương đương với USB cắm vào, lâm thời đọc đến. Tống Thư Hàng cần đem những kiến thức này toàn bộ đọc đến, phục chế đến trong đầu của mình, mới có thể chân chính nắm giữ bộ phận này tri thức. Tam nhãn tiền bối, chúng ta xin từ biệt. Tống Thư Hàng hướng về phía tam nhãn tiền bối ôm quyền hành lễ. Không còn lưu thêm một hồi, tam nhãn tiền bối liền đợi đến Tống Thư Hàng câu nói này, gặp Thư Hàng rốt cục muốn đi, trên mặt hắn không khỏi hiện ra chân thành tha thiết mỉm cười. Tống Thư Hàng gặp tam nhãn tiền bối ý cười giữ lại, thịnh tình không thể chối từ nói, tốt ha, vậy ta liền lưu thêm mấy ngày, vừa vặn cũng làm cho béo cầu đại lão tại cửa ra vào nhiều thủ một hồi. Dù sao một vị cửu u chúa tể cam tâm tình nguyện thủ vệ, cơ hội như vậy quá hiếm có, cả một đời chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn thấy như thế một lần. Tam nhãn thiếu niên, ngươi không thấy được ta chỉ là khách khí một chút sao? Bất quá ngẫm lại thôi được rồi, mặc dù rất muốn lại nhiều lưu mấy ngày. Nhưng liên tục cân nhắc về sau, ta vẫn là quyết định đi gặp một hồi béo cầu đại lão. Nếu như thất bại, tam nhãn tiền bối ngươi vì ta lưu một đầu khe cửa, để cho ta có thể thuận lợi trốn về đến tiểu thế giới này được chứ? Tống Thư Hàng thành khẩn nói. Yên tâm đi, quay đầu ta liền đem cửa gỗ đổi thành cửa bằng thép, cũng đưa nó hàn chết. Tam nhãn thiếu niên ôn nhu nói. Tống Thư Hàng. Tiếp đó, chờ ngươi bát phẩm thời điểm chúng ta gặp lại. Tại ngươi bát phẩm trước đó, cũng đừng tới tìm ta. Tam nhãn tiền bối khua tay nói. Được rồi, cái kia đợi một ngày kia, ta chân chính nhân tiền hiển thánh, liền tới tìm tiền bối. Tống Thư Hàng khoát tay áo. Tán tài vương tọa trên bậc thang. Tống Thư Hàng đem ra đen vũ nhu tử, tạo hóa tiên tử thu sạch lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào tán tài vương tọa cùng ngoại giới địa điểm lối ra. Cười lạnh, rốt cục bỏ được đi ra rồi. Béo cầu đại lão thanh âm vang lên. Đồng thời, béo cầu đại lão thân hình xuất hiện tại tán tài vương tọa ngay phía trước, trên người nó có một đầu dữ tợn con ngươi hiển hiện đó là mọc ra mắt tinh cầu đại lão cùng khoản trong mắt. Khai thiên nhãn, Tống Thư Hàng thật kinh ngạc. Béo cầu đại lão vừa mới đạt được bản vẽ không lâu ha. Nhanh như vậy liền đem khai thiên nhãn cho mân mê đi ra rồi. Cửu u chúa tể liền có thể như thế muốn làm gì thì làm sao. Vừa vặn để ngươi thử một chút cái đồ chơi này uy lực. Béo cầu đại lão gằn giọng nói. Hắn không có trực tiếp phát động công kích, tán tài vương tỏa thụ tam nhãn thiếu niên lực lượng che chở. Sở dĩ, béo cầu đại lão tiểu hào chờ lấy Tống Thư Hàng từ tán tài vương tỏa vòng xoáy này bên trong đi ra. Hoặc là, hắn cũng có thể xông vào tán tài vương tọa đem Tống Thư Hàng bắt đi ra, sẽ ở bên ngoài đem Tống Thư Hàng giải quyết xử lý. Tống Thư Hàng quả quyết phất tay, ta nghĩ nghĩ, quả nhiên ta vẫn là trở về đi. Gặp lại, béo cầu đại lão. Không ngại, người có thể ở bên trong tiếp tục ngốc lấy. Béo cầu đại lão tiểu hào nói. Hắn ở chỗ này chỉ là một cái tiểu hào phân thân, 10 năm 8 năm thậm chí là 80 100 năm. Đối với nó tới nói đều chẳng qua là chuyện một cái chớp mắt. Lời tuy như thế,
Nhưng ở đang khi nói chuyện, béo cầu đại lão một đạo lực lượng lại ẩn núp tại trong bóng tối, lặng lẽ trốn tới tán tài vương tọa, muốn đem Tống Thư Hàng cầm ra. Đang lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên nắm lên tâm ma xích tiêu kiếm, một kích phần thiên hỏa diễm đao chém về phía tán tài vương tọa cổng. Lửa cháy hừng hực tại tán tài vương tọa cổng đốt ra một cái bất diệt đống lửa. Béo cầu đại lão âm thầm duỗi tới năng lượng, bị phần thiên hỏa diễm đao ngăn cản. Béo cầu tiền bối, ta cho người biết, ta bá Tống cho dù chết, cũng sẽ không hướng người khuất phục. Mà lại, coi như thật sự muốn chết, ta cũng phải chết ở trong tay mình. Tống Thư Hàng sục sôi nói. Đang khi nói chuyện, cổng phần thiên chi hỏa càng đốt càng mạnh mẽ. Nhưng còn không kết thúc. Sở các chủ ngốc mau đem bản thân cuối cùng một phần năng lượng cống hiến ra đến, ngốc mau có chút cuốn một cái, từng cây nhuộm sinh tử chi lực gai gỗ tại cái kia phần thiên chi hỏa bên trong mọc ra, bén nhọn gai gỗ dữ tợn khủng bố, nhìn lấy liền làm cho người tê cả da đầu. Trên lưng bia đá đạo hữu tự nhiên cũng không thể lạc hậu, hắn đồng dạng đem bản thân tất cả lực lượng thi triển ra, toàn lực tại hỏa diễm bên trong âm thầm ngưng tụ một cái chân áp pháp thuật. Béo cầu đại lão không hiểu thấu nhìn lấy Tống Thư Hàng động tác. Đến a, béo cầu đại lão, sợ chết không phải người hoa. Tống Thư Hàng hét lớn một tiếng, thu hồi trên người tất cả phòng ngự pháp khí, thả người nhảy lên. Hỏa diễm, sắc bén gai gỗ, hóa thành tàn nhẫn hỏa diễm địa ngục, nghênh đón Tống Thư Hàng đến. Xa xa béo cầu đại lão trong lòng cười lạnh, mặc kệ Tống Thư Hàng có âm mưu quỷ kế gì. Chỉ muốn hắn nhảy ra tán tài vương tọa vậy hôm nay ngày chính là hắn năm tới tế nhật. Một sát na, trong hư không có béo cầu đại lão đã sớm bố trí bẫy dập lóe lên, hóa thành hàn quang hướng Tống Thư Hàng cắt chém mà đến trước đó dò đường công đức phỉ kình sẽ chết tại những thứ này hàn quang phía dưới. Đồng thời, nơi xa béo cầu đại lão đem tân chế làm khai thiên nhãn bắn ra tới. Khai thiên nhãn hiện ra âm lãnh thánh quang, đánh phía Tống Thư Hàng, hậu phương còn có mấy ngàn nói béo cầu đại lão trọng hỏa lực tạo thành thiên la địa võng. Đây mới thực là tuyệt cảnh. Địa cầu vạn tuế Tống Thư Hàng hét to loạn thất bát tao khẩu hiệu, đồng thời khóa chặt béo cầu đại lão, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kích hoạt lên linh quỷ tiên tử không gian năng lực. Siêu. Sau một khắc, Tống Thư Hàng thân hình thành công cùng béo cầu đại lão tiểu hào vị trí trao đổi. Béo cầu đại lão mặc dù đã tại tán tài vương tọa phụ cận, dùng pháp khí bố trí không gian phong tỏa trận pháp. Nhưng pháp khí bố trí không gian phong tỏa trận pháp, cường độ cùng hiệu quả hoàn toàn không cách nào cùng béo cầu đại lão bản thân bố trí không gian phong tỏa so sánh. Mà lại, pháp khí bố trí không gian phong tỏa, cũng không khóa lại được bắt nguồn từ béo cầu đại lão không gian quyền hành hình thành linh quỷ tiên tử không gian năng lực. A béo cầu đại lão tiểu hào thân thể bị nhuộm sinh tử chi đạo gai gỗ đâm thấu, phần thiên hỏa diễm đao hỏa diễm trong cùng một lúc tăng cường đến uy lực lớn nhất. Cùng một thời gian, khai thiên nhãn công kích cùng béo cầu đại lão đến tiếp sau mấy ngàn trọng hỏa lực, điên cuồng đánh tới. Bạo tạc như là kiệt xuất nhất nghệ thuật, trong hư không bạo thành xinh đẹp nhất khói lửa. Mà cùng béo cầu đại lão tiểu hào thay đổi vị trí Tống Thư Hàng, cũng không quay đầu đi xem bạo tạc. Cái này cùng hắn có phải hay không chân nam nhân không quan hệ. Mà là Tống Thư Hàng biết, hỏa diễm địa ngục cùng béo cầu đại lão tự thân công kích, còn không cách nào đem béo cầu đại lão tiểu hào giết chết. Sẽ chỉ làm béo cầu đại lão tiểu hào càng thêm phẫn nộ. Sở dĩ, vị trí hoán đổi thành công trong nháy mắt, Tống Thư Hàng nhanh chóng đem chuột hamster tà ma móc ra. Chuột hamster tà ma lại tại trước tiên đem chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa tế lên. Một người một chuột lấy chật vật lại cấp tốc tốc độ, lăn nhập phi toa bên trong. Sau một khắc, tiên toa khởi động, hiện ra hắn chư thiên vạn giới vật lý đệ nhất hào nhanh. Bá Tống sau lưng. Truyền đến béo cầu đại lão điên cuồng tiếng gầm gừ, thanh âm này như ma âm, trực tiếp quán não. Càng hậu phương, tán tài vương tọa lặng yên tản ra, biến mất không thấy gì nữa. Tán tài vương tọa trên bậc thang, một đầu hỏa diễm đại thập lục đồng dạng chậm rãi tiêu tán, hắn là Tống Thư Hàng bảo hiểm. Nếu như trước đó hắn nhảy ra tán tài vương tọa, cùng béo cầu đại lão thay thế vị trí thất bại, hỏa diễm đại thập lục chính là hắn một lớp bảo hiểm. Tốt là hắn thành công. Tán tài vương tọa cửa vào biến mất, hỏa diễm đại thập lục thế thân thuật đồng dạng tiêu tán. Béo cầu đại lão tiểu hào phân thân trong lúc nhất thời bị các loại công kích cuốn lấy, gầm thét liên tục. Cửu U chúa tể giận dữ, vốn đem thây nằm nghìn vạn dặm. Bất đắc dĩ nơi này là hiện thế, không phải cửu U thế giới. Cầu rơi đồng bằng bị chuột lấn. Béo cầu đại lão chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Thư Hàng cùng chuột hamster hào chạy trốn mà đi, vừa vội vừa tức.
Hắn hôm nay phẫn nộ gần với bị bạch cái kia đáng giết ngàn đao ra hỏa, liền mặt đất móc đi hắn hang ổ lúc tức giận. Ta thề, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, bá tống. Béo cầu đại lão toàn thân thiêu đốt lên bất diệt phần thiên chi hỏa, ngọn lửa này tuy mạnh, lại không kịp béo cầu đại lão lúc này phẫn nộ chi hỏa vạn nhất. Một bên khác, Tống Thư Hằng cùng chuột hamster hào tại chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa bên trong không ngừng lăn lộn. Chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa tốc độ thực sự quá nhanh, Tống Thư Hằng cùng chuột hamster hào lại là tại trong lúc vội vã nhảy vào đến trong khoang thuyền. Tiên toa khởi động về sau, thân thể của bọn hắn bị quật bay, tại phi toa trong khoang thuyền chật vật nhấp nhô, va chạm. Quá nhanh, Tống Thư Hằng cảm giác nói chuyện đều không lưu loát. Bá Tống Hào, ngươi cái này cồng kềnh đồ vật, lăn bên cạnh một chút, ngươi ép đến ta cái đuôi, cấn ta toàn thân khó chịu. Chuột hamster hào kháng nghị nói. Chuột hamster có cái đuôi sao? Tống Thư Hằng tại kêu thảm sau khi, miễn cưỡng hồi phục. Thật có lỗi, đây là ta nồi, ta bia thân có chút cứng rắn, lại có chút trọng, cấn đến chuột hamster tiểu đạo hữu. Không có cách, dù sao ta là cường đại như thế. Bia đá đạo hữu lên tiếng, chủ động cõng nồi. Tâm ma xích tiêu kiếm không cam lòng yếu thế, động thân cõng nồi nói, khả năng cũng có ta nguyên nhân, luận độ cứng lời nói, ta càng tại bia đá đạo hữu phía trên. Thân là một thanh thần binh, cho dù là thần binh tâm ma, hắn tại độ cứng phương diện, cũng tuyệt đối không thể yếu tại cái khác pháp khí về sau. Bia đá đạo hữu nói mình thân thể tương đối cứng rắn, vậy nó nhất định phải biểu thị bản thân cứng hơn càng cấn tay. Thông nương thống khổ kêu lên, muốn phun, Thư Hằng ngươi có thể đừng lăn sao? Ngươi cho rằng ta muốn lăn sao? Tống Thư Hằng tuyệt vọng nói, ta lăn cũng là thân bất do kỷ, dù sao đây chính là chư thiên vạn giới vật lý đệ nhất hào nhanh a. Ta không nhiều lăn vài vòng làm sao hiển lộ rõ ràng của nó như bức tốc độ. Lúc này, đỉnh đầu sở các chủ ngốc mau đột nhiên giống nạp điện, dựng lên, rốt cục một lần nữa tiếp thông, Thư Hằng, ta chuẩn bị đưa ngươi một kiện lễ vật. Ngày khác đi sở tiền bối, hiện tại ta chính lăn lộn, hoàn toàn không dừng được. Tống Thư Hằng trả lời. Sở các chủ. Tống Thư Hằng tại nhấp nhô thời điểm, đầu không ngừng cùng chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa va chạm, nàng ngốc mau đứng mũi chịu sào. Sở ngốc mau phát ra thật dài thở dài một tiếng, ta giúp ngươi đi. Tạ ơn sở tiền bối. Tống Thư Hằng cảm kích nói, sở các chủ là vị chân chính tốt tiền bối, lòng dạ rộng lớn. Sau một khắc, sở các chủ ngốc mau duỗi dài, trong nháy mắt kéo đến gần 5 mét chiều dài. Tiếp lấy ngốc mau lưu loát mà chụp vào Tống Thư Hằng trên cổ, vây quanh hắn rắn chắc cổ buộc một vòng. Tống Thư Hằng. Thông nương. Đồng thời, sở các chủ ngốc mau mũi nhọn hướng lên ném đi. Thắt ở chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa đỉnh chóp một đầu gạch ngang bên trên, đánh cái nút chết. Tống Thư Hằng trợn mắt hốc mồm. Đợi, đợi đã sở tiền bối. Hắn đang muốn lên tiếng cầu xin tha thứ, nhưng chư thiên vạn giới thứ nhất vật lý hào nhanh cũng không phải đùa giỡn. Càng quan trọng hơn là, vì không bị béo cầu đại lão đơn giản truy tung đến, chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa quỹ tích bay cũng không phải là đơn giản thẳng tắp. Tại bắn vọt phi hành một khoảng cách về sau, hắn lại đột nhiên biến hướng. Chuyển hướng một vị trí khác tiếp tục phi độn, đây cũng là trước đó Tống Thư Hằng cùng chuột hamster hào không ngừng lăn lộn nguyên nhân. Lúc này, đúng lúc là chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa 90 độ bước ngoặt lớn thời điểm. Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy mình và chuột hamster hào thân thể như là thịt người nhẹ nhàng di chuyển, bị hung hăng vãi ra. Sở các chủ ngốc mau một mực buộc chặt Tống Thư Hằng cổ, tại tiên toa bước ngoặt lớn thời điểm, ngốc mau phối hợp rút ngắn. Ô ô ô, Tống Thư Hằng trên hai mắt lật. Thân thể của hắn bị ở tại chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa khoang thuyền đỉnh, kịch liệt đong đưa, tựa như là một đầu bị phơi lên cá ướp muối. Chư thiên vạn giới vật lý thứ nhất hào nhanh trường sinh giả ngốc mau, đối với hắn vị này vừa tấn thăng thất phẩm tôn giả tới nói, phi thường tàn khốc. Bất quá Tống Thư Hằng cái này sùi bọt mép, bạch nhãn bên trên lật bộ dáng, có tám thành đều là giả ra tới. Ngoại trừ sợ nhanh cùng sợ độ cao nguyên nhân bên ngoài. Trên cổ chân chính đau đớn đẳng cấp ngược lại cũng không tính quá cường liệt. Để ngươi chán a, để ngươi xốp giòn hung a, để ngươi từ ngữ lượng như thế phong phú a, đón lấy đến ngươi còn muốn lên cho ta cái gì xương hào. Nói a, cho ngươi một cơ hội a. Sở các chủ ngốc mau tựa như là một vị nghiêm khắc lão sư, tại trách cứ phạm sai lầm học sinh. Chuột hamster hào tại nhấp nhô sau khi, nhìn thấy bị sâu phơi lên Tống Thư Hằng. Lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng giống cái sinh vật khởi sướng giận đến thật sự là đáng sợ. May mắn chính là béo cầu đại lão cũng không phải là giống cái, nếu không Tống Thư Hằng khẳng định đã sớm chết.
Bất quá, đang nhìn đến Tống Thư Hàng bị ở tại tiên toa khoang thuyền đỉnh, không ngừng kịch liệt đong đưa cá ướp muối bộ dáng lúc, chuột hamster hào trong đáy lòng lại ẩn ẩn hiển hiện một loại tên là khoái hoạt cảm xúc. Dù sao hắn mặc dù không phải ma quỷ, nhưng là cửu u tà ma. Huyết thống thuần khiết, sinh trưởng ở địa phương cửu u tà ma. Mọi người tuyệt vọng, thống khổ, kêu thảm đối với nó tới nói lại vô cùng ngọt ngào. Bất quá lăn lộn, chuột hamster hào đột nhiên cảm giác không đúng lắm. Bá Tống Hào biểu hiện tuyệt vọng như vậy, hoảng sợ. Nhưng nó thưởng thức được thống khổ cùng tuyệt vọng, luôn cảm giác trộn nước một dạng bá tống trên thực tế biểu hiện ra thống khổ cùng hoảng sợ cũng không có nhìn qua như vậy khắc sâu. Muốn hay không vạch trần bá tống diễn kịch ngụy trang. Lúc này, tạo hóa tiên tử đột nhiên từ trên thân Tống Thư Hàng rơi ra ngoài, nàng đưa tay nắm lên Tống Thư Hàng túi bên trong thông nương, đem thông nương giơ lên cao cao. Tiên tử thân thể đang không ngừng lắc lư, nhưng nàng hai tay lại ổn định vô cùng, tự cùng gà trống đầu một dạng, ổn định phòng run. Thông nương đối bị cá ướp muối treo Tống Thư Hàng liền đập vài chương ảnh chụp. Cũng chọn lựa ra trong đó nhất thống khổ mấy chương, gửi đi đến tu chân nói chuyện phiếm công năng bằng hữu trong vòng. Tiêu đề, tai nạn, bị cửu u chúa tể truy sát, sử thượng tối thống khổ bá tống mới mẻ xuất hiện. Nội dung, ngày mùng 8 tháng 12, đó là cái khó quên thời gian. Chúng ta gặp được sinh mệnh lớn nhất nguy cơ, cửu u chúa tể béo cầu đại lão ở phía sau đuổi giết chúng ta. Chúng ta đang đứng ở chật vật đào mệnh quá trình bên trong, tùy thời đều có thể bị béo cầu đại lão đuổi kịp, bóp chết. Cùng cường đại cửu u chúa tể béo cầu đại lão so ra, chúng ta là như thế nhỏ bé cùng yếu ớt, dù là chỉ là cảm ứng được khí tức của nó, chúng ta liền sẽ run lẩy bẩy. Phía dưới là sử thượng tối thống khổ bá tống huyền thánh, hắn nhìn qua rất khó chịu, khả năng sống không lâu. Hình ảnh, cá ướp muối sâu Tống Thư Hàng hình ảnh x6. Thông nương hôm nay liên phát hai đầu bằng hữu vòng, phi thường sinh động. Sổ đen bất diệt chi chủ, ha ha ha. Sau đó, Tống Thư Hàng trong đầu cứ nhiên bắn ra bất diệt chi chủ private chat, cần giúp một tay không? Bá Tống Huyền Thánh, Tống Thư Hàng, bất diệt chi chủ, muốn giúp hắn. Ta tin ngươi cái quỷ a. Con trồn cho gà chúc Tết, Tống Thư Hàng cũng không muốn trở thành cái kia được chúc Tết gà. Đoạn thời gian gần nhất, Thư Hàng trong lòng đặc biệt có bê số. Hắn biết mình không phải là người gặp người yêu loại hình, lại thêm hắn đoạn thời gian trước âm thầm hố bất diệt chi chủ nhiều lần, hiện tại, đối phương còn trông mong chạy tới giúp hắn. Trừ phi bất diệt chi chủ là Jun M, người khác ngược hắn trăm ngàn lần, hắn đối người khác như mối tình đầu cái chủng loại kia. Nếu không, hắn căn bản không có lý do đến giúp đỡ Tống Thư Hàng. Tạ ơn tiền bối hảo ý, trước mắt ta không cần hỗ trợ. Ta còn có thể bản thân cứu giúp một chút. Tống Thư Hàng khách khí hồi phục một câu, hắn không có trực tiếp dùng phản đối bất diệt chi chủ gần nhất hắn cầu sinh dục chưa từng có mãnh liệt, đại khái là bởi vì không có một bộ đáng tin phục sinh trận pháp làm bạn nguyên nhân. Bạch tiền bối mặc dù cho hắn bố trí một cái phục sinh trận pháp, nhưng này cái phục sinh trận pháp sau khi sống lại sẽ chuyển chức thành cửu u tà ma, triệt để cáo biệt nhân sinh. Ngươi có thể tín nhiệm ta, dù sao ta có thể từ vô tận trong giấc ngủ tỉnh lại. Tạm thời thoát ly khủng bố bất hủ pháp tắc ảnh hưởng, đều là bởi vì ngươi cách không cho ta truyền lại kích thích. Ta thiếu ngươi một cái ân tình, bất diệt chi chủ ngữ khí phi thường thành khẩn. Quả nhiên, bất diệt chi chủ có thể thức tỉnh, chính là Tống Thư Hàng trước đó đem đến từ thiên đạo di thuế cầu công kích từ xa, được chuyển tới bất diệt chi chủ trên người nguyên nhân. Bất diệt tiền bối ngài quá khách khí, nhấc tay chi lao. Chúng ta người Hoa đều là sống lôi phong, làm việc tốt không cầu lưu danh. Giúp người làm niềm vui chính là khoái hoạt gốc rễ, người không cần cảm ơn ta. Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời một câu, sau đó liền không lại để ý tới bất diệt chi chủ, chuyên tâm đóng vai bị trường sinh giả tóc dài ngốc lên cá ướp muối hàng nhân vật. Hắn biểu hiện càng thống khổ, sợ các chủ nộ khí liền sẽ yếu bớt rất nhiều. Chờ sợ các chủ bớt giận, hắn liền lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Đang lúc Tống Thư Hàng chuyên tâm diễn kịch thời điểm, đột nhiên trên người hắn tu chân nói chuyện phiếm virus dự cảnh công năng hướng hắn khởi xướng cảnh báo. Long lạc nữ sĩ vì hắn gia tăng chức năng mới, đang nhắc nhở Tống Thư Hàng có người đang dùng viễn trình khóa chặt loại pháp thuật, xem bói khóa chặt vị trí của hắn, thậm chí khả năng tại hướng hắn khởi xướng viễn trình tinh thần công kích. Tốt ngươi cái bất diệt chi chủ, vừa nói muốn giúp ta, một bên âm thầm khóa chặt vị trí của ta. Nếu không phải ta vừa thăng cấp tại thể nội trang phòng độc hệ thống báo động, nói chẳng phải bị ngươi âm đến. Tống Thư Hàng trong đầu ý nghĩ đầu tiên cùng hoài nghi đối tượng chính là bất diệt chi chủ. Dù sao thiên đạo di thuế cầu tạm thời bị phá nát,
còn sót lại bộ phận lại bị béo cầu đại lão hấp thu. Mới thiên đạo di thuế cầu muốn sinh ra, phải cần một khoảng thời gian, sở dĩ lần này khóa chặt vị trí hắn khẳng định không phải thiên đạo di thuế cầu. Kết hợp hiện trạng, hắn cảm giác khóa chặt hắn 89 phần 10 là bất diệt chi chủ. Nhưng hắn nghĩ lại, trong đầu lại nổi lên một cái khác suy đoán. Không đúng, ngoại trừ bất diệt chi chủ bên ngoài, có lẽ còn có thể là béo cầu đại lão tiểu hào. Béo cầu đại lão tiểu hào đuổi không kịp ta, nhất định sẽ sử dụng pháp thuật xác định vị trí của ta. Mặc kệ là béo cầu chúa tể vẫn là bất diệt chi chủ, kết quả cũng giống nhau nguy hiểm. Thế là, Tống Thư Hằng thật nhanh cho Hà Chỉ Ma Đế tiền bối phát cái nói chuyện riêng. Hắn cùng Hà Chỉ tiền bối ở giữa giao lưu luôn luôn đơn giản thô bạo. Tống Thư Hằng, có ở đây không? Một bên khác, Hà Chỉ Ma Đế mới vừa ở thông nương bằng hữu vòng tin tức lần sau một đầu, vị này tiên tử, còn có càng nhiều bá tống thống khổ ảnh chụp sao? Chúng ta nói chuyện riêng. Kết quả lập tức liền có người hướng hắn bắn ra nói chuyện riêng. Hắn còn tưởng rằng là thông nương thêm hắn. Kết quả một điểm mở nói chuyện riêng, lại phát hiện là Tống Thư Hằng đầu này bị cá ướp muối sâu suy hàng. Thế là, Hà Chỉ Ma Đế trở về cái, ha ha. Tống Thư Hằng hài lòng điểm đầu. Chỉ muốn Hà Chỉ tiền bối trả lời hắn liền tốt, lần này phục liền đại biểu cho hắn cùng Hà Chỉ tiền bối ở giữa thành lập nên ngắn ngủi giao lưu liên hệ thông đạo. Kể từ đó, bất diệt chi chủ tinh thần khóa chặt thậm chí là có thể phát khởi công kích từ xa đều sẽ rơi xuống Hà Chỉ Ma Đế trên người. Quả nhiên rất nhanh, Hà Chỉ Ma Đế nhanh chóng hồi phục, tinh thần quan sát, người muốn chơi lén ta. Người muốn đem cửu chúa tể hướng ta bên này dẫn. Nằm mơ. Hà Chỉ Ma Đế bên kia không chút do dự đem tinh thần quan sát đối trở về hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng chịu đến phần lớn là nhục thân phương diện tổn thương, tinh thần lực phương diện đã khôi phục 7-8 phần. Tại tinh thần công kích phương diện, hắn ai cũng không sợ. Bị cá ướp muối sâu Tống Thư Hằng phun ra đầu lưỡi. Giả ra rất thống khổ bộ dáng. Hà Chỉ tiền bối quá phối hợp. Sợ các chủ ngốc mao có chút ghét bỏ cuốn lên ngốc mao Tống Thư Hằng ra hỏa này liền nước bọt đều muốn chảy ra, cảm giác nước bọt có thể sẽ nhỏ giọt nàng chân quý tóc. Nàng đang suy nghĩ muốn hay không đem Tống Thư Hằng buông ra. Mà lúc này, bên cạnh thông nương đang tại từng đầu xem xét bằng hữu của mình vòng nhắn lại. Kim Long khăn quàng cổ Bạch Long tỉ tỉ, ta cùng tiểu thập lục mới rời khỏi mấy ngày, các ngươi lại làm cái gì? Hồ bằng cầu hữu thiên đế, Tống tiền bối. Đợi ngươi ngày dỗ đi ra về sau, nhờ báo mộng nói cho ta ngày dỗ của ngươi đát. Nhìn mấy đầu về sau, nàng rất mau nhìn đến Hà Chỉ Ma Đế hồi phục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hà Chỉ Ma Đế để cho nàng nói chuyện riêng, đây là muốn giao dịch tiết tấu. Nàng tưởng tượng Hà Chỉ Ma Đế dùng bảo vật đổi Tống Thư Hằng bi kịch tin tức phát triển, sắp triển khai. Sau đó... Nàng có phải hay không phải nhờ vào lấy cùng các vị đại lão ở giữa âm thầm giao dịch leo lên hành sinh đỉnh phong? Như vậy, phải trả lời Hà Chỉ Ma Đế sao? Thông nương thầm nghĩ trong lòng. Đang lúc này, bằng hữu trong vòng lại xuất hiện một đầu mới hồi phục. Sủng vật chủ nhân, vẽ rơi, bản thân Bạch tiền bối, Thư Hằng các ngươi tại chạy trốn thời điểm, đừng buông lỏng cảnh giác. Đừng quên béo cầu là cửu chúa tể sự thật. Thư Hằng. Bạch chúa tể nói để ngươi đừng quên béo cầu đại lão là cửu chúa tể sự thật, mặc dù không biết đây là ý gì, nhưng ta vẫn là đem lời nói hướng ngươi chuyển đạt một chút. Thông nương lớn tiếng kêu lên. Ô ô Tống Thư Hằng kêu vài tiếng, nhưng phát hiện mình không nói ra lời, chỉ có thể đổi dùng truyền âm nhập mật phương thức nói, chúng ta cho tới bây giờ chưa quên hắn là cửu chúa tể A, cho dù là phân thân tiểu hào, ta đều trực tiếp khi nó là bản thể mà đối đãi. Đồ đần. Ta chủ có ý tứ là cửu chúa tể cái danh xưng này đại biểu cho không chỉ là béo cầu đại lão bản thân, thay thế biểu lấy hắn quyền hành. Chuột hamster hào giải thích nói. Tống Thư Hằng. Cửu chúa tể quyền hành, cũng chính là cả cái cửu thế giới tà ma kỳ thật đều là thụ béo cầu đại lão điều hành. Béo cầu đại lão sẽ không chịu hoán tiểu đệ quần ẩu hắn A. Suy nghĩ cùng một chỗ thời điểm, chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa đột nhiên thắng gấp. Tốt mất linh xấu linh. Chỉ thấy tại tiên toa phía trước, có mấy cái cánh cửa không gian mở ra. Béo cầu đại lão tiểu hào mang theo 6 cái cửu phẩm tà ma lần nữa đăng tràng. Ba tống béo cầu đại lão trong giọng nói hàn ý, khiến cho người run lẩy bẩy. Béo cầu đại lão trực tiếp sử dụng bói toán thủ pháp, tính ra Tống Thư Hằng muốn tiến lên phương hướng, trực tiếp phía trước đường chắn Tống Thư Hằng. Cửu chúa tể tự mình lên bói,
độ chính xác cao đáng sợ. Thư Hàng, trước mắt đến xem, nếu như ngươi không nắm giữ một cái che giấu thiên cơ pháp thuật hoặc pháp khí, đời này đều trốn không thoát béo cầu đại lão lòng bàn tay. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói. Tống Thư Hàng cắn răng một cái, đi, thừa dịp hạch tâm thế giới không túng trước, chạy trước vào trong đó. Béo cầu đại lão vừa mới mượn cửu phẩm tà ma không gian thông đạo hiện thân, còn chưa kịp tới bố trí xuống không gian phong tỏa thủ đoạn. Sở dĩ Tống Thư Hàng còn có thể thừa cơ mở ra hạch tâm thế giới. Lúc đầu, Tống Thư Hàng là chuẩn bị trước dùng chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa cùng béo cầu đại lão ở giữa kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn, sau đó lại trốn vào hạch tâm thế giới ẩn núp tránh né. Nhưng không nghĩ tới béo cầu đại lão nhanh như vậy liền đuổi theo. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, hạch tâm thế giới tại chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa nội bộ triển khai một cái cửa ra. Đi mau, đối phương muốn bắt đầu bố trí không gian phong tỏa thủ đoạn. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nhắc nhở. Tống Thư Hàng đưa tay dùng niệm lực nắm lên chuột hamster hào cùng thông nương, sợ các chủ ngốc mau buộc lên Tống Thư Hàng cổ dùng sức ném đi, đem bọn hắn toàn bộ quăng vào hạch tâm thế giới bên trong. Cùng một thời gian, chuột hamster hào thi triển pháp quyết thu hồi chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa. Hạch tâm thế giới nhanh chóng quan bế. An toàn, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp hạch tâm thế giới cùng ngoại giới còn có một cái khe nhỏ khe hở thời điểm, Tống Thư Hàng mắt liếc xa xa béo cầu đại lão. Béo cầu đại lão không có truy kích, hắn gặp được một số phiền toái nhỏ. Trong hư không, có thiên kiếp lực lượng ngưng tụ, khóa chặt một nhóm kia cửu phẩm tà ma. Cửu phẩm tà ma là có thể xuất nhập tại hiện thế cùng cửu u thế giới ở giữa, nhưng chúng nó tiến vào hiện thế lúc lại chịu đến rất nhiều hạn chế. Mà lại hiện thế linh lực cùng cửu u thế giới tà năng khác biệt, không cách nào trực tiếp hấp thu lợi dụng, cửu phẩm tà ma tại hiện thế thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà béo cầu đại lão lần này một hơi kéo 6 tôn cửu phẩm tà ma đi ra chắn Tống Thư Hàng, kết quả cứ nhiên dẫn hạ kinh khủng thiên kiếp, tập sát cửu phẩm tà ma. Béo cầu đại lão tiểu hào không khỏi một trận lòng chua xót. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới tán tài vương tọa trong kia tôn tam nhãn chúa tể, lại nghĩ tới cửu u thế giới bên trong bạch. Nhà khác thiên đạo đối với mình cửu u chúa tể đều là đủ kiểu bảo vệ, coi như thiên đạo lui đảm nhiệm thời điểm, sẽ còn nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình cửu u chúa tể còn sống sót. Nhìn lại hắn đối ứng thiên đạo, động một chút lại dùng thiên phạt bổ hắn. Thiên phạt còn chưa tính, dù sao cũng là không cách nào sửa đổi thiết tắc. Nhưng là, hắn mỗi lần muốn tại hiện thế hành động một chút lúc, thiên đạo liền sẽ cho hắn chế tạo phiền phức. Lần này hắn chỉ kéo mấy con cửu phẩm tà ma, thiên đạo liền trực tiếp hạ xuống thiên kiếp. Ta đặc mã chính là mẹ kế nuôi sao? Tản ra, trở về, lưu lại một đi theo ta. Béo cầu đại lão nghiến răng nghiến lợi nói. 6 cái cửu phẩm tà ma bên trong, có 5 cái trực tiếp trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa thiên kiếp đối bọn nó tới nói tổn thương gấp bội, phi thường đau đầu, sơ ý một chút nói không chừng có tử vong nguy cơ. Chỉ có một đầu tinh thông không gian năng lực cửu u tà ma lưu lại. Trên bầu trời thiên kiếp, lúc này mới yên lặng tiêu tán. Cười giận giữ ngươi liền lưu tại thiên đạo vị trí bên trên, hảo hảo tiêu tán đi. Ta coi như đoạt lại bị nho gia thánh nhân thôn về cái kia bộ phận tồn tại, cũng sẽ không giúp ngươi hoàn thiện thân thể. Béo cầu đại lão đối hư không giống to. Lưu cho thời gian của nó đã không nhiều lắm. Hắn tuyệt đối sẽ không tình nguyện tiêu tán, hắn muốn giống như bạch lưu tại cửu u thế giới, lại hoặc là giống cái kia tam nhãn chúa tể một dạng tại hiện thế bên trong mở một phương tiểu thế giới, tiếp tục sống tạm xuống dưới. Dứt lời, béo cầu đại lão tiếp tục lấy ra bản thân xem bói dùng quẻ bàn, bắt đầu bói toán Tống Thư Hàng về sau sẽ xuất hiện vị trí. Cái này một đợt, hắn tính sai rồi chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa bộc phát tốc độ, dẫn đến hắn từ không gian thông đạo bên trong đi ra lúc, đều không tới đến bố trí xuống phong tỏa không gian thủ đoạn. Đợt tiếp theo, hắn sẽ kéo dài cự ly, sớm từ không gian thông đạo bên trong lách mình, bố trí tốt hết thảy, trở lấy bá Tống hiện thân. Ta nhất định phải từ bá Tống trong tay thu hồi. A, đang tại bói toán béo cầu đại lão tiểu hào đột nhiên cứng đờ. Ký ức một trận bắt đầu mơ hồ. Ta muốn từ bá Tống trong tay thu hồi thứ gì? Là vật rất trọng yếu, nhưng rốt cuộc muốn thu hồi chính là cái gì? Loại này cảm giác quỷ dị cảm giác. Là thiên đạo phòng tối hiệu quả, từ căn nguyên bên trên xóa đi cái kia đồ vật ký ức. Béo cầu đại lão rất nhanh kịp phản ứng. Có người đem hắn muốn từ bá Tống trên người thu hồi đồ vật, đưa vào đến thiên đạo phòng tối bên trong. Béo cầu đại lão tiểu hào táo bạo trong hư không nhảy lên.
nhưng một lát sau, hắn ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Coi như cái kia đồ vật là cái gì bị hắn quên, nhưng nó biết vật kia khẳng định cùng bá Tống có quan hệ. Thế là, hắn tiếp tục nắm lấy quẻ bàn, bói toán Tống Thư Hàng vị trí. Trong vũ trụ, một mảnh chưa sinh ra sinh mệnh trong tinh vực. Bạch Tiền Bối hình chiếu phân thân cùng Béo Cầu phân thân chủ hào còn tại chiến đấu. Mảnh tinh vực này bên trong ngôi sao, đều tại hai vị chúa tể phân thân trong lúc giao thủ bị cuồng bạo năng lượng sụp đổ. Béo Cầu đại lão phân thân chủ hào, ở vào hạ phong bởi vì hắn đã mất đi không gian quyền hành. Song phương thực lực tương cận tình huống bên dưới, mất đi không gian lực lượng Béo Cầu phân thân chủ hào khắp nơi bị quản chế, mệt mỏi chống cự, thủ nhiều công ít. Bạch Tiền Bối không có nương tay. Hắn lần này là quyết tâm muốn đem Béo Cầu cỗ này phân thân cho rảo diệt, hắn không muốn để cho Béo Cầu phân thân tiếp tục lưu lại hiện thế khuấy gió nổi mưa. Ngay tại song phương chiến đấu kịch liệt thời điểm, đột nhiên Béo Cầu phân thân chủ hào một cái thất thần, bị Bạch Tiền Bối nắm lấy cơ hội, một bộ liên chiêu xuống dưới, liền đem Béo Cầu chủ hào phân thân hình thể, lột 1%. Làm sao có thể, cứ nhiên quên đi, Béo Cầu đại lão phân thân chủ hào lẩm bẩm nói. Quên đi cái gì? Nha! Ngươi chỉ là vật kia tình báo sao? Bạch Tiền Bối một bên tiếp tục điên cuồng tấn công, vừa bắt đầu miệng pháo công tâm. Béo Cầu phân thân chủ hào gầm rú nói, Bạch, ngươi nhớ kỹ. Ngươi chưa quên. Ta cũng tại quên a, nhưng chúng ta thân là cửu u chúa tể, chỉ muốn bản thể còn tại cửu u thế giới, dù là chịu đến thiên đạo phòng tối bôi đoạn ký ức căn nguyên ảnh hưởng, ký ức tiêu tán. Nhưng ở cửu u thế giới hiệp trợ bên dưới, quên ký ức vẫn như cũ có thể trong nháy mắt bù đắp lại. Bạch Tiền Bối cười nói, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi không phải là triệt để quên lãng, không cách nào khôi phục ký ức rồi. Vì sao lại dạng này? Béo Cầu phân thân chủ hào nổi giận gầm lên một tiếng, lắc mình biến hóa hóa thành kim loại nhím biển. Vô số hủy diệt tia sáng từ trên người nó gai nhọn bên trong bắn phá đi ra. Phàm là bị tia sáng quét trúng tất cả sự vật, cũng như cùng đậu hũ một dạng bị cắt ra. Bạch Tiền Bối nhận biết những thứ này tia sáng lợi hại. Đành phải tạm thời lui ra phía sau một số, bỏ qua liên kích. Khả năng Béo Cầu ngươi tại cửu u chúa tể bên trong, cũng là tương đối đặc thù tồn tại đi. Bạch Tiền Bối nói. Tại Béo Cầu hủy diệt kích quang phát xạ hoàn tất về sau, Bạch Tiền Bối lần nữa lấn người tiến lên, không cho đối phương bỏ chạy cơ hội. Ta quả nhiên là mẹ kế nuôi. Có đôi khi, thật sự là hâm mộ Bạch, Béo Cầu đại lão nội tâm hiển hiện một cái ý niệm như vậy. Càng là hâm mộ. Hắn liền càng cảm giác Bạch đáng hận, khiến cho hắn phiền chán. Cùng chết đi, Bạch, Béo Cầu đại lão phân thân chủ hào hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng Bạch Tiền Bối hình chiếu phân thân đánh tới, một bộ muốn liều mạng dáng vẻ. Tới đi, Béo Cầu, Bạch Tiền Bối vung nghênh đón tiếp lấy, tại ngươi cầu sinh cuối cùng một quãng thời gian bên trong, ta sẽ tranh thủ mỗi một ngày đều làm bạn ngươi, để ngươi sẽ không tịch mịch. Nếu như có kiếp sau, ta cả một đời cũng sẽ không muốn gặp ngươi. Béo Cầu tức giận quát. Hai vị cửu u chúa tể phân thân ở giữa chiến đấu, tiến vào cuồng bạo nhất khâu. Một bên khác, hạch tâm thế giới bên trong. Tống Thư Hàng bị Sở Ngốc Mao treo, lơ lửng ở trong hư không kéo đi. Hắn chuẩn bị tại hạch tâm thế giới trước túng một đoạn thời gian. Sở Tiền Bối, chúng ta đã về hạch tâm thế giới, đã tiến vào khu vực an toàn. Sở Dĩ, ngươi có thể đem ta buông xuống. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Chung quanh, hạch tâm tiểu trợ thủ, một đám vô hình kiếm cổ, 8 con thanh loan tiên tử tặng trồng cây tiểu yêu thú. Đều nhìn đây. Tống Thư Hàng cảm giác mình còn như vậy bị cá ướp muối sâu treo bay, có hại hắn hạch tâm thế giới chi chủ uy nghiêm. Chờ một chút, đừng nóng vội, ta muốn đưa ngươi một kiện lễ vật, Sở các chủ nói. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, lễ vật gì? Như vậy vội vã muốn tặng cho hắn. Không phải là, Tống Tử A. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời điểm, Sở các chủ Ngốc Mao đem hắn dẫn dắt đến hạch tâm thế giới hoạt tuyền bên cạnh ao bên trên. Nha, Thư Hàng ngươi hôm nay đây là cái gì tạo hình, thật độc đáo. Quy Tiền Bối phất phất tay nói. Thông Nương nhẹ nhàng từ Tống Thư Hàng túi bên trong nhảy xuống, chủ động đi xách nước tưới cây, sau đó cho linh thú, các ma thú cho ăn. Nàng đang làm việc thời điểm một mực là rất nghiêm túc. Quy Tiền Bối, ta đây là tại rèn luyện cổ bộ vị cơ bắp. Ngươi cũng có thể thử một chút. Tống Thư Hàng một mặt bình tĩnh nói. Ta cũng không cần, chúng ta rùa loại cổ có thể linh hoạt rồi. Quy Tiền Bối vui a nói. Lúc này, Sở các chủ bản thể tóc dài bay múa, đem tòa kia hồng thủy tinh pho tượng lấy tới,
an trí tại Tống Thư Hàng trước mặt. Đây không phải sở các chủ thủy tinh tượng. Tống Thư Hàng liếc mắt một cái liền nhận ra bảo vật này, nhớ kỹ đây là sở các chủ phục sinh pháp khí. Cái này pho tượng là thật lâu trước ta vì chính mình chuẩn bị phục sinh thủ đoạn, nhưng bây giờ ta đã bước ra con đường trường sinh, tôn này thủy tinh pho tượng ta là dùng không lên. Sở các chủ chậm rãi nói. Tống Thư Hàng bên hông bia đá đạo hữu lên tiếng nói, không biết ha, loại này đẳng cấp phục sinh pháp khí, còn có cải tiến chỗ trống. Tăng thêm hắn lại cùng ngươi tương liên, tiếp nhận lực lượng ngươi nhiều năm thoải mái, chỉ lại muốn gia tăng một số vật liệu, liền có thể đưa nó thăng cấp làm trường sinh giả cấp phục sinh thủ đoạn. Sở các chủ, Vọng Thiên, bia đá đạo hữu, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Quy Tiền Bối thở dài nói, ngươi nhìn một màn này sự tình phát triển. Rõ ràng là sở các chủ đang tìm một cái lấy cớ, muốn đem tòa này màu đỏ pho tượng đưa cho Tống Thư Hàng. Người bây giờ vừa nói toạc, nàng còn thế nào có ý tứ tiếp tục đưa ra cái này màu đỏ pho tượng. Bia đá đạo hữu ngượng ngùng nói, thật có lỗi, ta một mình một bia tại cấm địa ngốc quá lâu, đối với phương diện này tương đối chỉ đột. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm buồn bã nói, kỳ thật, không đưa Thư Hàng cũng tốt. Ta cảm giác Tống Thư Hàng vẫn là duy trì không có phục sinh pháp khí trạng thái tương đối tốt. Dạng này trong lòng của hắn tương đối có bê số, làm việc cũng khá là cẩn thận. Dứt lời hắn lại tại trong lòng bồi thêm một câu, chết cũng sẽ không nhanh như vậy. Tống Thư Hàng cũng không có nghĩ đến sở các chủ vậy mà lại muốn đem chân quý cửu phẩm kiếp tiên cấp phục sinh bảo vật đưa cho hắn. Sở các chủ, pho tượng kia quá chân quý, mà lại hắn đối với ngươi mà nói có vô cùng trọng yếu kỷ niệm ý nghĩa, sở các chủ ngươi vẫn là đưa nó thăng cấp một chút, diễn hóa thành trường sinh giả phục sinh pháp khí đi. Tống Thư Hàng ổn trọng nói. Hắn mặc dù rất cần một kiện phục sinh pháp khí bản thân, nhưng là trước mắt hắn chân chính cảnh giới chính là thất phẩm tôn giả, dùng cửu phẩm kiếp tiên cấp phục sinh pháp khí, thực sự có chút lãng phí. Chớ nói nữa, ta quyết định đưa nó tặng cho ngươi cũng là ta đi qua suy nghĩ sâu xa sau quyết định. Huống hồ, ngươi cho rằng tình trạng của ngươi bây giờ, phổ thông thất phẩm cấp phục sinh trận pháp có thể đưa ngươi phục sinh. Sở các chủ trả lời. Tống Thư Hàng cảnh giới là thất phẩm. Nhưng nếu quả như thật dùng thất phẩm phục sinh đại trận đi phục sinh hắn, tuyệt đối sẽ phục sinh thất bại. Không nói những cái khác, chỉ là hắn tu luyện tam đại thối thể công pháp thêm thánh viên long lực thần công tổng cương thiên, liền trực tiếp đem hắn thể chất kéo đến phá trần trình độ. Bây giờ Tống Thư Hàng, nếu như thuần luận thể chất, sớm đã là chân chính bát phẩm huyền thánh cấp bậc. Trừ cái đó ra, Tống Thư Hàng còn có 7 cái tiểu đan điền một cái bản mệnh đan điền, như vậy nhiều cái nguyên anh còn có phỉ kình kim đan. Lại thêm trong cơ thể hắn còn có rất nhiều siêu thất phẩm quy cách thân thể linh kiện. 10 cái thất phẩm tôn giả phục sinh trận pháp, đều không thể đem hắn phục sinh. Mà lại bằng vào ta hiện tại trạng thái, 80-100 năm bên trong đều không thể từ hoạt tuyền bên trong đi ra, pho tượng kia lưu tại trong tay của ta cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngược lại vạn nhất nếu như ngươi thật đã chết rồi, cái này hạch tâm thế giới liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó mất đi hoạt tuyền ta, sợ rằng sẽ một lần nữa tiêu tán không thấy. Sở các chủ chậm rãi nói. Không muốn lề mề chậm chạp, người cự tuyệt nữa lời nói, sở các chủ muốn tìm cái cớ mới đem phục sinh pho tượng đưa ngươi, muốn lãng phí bao nhiêu tế bào não ngươi biết không? Quy Tiền Bối ở một bên nói bổ sung. Tống Thư Hàng. Tiếp nhận đi, bá tống. Bia đá đạo hữu nói, dù sao ngươi sau đó phải đối mặt là cửu u chúa tể phân thân, sơ ý một chút liền sẽ chết, ta cảm giác ngươi sẽ dùng tới cái này cửu phẩm cấp phục sinh pháp khí, chớ lãng phí sở các chủ có ý tốt. Vì cái gì ta luôn cảm giác, chỉ muốn ta tiếp nhận rồi cái này phục sinh pháp khí, sau đó không lâu ta liền sẽ chết mất. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn nhận lấy sở các chủ lễ vật bia đá đạo hữu nói rất đúng, hắn sau đó phải đối mặt là béo cầu đại lão truy sát. Chết tỷ lệ sẽ rất lớn. Sở các chủ giải trừ mình và thủy tinh pho tượng ở giữa khóa lại dẫn dắt đến Tống Thư Hàng linh lực cùng tinh thần lực, tại thủy tinh trong pho tượng lưu lại lạc ấn. Bất quá cửu phẩm cấp phục sinh thủ đoạn, muốn có hiệu lực cũng không có đơn giản như vậy. Tống Thư Hàng cần mang theo hắn, dùng linh lực hảo hảo ôn dưỡng hắn. Ít nhất phải ôn dưỡng 7 ngày thời gian, mới có thể để cho hắn triệt để chuyển hóa làm bản thân phục sinh pháp khí. Thủy tinh pho tượng tại sở các chủ khống chế bên dưới, thu nhỏ vì mặt dây chuyền lớn nhỏ, treo trên người Tống Thư Hàng, thuận tiện hắn ngày đêm ôn dưỡng. Tống Thư Hàng nhìn qua tiểu mặt dây chuyền. Tay phải đột nhiên dục dịch ngóc đầu dậy ôn dưỡng pháp khí, hắn có diệu chiêu. Bất quá cái này diệu chiêu, vẫn là không muốn ngay trước mặt sở các chủ sử dụng tương đối tốt.
Thư Hàng nơi xa, Thông Nương chạy chậm tới nói, người có thể hay không cho ta một giọt thiên đạo thuốc nhỏ mắt? Ta muốn làm cái thí nghiệm. Đại Giới lời nói, người có thể từ ta trong tiền lương chụp. Người muốn dùng thiên đạo thuốc nhỏ mắt tiến hóa? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Không phải, ta vừa rồi thay Mễ Lộ Lộ nhánh cây tưới nước thời điểm, ý tưởng đột phát. Đã thiên đạo thuốc nhỏ mắt có thể cho pháp khí khải linh, vậy nếu như cho Mễ Lộ Lộ nhỏ lên một giọt lời nói, sẽ phát sinh biến hóa gì? Thông Nương giải thích nói. Tống Thư Hàng. Diệu nha, Thông Nương ý tưởng này đơn giản thiên tài. Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái Thông Nương ngọn mà, đi, chúng ta đi cho Mễ Lộ Lộ nhỏ lên thuốc nhỏ mắt, nói không chừng nàng có thể sớm thức tỉnh ý thức. Mễ Lộ Lộ đã từng là chỉ trẻ tuổi thụ yêu, là thiên nhiên đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh tiểu fan hâm mộ. Nàng tại độ thiên kiếp trước, gặp được lúc ấy vừa trở thành bá Tống Huyền Thánh Tống Thư Hàng, cũng trở thành cái thứ nhất bị bá Tống Huyền Thánh thánh ấn đóng một người may mắn. Chỉ là về sau Mễ Lộ Lộ độ kiếp thất bại, ngay cả yêu thân bị thiên kiếp chi lực phá hủy. Chỉ có in bá Tống Huyền Thánh thánh ấn vị trí bảo lưu lại đến, mọc ra một nhánh mầm non, lưu lại một chút hy vọng sống. Lúc ấy trong lòng cảm khái Tống Thư Hàng, đem Mễ Lộ Lộ mầm non cấy ghép đến hạch tâm thế giới, cùng sử dụng trộn nước hoạt tuyền đi thoải mái cái này nhánh mầm, hy vọng Mễ Lộ Lộ một ngày kia có thể mở lại linh trí, lần nữa đạp lên con đường tu luyện. Đi, chúng ta đi gặp Mễ Lộ Lộ. Tống Thư Hàng đem Thông Nương nắm lên, phóng tới trên bờ vai, nhanh chân hướng về phía trước vượt đi. Mễ Lộ Lộ tàn nhánh ở hạch tâm thế giới làm dịu, bây giờ sau này trưởng thành là một gốc cây giống. Phảng phất là cảm ứng được Tống Thư Hàng đến, cành lá nhẹ nhàng đung đưa. Nàng bây giờ cây vị trí, là in Tống Thư Hàng bá Tống Huyền Thánh thánh ấn tàn khu biến thành, cho nên dù là còn không có sinh ra linh trí, nhưng nàng trời sinh liền cùng Tống Thư Hàng thân cận. Tống Thư Hàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái này gốc cây giống. Con đường tu luyện, khắp nơi ẩn núp tàn khốc tỉ như hắn hiện tại, liền bị cửu u chúa tể truy sát, hiện tại túng ở hạch tâm thế giới không dám ra tới. Tâm ma xích tiêu kiếm lên tiếng nói, con đường tu luyện bên trên nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, có người thành công, có người thất bại. Có người đổ xuống còn có thể dẫy dụa lấy đứng lên, có người đổ xuống liền vĩnh viễn đổ xuống rồi, giống Thư Hàng như ngươi loại này con lật đật đồng dạng tồn tại, vô luận đổ xuống bao nhiêu lần đều sẽ lên người, chung quy là số ít. Đời ta may mắn nhất sự tình chính là gặp được nhiều như vậy tốt tiền bối. Không có các tiền bối hỗ trợ cùng các loại phục sinh pháp khí, ta đã sớm lạnh thấu. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Tâm ma xích tiêu kiếm, kỳ thật Thư Hàng, người có phát hiện hay không, mỗi khi trong tay người không có phục sinh pháp khí thời điểm, người liền nhất định sẽ không chết. Tống Thư Hàng. Bia đá đạo hữu, xích tiêu kiếm đạo hữu lời ấy sai rồi, đây là người sống sót sai lầm, bởi vì bá Tống hiện tại còn sống, cho nên người sẽ sinh ra trong tay hắn không có phục sinh pháp khí sẽ không phải chết ảo giác. Nhưng trên thực tế, nếu như không có phục sinh pháp khí, bá Tống chết sớm một chút. Tống Thư Hàng thở dài, đưa tay ấn về phía một đao một bia, ngay cả trượt 10 đạo dưỡng đao thuật, còn xin hai vị tiền bối cho ta cái mặt mũi, chúng ta không cần trò chuyện tiếp cái đề tài này được chứ. Tử vong nặng nề như vậy chủ đề, trò chuyện quá không may mắn. Trò chuyện nhiều, sẽ giảm xuống may mắn giá trị hắn hiện tại nhưng là muốn cho Mễ Lộ Lộ giọt thiên đạo thuốc nhỏ mắt, vì nàng khải linh, nhất định phải cam đoan mình may mắn giá trị tại bình thường tuyến trở lên. Tống Thư Hàng lần nữa lấy ra thiên đạo thuốc nhỏ mắt, mở ra nắp bình. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một giọt thuốc nhỏ mắt hiện lên, ngưng tụ với hắn đầu ngón tay. Tại mờ u bàn tay hắn bên trên, cùng Thư Hàng có ba phần tương tự nghịch kình khí linh tiên tử hiển hiện. Nàng hóa thành lớn chừng bàn tay, hai tay nâng lên giọt này thiên đạo thuốc nhỏ mắt, đưa nó cẩn thận từng ly từng tí vẩy vào thụ yêu Mễ Lộ Lộ trên thân. Mễ Lộ Lộ bản năng tham lam hấp thu giọt này thiên đạo thuốc nhỏ mắt. Hấp thu dược thủy lực lượng. Sau đó, một đoàn người vây quanh ở Mễ Lộ Lộ cây giống bên cạnh, vây xem Mễ Lộ Lộ tiến hóa. Cùng pháp khí tiếp nhận khải linh khác biệt, có được sinh mệnh vật thể tiếp nhận khải linh lúc, có dị tượng làm bạn. Một con xinh đẹp con mắt phù hiện ở Mễ Lộ Lộ ngọn cây bên trên, từ cái này xinh đẹp trong ánh mắt có truyền thừa trực tiếp quán thâu mà xuống, trực tiếp vì cây giống khải linh. Hơn 10 phút sau, xinh đẹp con mắt tiêu tán. Mễ Lộ Lộ cây giống không gió mà bay, mỗi một cái lá cây bên trên đều lóng lánh nhàn nhạt huỳnh quang. Sau đó, có một đạo yếu ớt ý thức tại Mễ Lộ Lộ cây giống bên trên ngưng tụ. Thành công, Thông Nương vui vẻ nói. Đúng vậy, lần này may mắn mà có Thông Nương.
Tống Thư Hàng nhẹ nhàng điểm một cái ngọn hành, hiện tại hắn cũng không dám dùng sức, sợ đem thông nương ngọn hành bóp nát. Bất quá, Mễ Lộ Lộ hiện tại chỉ là vừa sinh ra linh trí, khoảng cách lần nữa thành yêu, còn cần dài đằng đẵng thời gian. Tống Thư Hàng nói, lúc trước thông nương, có Xích Tiêu Tử đạo trưởng ở sau lưng an bài, đều kinh lịch mấy trăm năm hành sinh mới hóa hình làm người. Mễ Lộ Lộ tư chất không bằng thông nương, nàng cần thời gian nói không chừng sẽ càng dài. Cố lên nha, chờ ngươi lần nữa đạp lên con đường tu luyện, ta liền thu ngươi làm đồ. Tống Thư Hàng nói khẽ. Hắn cũng không phải là một cái hợp cách sư phó, đặc biệt là tri thức phương diện dự trữ khoảng cách đáng tin đại tiền bối còn kém xa lắm, nhưng hắn cam đoan mình sẽ tận tâm đi làm. Mễ Lộ Lộ nhánh mầm thân mật quấn lấy Tống Thư Hàng đại thủ nàng gốc rễ bắt đầu kéo dài tới. Bên trên hạch tâm tiểu trợ thủ nháy nháy mắt, sau đó nàng chủ động phối hợp Mễ Lộ Lộ hành động. Mễ Lộ Lộ chủng tộc rất đặc thù, nàng gốc rễ toàn bộ tản ra, sẽ so với phía trên thân cây khổng lồ ra hơn trăm lần. Nàng gốc rễ, có thể hiệp trợ quản lý, chiếu cố Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới linh thực, cây cối. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng lời nói, Mễ Lộ Lộ một gốc cây liền chống đỡ được nhiều vị linh thực sư, thậm chí tương lai cảnh giới của nàng sau khi tăng lên, năng lực còn có thể tăng thêm một bước, có thể giải quyết triệt để Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới thiếu khuyết linh thực sư phiền não. Hạch tâm tiểu trợ thủ nhìn ra Mễ Lộ Lộ tiềm lực, bắt đầu cố ý dẫn đạo Mễ Lộ Lộ, bồi dưỡng, phát huy thiên phú của nàng. Mặt khác, hạch tâm trợ thủ vẫn chờ Tống Thư Hàng một tên đệ tử khác Kim Cương Quân Tử Đao Tiểu Thải trở về đây, chẳng qua là trầm mê tu luyện không cách nào tự kềm chế thức yêu, tu luyện làm nàng vui vẻ. Mà nàng tu luyện chính là Tống Thư Hàng Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công, môn công pháp này phối hợp bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư, tu luyện hiệu quả tương đương mở cái cỡ nhỏ linh quỷ hách, tại thuần dưỡng linh thú đồng thời còn có thể tăng cường tự thân công lực, lại có thể thông qua nuốt linh thú tinh đến tăng cường tu vi. Chỉ cần đem tiểu thải hảo hảo bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối có thể trở thành tuần thú tông sư. Ở hạch tâm tiểu trợ thủ tương lai kế hoạch lớn bên trong, Mễ Lộ Lộ, tiểu thải đều là không thể thiếu bộ phận. Ban đêm thời gian, Tống Thư Hàng ngồi dựa vào bảo thạch cây ăn quả bên dưới, nhắm mắt minh tưởng. Bên cạnh tạo hóa tiên tử trong ngực ôm tỳ bà nhẹ nhàng đàn tấu, da đen vũ nhu tử nhẹ nhàng ca bài hát. Linh quỷ tiên tử ngồi tại cây ăn quả bên trên, có phụ trách chiếu cố cây ăn quả tiểu yêu thú. Vì nàng đưa lên thành thục quả. Nghịch kình khí linh tiên tử co lại thành càng nhỏ hơn bộ dáng, bò Tống Thư Hàng trên cánh tay, thuận mảnh che tay trượt xuống, sau đó leo đi lên, lại trượt xuống. Hamster Hào thì tại chăm chỉ tu luyện kiếm pháp, luyện đến da lông đều ướt. Một lát sau, đột nhiên Tống Thư Hàng mở to mắt, thở dài, lại bảo. Đồng thời, trên người hắn công đức chi quang hiển hiện. Ở bên cạnh hắn vỡ thành tinh quang. Da đen vũ nhu tử khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, ngồi xa một chút, tránh đi công đức chi quang, tâm ma xích tiêu kiếm cùng nàng bảo trì cùng tiến lùi. Sở các chủ ngốc mau uể oải hỏi, công đức phỉ kình lại nát. Ta vừa cẩn thận từng ly từng tí đem công đức phỉ kình từ vũ trụ một tọa độ bên trong phóng xuất ra, kết quả vừa ra liền bị tạc nát. Béo cầu đại lão một mực tại xem bói vị trí của ta. Lần này là thật bị vây ở hạch tâm thế giới, Tống Thư Hàng tâm tắc nói. Hắn ở địa cầu rất nhiều địa phương bố trí thánh ấn đao gỗ tọa độ, nhưng ở trong vũ trụ bố trí tọa độ lại không nhiều. Mà trong vũ trụ chỉ có mấy cái tọa độ, đang thử thăm dò tính phóng xuất ra công đức phỉ kình dò đường về sau, liền bị béo cầu đại lão bị diệt trừ, phá hủy. Điều này nói rõ béo cầu đại lão một mực tại quái toán khóa chặt hắn khả năng xuất hiện vị trí. Cửu U Chúa Tể tự mình ngăn cửa, đáng sợ như thế. Thậm chí lần này, béo cầu đại lão kém một chút liền muốn thuận công đức phỉ kình mở ra hạch tâm thế giới thông đạo, tìm hiểu nguồn gốc tiến đến. Trên địa cầu tọa độ tạm thời không thể đi, thoáng qua một cái đi, béo cầu đại lão trực tiếp trên địa cầu phá hư, ảnh hưởng quá lớn. Tống Thư Hàng nói, nếu không, người hướng Bạch U chủ nhân mượn một món linh thạch, sau đó chúng ta trực tiếp bạo loại đi lên đối bạo trấn áp béo cầu chúa tể phân thân. Bia đá đạo hữu nói, chớ xem thường cửu U chúa tể, coi như bia đá đạo hữu cùng ta cùng một chỗ bạo loại, đều không nhất định có thể áp chế béo cầu đại lão. Ta có một ý tưởng, ta đang suy nghĩ muốn hay không trực tiếp đem hạch tâm thế giới mở ra, đem béo cầu đại lão tiểu hào bỏ vào đến. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, hạch tâm thế giới là hắn bảo mệnh lớn nhất át chủ bài một trong, dưới tình huống bình thường hắn cũng không muốn để cho địch nhân tiếp xúc đến hạch tâm thế giới, miễn cho hạch tâm thế giới mang đến phá hư. Nhưng nếu quả như thật đến chưa biện pháp thời điểm, hắn
hắn có thể cân nhắc đem địch nhân đưa vào hạch tâm thế giới bởi vì hạch tâm thế giới cùng bạch tiền bối tả liên thế giới tương liên. Tiến vào hạch tâm thế giới chẳng khác nào tiến vào bạch tiền bối hậu hoa viên, đến lúc đó. Cửu U Chúa Tể bản thể quả đấm to lớn, tìm hiểu một chút. Cái phương án này khả thi cực cao. Đáng tiếc, nếu như ta lúc ấy trực tiếp đem béo cầu đại lão phân thân tiểu hào bại bởi tam nhãn tiền bối liền tốt. Tống Thư Hàng đứng dậy. Nhưng lúc đó thiên đạo thuốc nhỏ mắt giá trị quá hấp dẫn người, mục đích chính là Tống Thư Hàng muốn chi vật. Hắn thừa nhận mình phạm vào tham lam, lúc ấy căn bản cũng không có nghĩ đến giả thâu cho tam nhãn tiền bối cái này tuyển hạng. Hạch tâm tiểu trợ thủ, chỉnh lý một mảnh đất trống ra, hoặc là trực tiếp đem hạ cung quảng trường trước lôi ra tới. Một hồi, chúng ta trực tiếp đem hạch tâm thế giới cửa vào mở tại hạ cung trên quảng trường, đem béo cầu đại lão tiểu hào dẫn tới quảng trường. Tống Thư Hàng nói. Hạch tâm tiểu trợ thủ gật đầu nói, xác nhận chỉ lệnh, rời đi bắt đầu. Như vậy, ta đi một chuyến tà liên thế giới, cùng bạch tiền bối thương lượng một chút tiếp xuống hành động. Tống Thư Hàng đã quyết định. Còn như vậy túng xuống dưới không phải biện pháp, hắn không có khả năng một mực sống ở hạch tâm thế giới. Một bên khác, thiên hà Tô Thị tộc địa, Tô Thị A thập lục tư nhân tiểu viện bên trong. Thân là số lượng sửa, nàng tại thiên hà Tô Thị là có một ít nhỏ đặc quyền. Cái này tư nhân tiểu viện chính là trong đó một cái đặc quyền. A thập lục mở to mắt, khe khẽ thở dài. Lại nằm mơ, Bạch Long tỉ tỉ nhẹ nhàng hỏi. Lại mơ tới lúc trước kinh lịch tứ phẩm thiên kiếp về sau, trọng thương đem chết chàng cảnh. Tô thị A thập lục gật đầu nói, khi đó trọng thương sau lưu lạc đến Giang Nam Đại học thành phụ cận, nhiều lần cùng Thư Hàng gặp nhau, lại nhiều lần bị hắn cứu hạ tính mệnh. Anh hùng cứu mỹ nhân mặc dù cũ, nhưng đích thật là độ thiện cảm lên cao nhanh nhất cơ hội. Bạch Long tỉ tỉ nói. Chủ yếu là Thư Hàng dáng dấp cũng đẹp mắt, Tô Thị A thập lục nói. Bạch Long tỉ tỉ. Bạch Long tỉ tỉ duỗi ra móng vuốt, đem Tô Thị A thập lục con mắt banh ra, cẩn thận quan sát. Tô Thị A thập lục. Không mang qua lọc mỹ nhan kính sát chồng A, Bạch Long tỉ tỉ nói. Bạch Long tỉ tỉ đừng làm rộn, Tô Thị A thập lục vỗ nhẹ nhẹ mở Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt. Đứng dậy đem chăn gấp thành chỉnh chỉnh tề tề khối vuông nhỏ, sau đó tiến về phòng tắm rửa mặt. Thừa dịp A thập lục đi rửa mặt, Bạch Long tỉ tỉ gấp thành khối vuông nhỏ cái chăn triển khai, một lần nữa gấp thành hình chữ nhật dạng nhánh, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Bạch Long tỉ tỉ, ta gần nhất một mực tại mộng đoạn thời gian kia hồi ức, có phải hay không ta thí luyện sắp kết thúc? Trong phòng tắm, Tô thị A thập lục lên tiếng hỏi. Hẳn là thí luyện sắp kết thúc dấu hiệu. Dù sao chúng ta đã thu về không ít tiểu thập lục, mà ngươi bây giờ ngũ phẩm cảnh giới cũng kém không nhiều củng cố. Chờ lần này thiên hà Tô Thị niên hội sau khi kết thúc, ta lại dẫn ngươi đi thời gian bí cảnh một chuyến, lần này tranh thủ tiến vào long bí cảnh tầng tiếp theo, tranh đoạt càng lớn đạo duyên. Bạch Long tỉ tỉ trả lời. Được, Tô Thị A thập lục nhẹ gật đầu, nói, niên hội thời điểm, Thư Hàng hẳn là sẽ đến đây đi. Như vậy, tính toán thời gian, vừa vặn có thể tại thí luyện kết thúc trước. Cùng Thư Hàng gặp mặt một lần. Sau đó ngươi liền tiếp tục làm sâu sắc hắn ấn tượng bên trong ngươi hiền lành một mặt. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ gãi gãi cái cằm, nói, thập lục nha, kỳ thật ta rất sớm đã muốn nói với ngươi. Nếu như ngươi tại Thư Hàng trước mặt biểu hiện quá mức hiền lành, lại biến thành A thập lục tỉ tỉ. Ta chính là vết xe đổ. Yên tâm đi, Bạch Long tỉ tỉ, trong lòng ta nắm chắc. Tô thị A thập lục từ trong phòng tắm đi ra. Nhìn thấy biến thành hình chữ nhật dạng nhánh cái chăn, thở dài. Mặt khác, Thư Hàng lần này có thể hay không tham gia thiên hà Tô Thị niên hội, còn là một vấn đề. Bạch Long tỉ tỉ nói. Tô Thị A thập lục sững sờ, Thư Hàng xảy ra vấn đề gì sao? Nàng mấy ngày gần đây nhất một mực đang bế quan củng cố cảnh giới, liên quan tới tình báo của ngoại giới còn chưa kịp tới đổi mới. Hắn đang bị cửu U Chúa Tể béo cầu đại lão tiểu hào đầy vũ trụ truy sát. Hiện tại còn túng tại hạch tâm thế giới bên trong ra không được. Nếu như hắn không giải quyết béo cầu cửu U Chúa Tể tiểu hào lời nói, chỉ sợ liền thiên hà Tô Thị niên hội đều không thể hiện thân. Bạch Long tỉ tỉ trả lời. Cửu U Chúa Tể, Tô Thị A thập lục nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Cái danh từ này là trí cao vô thượng biểu tượng, thiên đạo bán thân, trừ thiên đạo bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Phổ thông tu sĩ, không đúng, đừng nói là phổ thông tu sĩ, liền xem như trường sinh giả nhóm. Rất có thể cả đời cũng sẽ không nhìn thấy cửu U Chúa Tể một mặt. Chúng ta có cái gì có thể giúp đỡ bận bịu sao? Tô Thị A thập lục hỏi. Bạch Long tỉ tỉ thần long bầy thủ, nói,
ngươi vì cái gì không trực tiếp hỏi hỏi thần kỳ thư hàng tiểu hữu? Đúng thế, có cái kia kim đan mã QR công năng. Tô Thị A thập lục thử nghiệm kích hoạt tu chân nói chuyện phiếm công năng, lôi ra Tống thư hàng phát cái tin, thư hàng, nên đi ngủ. Bạch Long tỷ tỷ, thập lục, người đi lên á, ta mấy đêm đều không có chợp mắt, hiện tại đang chuẩn bị làm chuyện lớn, thành công ta liền có thể thoáng nghỉ ngơi một hồi. Tống thư hàng nhanh chóng hồi phục thất bại, là hắn có thể ngủ dài hơn một điểm. Tô Thị A thập lục tiếp tục gửi đi nói, cần hỗ trợ sao? Không cần không cần, đón lấy đến ta chỉ cần tìm an toàn tọa độ, đối địch nhân khởi xướng trào phúng, rất đơn giản. Không giải quyết rơi béo cầu đại lão cái này phân thân tiểu hào lời nói, hắn vẫn dùng xem bói quái toán khóa chặt vị trí của ta, sầu người. Tống thư hàng trả lời. Thư hàng nói hắn một mực bị béo cầu đại lão dùng quái toán tập trung vào. Tô Thị A thập lục ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Long tỷ tỷ. Bạch Long tỷ tỷ hơi suy nghĩ một chút nói, hắn hạch tâm thế giới không phải có sở các chủ có ở đây không? Để sở các chủ xuất thủ thi pháp, vận dụng che giấu thiên cơ pháp thuật, nhìn xem có thể hay không tránh đi cửu u béo cầu chúa tể khóa chặt. Sở các chủ nói thế nào cũng là trường sinh giả cảnh giới. Tô Thị A thập lục nhẹ gật đầu, đem Bạch Long lời của tỷ tỷ thuật lại cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng rất mau trở lại phục, thử qua, sở các chủ nắm giữ mấy loại nhiễu loạn thiên cơ phương án, đều không thể giấu giếm được béo cầu đại lão. Có một loại ngược lại là có thể có hiệu lực, nhưng cần phối hợp sở các chủ chân thực huyễn tượng. Bích Thủy Các đến thi triển, một khi rời đi sở các chủ Bích Thủy Các phạm vi, liền sẽ mất đi hiệu lực. Chẳng khác gì là đem ta từ túng tại hạch tâm thế giới đổi thành túng tại Bích Thủy Các, chuyển sang nơi khác trạch lấy. Không có cách, nhiễu loạn thiên cơ pháp cơ, bình thường đều là nhằm vào tự thân sử dụng. Dùng trên người người khác, hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Sở dĩ thư hàng hoặc là bản thân đi tu luyện một loại nhiễu loạn thiên cơ chi pháp, hoặc là tìm kiếm cái có cùng loại công năng pháp khí. Bạch Long tỷ tỷ nói, loại pháp khí này giá cả sẽ rất quý sao? Tô Thị A thập lục hỏi. Bạch Long tỷ tỷ, có thể tránh thoát cửu u chúa tể quái toán tỏa định pháp khí, khẳng định là giá trên trời không thể nghi ngờ. Bạch Long tỷ tỷ, chúng ta sớm đi Long Bí cảnh đi. Tô Thị A thập lục đứng lên nói. Không đợi Tô Thị Niên hội kết thúc, Bạch Long tỷ tỷ cười nói. Tô Thị A thập lục, tại Tô Thị Niên hội bắt đầu trước, chúng ta lại gấp trở về. Cái kia, hiện tại liền xuất phát, Bạch Long tỷ tỷ lại bổ sung, trước đó nói xong. Tại Long Bí cảnh bên trong cũng không nhất định có thể tìm ra nhiễu loạn thiên cơ loại pháp khí. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng thất vọng. Một bên khác, Bạch Tiền Bối Tà Liên thế giới. Tống Thư Hàng hiện tại tiến Tà Liên thế giới liền cùng về nhà mình một dạng xe nhẹ đường quen. Bạch Tiền Bối, ta tới rồi. Tống Thư Hàng đẩy ra Nguyên, béo cầu chúa tể hang ổ, nhanh chân bước vào. Dẫn đầu ra nghênh tiếp hắn lại là cây kia phong ấn trụ, hắn vui vẻ nhảy đến Tống Thư Hàng bên cạnh. Vây quanh hắn nhảy vọt. Tại phong ấn trụ nội bộ, chứa thiên đạo di thuế cầu đại bộ phận thân thể. Tống Thư Hàng nhìn thấy nhảy nhót tưng bừng phong ấn trụ lúc, đột nhiên nghĩ lên bản thân còn thiếu hắn một bút dưỡng đao thuật mấy ngày nay bị béo cầu đại lão truy sát đầy vũ trụ nhảy loạn, đều không tới đến tiến đến trả nợ. Thật có lỗi, gần nhất có chút bận bịu, đều không thời gian tới. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sử dụng tăng phát thuật biến ra tóc dài, ngưng kết ra 20 con bàn tay. Đặt tại phong ấn trụ bên trên chính là một đợt kịch liệt dưỡng đao thuật. Ong 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 phong ấn trụ lên thất thải quang mang càng thêm chói mắt. Liền ngay cả bị phong ấn trụ vây ở nội bộ thiên đạo di thuế cầu phảng phất đều hứng chịu tới từng tia ảnh hưởng. Thư hàng người tới vừa vặn, đem phong ấn trụ bên trong thiên đạo di thuế cầu phóng thích một bộ phận đi ra, ta tốt làm nghiên cứu. Sau lưng truyền đến Bạch Tiền Bối thanh âm. Bạch Tiền Bối hôm nay mặc màu trắng áo dài, hai tay cắm ở trong tay áo. Bạch Tiền Bối, chúng ta trước không vội mà nghiên cứu thiên đạo di thuế cầu. Dù sao di thuế cầu bày ở cái này, trốn không thoát. Chúng ta đi làm kiện càng sung sướng hơn sự. Tống Thư Hàng dụ dỗ nói, ta chuẩn bị đem béo cầu đại lão tiểu hào dụ hoặc đến ta hạch tâm thế giới, đến lúc đó mời Bạch Tiền Bối xuất thủ, đưa nó đuổi bắt. Sau đó chúng ta nghiên cứu béo cầu đại lão phân thân tiểu hào đi. Cũng tốt, vậy ngươi đi đem béo cầu phân thân tiểu hào dẫn tới, ta phụ trách đưa nó nện cho. Bạch Tiền Bối vui a nói. Cái kia Bạch Tiền Bối, ta cái này xuất phát. Tống Thư Hàng đối phong ấn trụ cuồng soát một trận dưỡng đao thuật, sau đó nhảy về bản thân hạch tâm thế giới. Bạch Tiền Bối ngắm nhìn phong ấn trụ bên trong thiên đạo di thuế cầu, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi.
Vừa nghĩ tới béo cầu qua không được bao lâu, liền có thể muốn sau khi biến mất. Ta gần nhất đối chủy dẹp nó sự, liền đề không nổi hứng thú quá lớn. Bạch tiền bối nói khẽ. Dù sao cũng là một cái khó được đối thủ tốt, mặt trời nhỏ T233 hào lên tiếng trả lời. Bất quá, chính là bởi vì béo cầu sắp biến mất. Sở dĩ, ta mới chịu tranh thủ tại hắn cầu sinh cuối cùng một đoạn thời gian, nhiều soát tồn tại cảm giác. Bạch tiền bối lần nữa vì chính mình tìm được khoái hoạt lý do. Không thể để cho béo cầu tịch mịch. Sâu trong vũ trụ, Tống Thư Hằng còn sót lại cái cuối cùng không gian vũ trụ tiết điểm tọa độ. Hạch tâm thế giới mở ra. Công đức phì kình thân thể nhảy ra, Tống Thư Hằng ngồi ở phì kình trên lưng cái này. Tống Thư Hằng là chân thân, nhưng lại không phải hoàn chỉnh chân thân. Ví dụ hoặc béo cầu đại lão, Tống Thư Hằng đem hai chân của mình mở ra xuống tới. Lại mượn trợ công đức chi quang, ngưng tụ ra một cái Tống Thư Hằng bộ dáng đi ra. Đây là hắn từ bạch tiền bối nơi đó lấy được linh cảm. Bạch tiền bối đem thân thể của mình hủy đi vì làm hai nửa, nửa người trên từ thiên kiếp không gian bên trong đi ra, một nửa khác thân lưu tại thiên kiếp thế giới tiếp tục độ kiếp. Thất phẩm cảnh giới về sau, Tống Thư Hằng tao thao tác cũng thay đổi nhiều. Hai chân biến thành giả Thư Hằng, coi như bị béo cầu đại lão bắt đi, nhiều nhất liền tổn thất hai đầu đùi. Mượn nhờ thánh viên long lực thần công tổng cương thiên, còn có thể dài hơn trở về. Cỗ này hai chân biến thành Tống Thư Hằng, mới từ hạch tâm thế giới đi ra, liền cảm ứng được không gian cấm cố hiệu quả sau lưng hạch tâm thế giới nhanh chóng bắt đầu túng. Cùng một thời gian, phô thiên cái địa công kích lóe lên, hắn tọa hạ công đức phì kình lần nữa bị bạo thành công đức mảnh vỡ. Quá hung tàn, Tống Thư Hằng không chút do dự, quay người theo kế hoạch, hướng phía hạch tâm thế giới về vọt. Hắn vốn đang nghĩ đến làm sao khiêu khích bên dưới béo cầu đại lão. Kết quả, hắn liền mở miệng nói chuyện cơ hội đều không có. Không cần ngôn ngữ khiêu khích, hắn hiện thân đối béo cầu đại lão tới nói chính là tốt nhất khiêu khích. Sau lưng, béo cầu đại lão thể lỏng thân thể ngưng tụ ra một cái đại thủ, trong nháy mắt vượt qua gần ngàn mét phạm vi, một thanh đem Tống Thư Hằng thân thể bắt lấy. Phanh! Béo cầu đại lão trong tay Tống Thư Hằng nổ thành một ánh lửa. Hóa thành một chỉ hỏa diễm đại thập lục. Mà Tống Thư Hằng chân thân, về tới hạch tâm thế giới lối vào. Hỏa diễm đại thập lục quay đầu chung quanh, sau đó nàng đột nhiên ngưng tụ ra một thanh hỏa diễm đao, một thanh đâm vào bộ ngực mình, đem bản thân đâm bạo. Cái này bạo tính tình, để béo cầu đại lão trợn mắt hốc mồm. Trong tay hỏa diễm đại thập lục tiêu tán, béo cầu đại lão ánh mắt lướt về phía hạch tâm thế giới chỗ lối vào Tống Thư Hằng. Sau đó, hắn thân hình trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, lướt đến hạch tâm thế giới cửa vào. Đến rồi, Tống Thư Hằng chân thân trong lòng vui vẻ. Nhưng diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, hắn chân thân điên cuồng hướng hạch tâm thế giới bên trong phóng đi. Sau đó, liền nhìn béo cầu đại lão có thể hay không nắm lấy cơ hội, đi theo xâm nhập đến hạch tâm thế giới. Béo cầu đại lão thân hình xuất hiện ở hạch tâm thế giới cửa vào. Sau đó, hắn dừng lại. Béo cầu đại lão phân thân tiểu hào vững vàng đứng ở hạch tâm thế giới cửa vào, không có chút nào muốn truy kích đi vào ý tứ. Tống Thư Hằng chân thân trơ mắt nhìn hạch tâm thế giới cửa vào bắt đầu đóng kín. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy. Lúc này béo cầu đại lão, cao lạnh giống một cái băng cầu. Chẳng lẽ muốn sử dụng linh quỷ thiên tử không gian năng lực? Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng hạch tâm thế giới đại môn sắp quan bế. Hắn muốn đem béo cầu đại lão kéo vào lời nói, chỉ có vận dụng linh quỷ tiên tử không gian năng lực cái lựa chọn này. Hạch tâm thế giới lối vào. Béo cầu đại lão quanh thân lặng yên hiển hiện trên trăm chuôi tiên kiếm, mỗi một chuôi đều bổ sung lấy hủy diệt pháp tắc. Mà những thứ này tiên kiếm tỏa định đối tượng lại không phải Tống Thư Hằng, mà là béo cầu đại lão bản thân. Béo cầu đại lão tiếp tục lạnh lùng nhìn qua Tống Thư Hằng chân thân. Đến A, đến lẫn nhau tổn thương A. Trước đó vừa bị Tống Thư Hằng hố qua một lần, hắn há lại sẽ không có chút nào phòng bị. Tống Thư Hằng nếu quả như thật vận dụng không gian vị trí đổi năng lực cùng hắn trao đổi tọa độ lời nói, ngoại trừ những thứ này đại bảo kiếm hủy diệt tổn thương bên ngoài, hắn sẽ còn cho Tống Thư Hằng vui mừng lớn hơn. Cuối cùng, Tống Thư Hằng chân thân trơ mắt nhìn hạch tâm thế giới cửa vào quan bế, hắn không có động tác. Cũng không phải là sợ lẫn nhau tổn thương, tả hữu bất quá là một đôi đùi biến thành 1/3 chân thân. Coi như bị béo cầu đại lão đánh nát cũng không có quan hệ, dù sao còn có thể lại sinh, nhiều nhất quay đầu ăn nhiều một chút thuốc bổ. Nhưng vấn đề là béo cầu đại lão hiển nhiên sớm có phòng bị. Còn nữa,
sử dụng linh quỷ tiên tử không gian pháp thuật thời điểm, cần để cho linh quỷ tiên tử cùng mình 1/3 chân thân bảo trì tại hợp thể trạng thái, đến lúc đó linh quỷ tiên tử cũng sẽ theo 1/3 chân thân cùng béo cầu đại lão vị trí tiến hành trao đổi. Bồi lên 1/3 chân thân cũng không đáng tiếc, nhưng nếu bồi lên linh quỷ tiên tử liền lỗ vốn. Kế hoạch thất bại, Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Hắn chân thân đi vào 1/3 chân thân bên cạnh. Sở Ngốc Mau nói, kế hoạch của ngươi vốn là quá cầu thả, muốn cầu dẫn cửu u chúa tể nào có dễ dàng như vậy. Bia đá đạo hữu, còn nữa, ngươi hôm qua mới vừa dùng thủ đoạn giống nhau, đem béo cầu đại lão dụ hoặc đến tam nhãn đại lão tiểu thế giới, đưa nó biến thành tiền đánh bạc. Có vết xe đổ tại, hắn hiện tại há lại sẽ tùy tiện tiến vào không biết tiểu thế giới. Bất quá xác định béo cầu đại lão không dám tùy tiện tiến vào hạch tâm thế giới, vậy kế tiếp chúng ta có thể thao tác không gian liền có thể lớn hơn nhiều. Tâm ma xích tiêu kiếm nhắc nhở. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn chỉ tay một cái, trước mắt 1/3 chân thân tiêu tán, chỉ để lại đuôi. Tống Thư Hàng chân thân bồng bềnh đi qua, nắm mình lên hai chân, hướng bản thân chân thân bên trên vừa tiếp xúc với. Thánh viên long lực thần công tổng cương thiên vận chuyển, gãy chân chỗ một lần nữa kết nối, rực rỡ hẳn lên. Sau đó hắn hướng Bạch Tiền Bối phát cái tin tức, Bạch Tiền Bối, béo cầu đại lão không chịu tiến vào ta hạch tâm thế giới, kế hoạch thất bại. Ân, Bạch Tiền Bối vẻn vẹn trở về một chữ, phi thường bình tĩnh, hiển nhiên hắn đã sớm đoán được Tống Thư Hàng kế hoạch đại khái suất sẽ thất bại. Bạch Tiền Bối, có phải hay không là chúng ta mồi nhử phân lượng không đủ? Đáp lại, chúng ta muốn hay không dùng thiên đạo di thuế cầu đi hấp dẫn béo cầu đại lão? Tống Thư Hàng lại tư vấn nói. Dùng thiên đạo di thuế cầu làm mồi dụ, nếu như ngươi muốn chết càng hai một điểm, ta có thể giúp ngươi, không cần khách khí với ta. Bạch Tiền Bối trả lời. Thiên đạo di thuế cầu uy hiếp đẳng cấp cao hơn tại béo cầu phân thân tiểu hào. Mà lại, giữa hai bên có thể tiến hành hợp thể, một cái thao tác không thích đáng, chính là bánh bao thịt đánh chó, ngược lại bằng bạch cho béo cầu tăng cường sức chiến đấu. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, nói, béo cầu đại lão đối hạch tâm thế giới có lo lắng, ta dùng bản thân làm mồi nhử đều không thể hấp dẫn nó tiến đến. Bạch Tiền Bối, người vậy có hay không biện pháp có thể đem hạch tâm thế giới cửa vào ngụy trang một chút, để béo cầu đang đuổi lấy ta thời điểm, không khỏi ý ở giữa liền rơi vào hạch tâm thế giới bên trong đến. Liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi. Cho tới bây giờ, ta đối béo cầu bố bẫy dập lúc, dùng chung 17 loại ngụy trang bẫy dập thủ đoạn, trong đó thành công chỉ có 5 loại. Còn đối với béo cầu sử dụng tới một lần thủ đoạn, lần tiếp theo liền không có hiệu quả. Ta trước mắt đang nghiên cứu thứ 18 loại ngụy trang bẫy dập phương án. Nhưng còn không có đầu mối. Bạch Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng. Khó trách béo cầu đại lão như thế cảnh giác, tình cảm là bị Bạch Tiền Bối hố nhiều, bệnh lâu thành lương y. Lần trước tại tam nhãn tiền bối tiểu thế giới bên ngoài, nếu không phải mồi nhử cũng đủ lớn, béo cầu đại lão chỉ sợ sẽ không tùy tiện mắc câu. Bạch Tiền Bối thứ 18 loại phương án không có nghiên cứu ra được. Hắn muốn đem béo cầu đại lão dụ hoặc đến hạch tâm thế giới liền không có dễ dàng như vậy. Đánh lại đánh không lại dẫn không đến. Liền ngay cả muốn tìm cái gì đều có thể bán đại lão mua kiện phá cục bảo vật, cũng không có tiền. Bạch Tiền Bối, người có hay không có thể che đậy khí tức của ta, nhiễu loạn thiên cơ pháp thuật. Để cho ta không bị béo cầu đại lão quái toán khóa chặt. Không ý nghĩ gì, Tống Thư Hàng chỉ có tiếp tục mặt dạn mày dày hướng Bạch Tiền Bối xin giúp đỡ. Có a, bất quá ta sử dụng pháp thuật đến nhiễu loạn ngươi thiên cơ về sau, béo cầu bản thể hẳn là rất nhanh liền có thể mân mê ra phương pháp phá giải. Ta cùng hắn ở giữa thực sự quá quen, giữa lẫn nhau hiểu quá rõ đối phương pháp thuật hệ thống. Bạch Tiền Bối trả lời. Quen thuộc nhất ngươi người, liền là của ngươi đối thủ. Sở dĩ, ta đề cử chính ngươi đi học một cái che lấp thiên cơ pháp thuật, từ chính ngươi đến thi triển, hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn. Bạch Tiền Bối nói bổ sung. Bạch Tiền Bối giải thích phi thường có đạo lý, nhưng vấn đề là Tống Thư Hàng hiện tại túng tại hạch tâm thế giới, đi nơi nào học dạng này pháp thuật. Phảng phất là đọc đến Tống Thư Hàng trong lòng ý nghĩ, Bạch Tiền Bối lại nói, ngươi đến tà liên thế giới, ta đến vì ngươi tính một quẻ, sau đó cho ngươi chỉ rõ một đầu đường ra. Liền đến Tống Thư Hàng mặt mày hớn hở. Đi tà liên thế giới, Tống Thư Hàng nói. Sau lưng, một chuỗi vật trang sức trùng trùng điệp điệp đi theo hắn. Tiến đến tận mắt chiêm ngưỡng cửu u chúa tể phong thái. Đi theo Tống Thư Hàng bên người có một cái chỗ tốt, tầm mắt tăng nhanh chóng. Bá Tống bên người, từ trước tới giờ không thiếu tuyệt thế đại lão thân ảnh, địch quân, trung lập,
bên ta đều có. Tống Thư Hàng lần nữa nhảy vào đến tà liên thế giới, tiến vào tà liên thế giới đồng thời, hắn tóc dài đã ngưng tụ làm bàn tay. Béo cầu xào huyệt đại môn mở ra, cái thứ nhất ra nghênh tiếp hắn quả nhiên là một cây trụ hình dáng thân ảnh. Tống Thư Hàng không chút do dự chính là 20 phát dưỡng đao thuật liên phát, nghênh đón tiếp lấy. Ấy ra ra nha, một trận nũng nịu thanh âm vang lên. Theo Bạch Tiền Bối mệnh lệnh tới nghênh đón Tống Thư Hàng, mỹ nhân mặt thất thải thụ yêu thụ thụ, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Tà thuật, chuột hamster hào đem thụ thụ thân thể kéo đến một bên, trầm giọng nói. Tống Thư Hàng lúng túng thu về bàn tay. Béo cầu xào huyệt trong phòng thí nghiệm. Bạch Tiền Bối đang tại đối phòng ấn trụ cuồng soát dưỡng đao thuật. Gặp Tống Thư Hàng tới về sau, hắn đối Tống Thư Hàng nói, đến, đổi lấy ngươi bên trên. Tống Thư Hàng tiến lên, đối phòng ấn trụ chính là 20 phát dưỡng đao thuật liền soát. Phòng ấn trụ lên quang mang càng thêm rực rỡ. Để nó mở cửa nhỏ, ta muốn cắt một phần nhỏ thiên đạo di thuế cầu đi ra thí nghiệm. Bạch Tiền Bối thân mang áo khoác trắng, trên tay đeo lên thí nghiệm dùng đặc chế bao tay. Tống Thư Hàng bắt đầu cùng phòng ấn trụ câu thông, phối hợp Bạch Tiền Bối hoàn thành một hệ liệt thí nghiệm chương trình. Cắt ra một khối nhỏ thiên đạo di thuế cầu thân thể, đưa nó chứa vào đến một cái hộp đen về sau, Bạch Tiền Bối đối Tống Thư Hàng nói, ta vừa cho ngươi lên một quẻ, sau đó đạt được một cái mơ hồ tọa độ, nơi đó liền là của ngươi đường ra. Tống Thư Hàng, là hiện thế tọa độ sao? Nhưng ta vừa ra hạch tâm thế giới lập tức liền sẽ bị béo cầu đại lão tiểu hào dùng quái toán khóa chặt vị trí. Chớ hoảng, ta có thể tạm thời vì ngươi nhiễu loạn thiên cơ. Nhưng là ngươi hành động nhất định phải nhanh. Nếu không béo cầu vừa vỡ giải ta pháp thuật, vị trí của ngươi liền sẽ bị một lần nữa khóa chặt. Sở dĩ, một hồi ta đưa ngươi đến hiện thế về sau, ngươi thời gian chính là sinh mạng, muốn giành giật từng giây. Bạch Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng, ta hiểu được, Bạch Tiền Bối. Bất quá ta đường ra lại là cái gì bộ dáng? Có manh mối sao? Không có manh mối, ngoại trừ tính ra ngươi đường ra ngay tại cái này mơ hồ tọa độ bên ngoài, ta không có cái gì quái toán đến. Chính vì vậy, ta mới cảm giác nơi này ngươi đáng giá đi một lần. Bạch Tiền Bối tự tin nói, ta đều coi không ra đồ vật, béo cầu cũng rất khó tính tới. Sở dĩ nơi đó, nhất định có thứ ngươi muốn. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng điểm đầu. Liền Bạch Tiền Bối đều quái toán không đến vị trí, tuyệt đối không đơn giản. Lúc này, tại mặt trăng một chỗ núi hình vòng cung bên trong. Nơi này rời xa tu sĩ phiên chợ, linh khí yếu kém. Lúc này ở núi hình vòng cung bên trong. Ngồi hai bóng người. Một bóng người thân hình cao lớn, xúc lấy đến ngực Mỹ Cần, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Hắn đứng bình tĩnh tại núi hình vòng cung bên trong, một tay vuốt râu, một tay nắm một cuốn sách tịch, vừa nhìn vừa điểm đầu. Ở bên cạnh hắn một bóng người khác thì nhẹ nhàng nổi trôi, tựa hồ tại ngủ say. Ngủ say thân ảnh, tướng mạo đồng dạng có thể đưa về đến anh Tuấn hàng ngũ, hắn thân mang phổ thông áo sơ mi đen. Trên người mang theo một loại ẩn giả cư sĩ khí chất. Mà lại, rõ ràng tướng mạo anh Tuấn mê người, nhưng ngươi chỉ muốn đem ánh mắt từ trên người hắn dịch chuyển khỏi về sau, liền sẽ vô ý thức đem hắn xem nhẹ. Đang ngủ say hư ảnh, đột nhiên xoay người, sau đó bỗng nhiên liền đánh thức. Hắn mở to mắt, nhìn qua hư không. Mặt trăng, nam tử một mặt mộng bức. Hắn không phải tại động phủ mình bên trong nghỉ ngơi sao? Làm sao nháy mắt đã đến mặt trăng? Chẳng lẽ là ta gần nhất áp lực quá lớn, phạm vào mộng du mau bệnh? Người đã tỉnh, dấm dã. Vị kia thân hình cao lớn Mỹ Cần nam tử xoay người lại, truyền âm nhập mật nói. Xin gọi ta Túy Duê, tạ ơn. Túy Duê cư sĩ tỉnh táo ngồi dậy, nhìn qua vị này đem hắn đưa đến mặt trăng nam tử, xin hỏi ngươi là vị nào? Bị người từ động phủ của mình mang ra, nội tâm của hắn nhưng không có mảy may kinh hoàng, thậm chí trong lúc mơ hồ. Hắn cảm giác nam tử trước mắt cho hắn một loại không nói ra được ấm áp cảm giác. Ta là ba ba của ngươi a. Mỹ Cần nam tử cực kỳ bi thương, ngươi quả nhiên vẫn là đem ta quên đi. Túy Duê cư sĩ. Cư sĩ cùng Mỹ Tu nam tử bốn mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, ngươi liền không có điểm phản ứng. Mỹ Tu nam tử buồn bực nói. Ngươi muốn ta có phản ứng gì? Túy Duê cư sĩ bình tĩnh hồi phục. Mỹ Tu nam tử dâu ria đều khí đến nhếch lên. Nghịch tử. Túy Duê cư sĩ, ha ha. Lời đồn đại dừng ở trí giả, mà nói chuyện phiếm dừng ở ha ha. Ngày này căn bản không có cách nào trò chuyện xuống dưới. Thế là, cả hai lại bốn mắt nhìn nhau, tiếp tục trầm mặc lão nửa ngày.
Dạng này lại tiếp tục lẫn nhau chằm chằm xuống dưới cũng không phải biện pháp, mà lại hai cái đại nam nhân lẫn nhau chằm chằm vào, chằm chằm lâu sẽ cảm giác run rẩy. Túy Duệ cư sĩ đành phải lên tiếng đánh vỡ cái này tĩnh mịch trầm mặc, dò hỏi, người đem ta từ động phủ bên trong đưa đến mặt trăng, có chuyện gì không? Mỹ tu nam tử thở dài, nói, người bây giờ cũng đã tu luyện tới lục phẩm chân quân cảnh giới đi. Thất phẩm, Túy Duệ cư sĩ một mặt bình tĩnh hồi phục. Mỹ tu nam tử sững sờ, hắn không dám tin nói, làm sao có thể, ngươi làm sao nhanh như vậy liền tấn thăng thất phẩm cảnh giới. Bởi vì áp lực, Túy Duệ cư sĩ chậm rãi nói, nếu như không cố gắng tu luyện tấn cấp lời nói, liền sẽ bị hậu bối vượt qua. Thì ra là thế, Mỹ tu nam tử vuốt râu, khẽ mỉm cười nói, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, bởi vì ngươi coi như bị hậu bối vượt qua, người hậu bối rất có thể cũng không nhớ nổi ngươi nhân vật này. Túy Duệ cư sĩ đột nhiên lại không muốn tiếp tục trò chuyện đi xuống, vẫn là tiếp tục giữ yên lặng đi. Thương não trợ, lúc đầu cho là ngươi vẫn chỉ là lục phẩm cảnh giới, sở dĩ ta vẫn cảm thấy thời gian dồi dào. Không nghĩ tới ngươi bất chi bất giác liền tấn thăng đến thất phẩm, quỷ ước, đón lấy đến ta nhất định phải dẫn ngươi đi một chỗ, tiến hành bí mật huấn luyện. Mỹ tu nam tử nói. Lý do, Túy Duệ cư sĩ tích chữ như vàng. Thất phẩm về sau, chính là chứng đạo huyền thánh, nhân tiền hiển thánh khâu. Đến lúc đó, thiên hạ không ai không biết ngài, đây cũng là ngươi mong đợi nhất sự tình a. Mỹ tu nam tử hỏi ngược lại. Túy Duệ cư sĩ điểm đầu. Nói lên nhân tiền hiển thánh, cư sĩ liền hơi nhớ Tống Thư Hàng tiểu hữu. Rõ ràng hắn cùng Thư Hàng tiểu hữu quan hệ không tệ, lúc trước còn cho Tống Thư Hàng xung qua tiền điện thoại nhưng Thư Hàng tiểu hữu nhiều lần nhân tiền hiển thánh, đều không mang theo hắn. Ta có thể hiểu được, nhân tiền hiển thánh đối với chúng ta mà nói, thực sự quá chân quý. Chúng ta hệ này cũng chỉ có tại nhân tiền hiển thánh một khắc này, mới có thể có được sát na nở rộ tươi đẹp thời gian. Mỹ tu nam tử nói. Túy Duệ cư sĩ nghe đến đó, hơi sững sờ, sát na. Cái kia thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả đâu. Hiệu quả vẫn sẽ có, đừng lo lắng. Mỹ tu nam tử an ủi. Túy Duệ cư sĩ. Mỹ tu nam tử an ủi, ngược lại nhượng hắn lo lắng hơn. Chính là bởi vì nhân tiền hiển thánh trọng yếu như vậy. Sở dĩ tại ngươi trùng kích bát phẩm huyền thánh trước đó, ta cần đối với ngươi tiến hành một đoạn thời gian bí mật huấn luyện. Thất phẩm cảnh giới là đối nguyên anh khai phát, ta sẽ chỉ đạo ngươi chuyên thuộc về chúng ta nhất hệ nguyên anh thao tác kỹ xảo. Đến lúc đó, tại ngươi nhân tiền hiển thánh khâu, tiến vào giảng pháp giai đoạn thời điểm, phối hợp ta hướng dẫn cho ngươi bí pháp, ngươi tồn tại cảm giác có thể một hơi bạo tạc, sát na ở giữa tách ra đẹp nhất tư thái, hấp dẫn chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả ánh mắt. Mỹ tu nam tử giải thích nói, nếu là không có nguyên bộ nguyên anh thao tác kỹ phối, nhân tiền hiển thánh giảng pháp sau khi kết thúc, nói không chừng chư thiên vạn giới tu luyện giả liền đem tân tấn huyền thánh quên mất. Thì ra là thế, Túy Duệ cư sĩ gật đầu nói, cái kia cho ta chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta liền tiến hành đặc huấn đi. Đừng chuẩn bị, tu luyện phải dùng đan dược, vật liệu ta đều thay ngươi chuẩn bị xong còn nữa, ngươi nếu là về động phủ của mình đi chuẩn bị, ta sợ vừa quay đầu liền đem ngươi quên. Mỹ tu nam tử vội vàng nói. Hắn hôm nay thật vất vả nghĩ đến Toan Dương, lần sau lại nghĩ đến hắn không biết là ngày tháng năm nào, sở dĩ không thể bị dở dang. Túy Duệ cư sĩ. Mặc dù đâm tâm, nhưng cái này đích xác là sự thật. Vậy liền trực tiếp lên đường đi. Túy Duệ cư sĩ gật đầu nói, ngồi tiên thuyền vẫn là ngự kiếm bay. Đang khi nói chuyện, đột nhiên có một cái không gian chi môn tại cư sĩ cùng Mỹ tu đầu của nam tử đỉnh mở ra. Túy Duệ cư sĩ cảm ứng được một cái khí thức quen thuộc, từ không trung giáng lâm. Mà Mỹ tu nam tử lại là biến sắc, bày ra cảnh giới tư thế. Không cần khẩn trương, tới là ta quần bên trong một vị hậu bối. Cư sĩ bình tĩnh nói. Cánh cửa không gian quan bế, một vị diện mục hiền lành thiếu niên lang từ không trung rớt xuống. Lúc này vị thiếu niên này lang mắt nổi đom đóm hắn lần này không gian truyền tống cũng không an ổn. Trực tiếp từ tà liên thế giới cưỡng ép xâm nhập hiện thế. Đơn giản so ngồi xe cáp treo còn kích thích gấp trăm lần. Túy Duệ cư sĩ tiến lên một bước, nhẹ nhàng tiếp được thiếu niên lang. Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng ở giữa, thấy được một vị thân ảnh quen thuộc đem hắn tiếp được. Là Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối. Cụ thể danh tự là. Đợi đã, để cho ta lật qua điện thoại thông tin. Hắn một sợi ý thức cửa vào túi, dùng mật mã giải tỏa, mở ra điện thoại sổ truyền tin. Nhanh chóng lật đến vị tiền bối này đạo hiệu hài âm tối ước cư sĩ. Tối ước tiền bối, thật
thật là đúng dịp, người sao lại ở đây? Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công nhẹ nhàng trong cơ thể mình khí tức. Túy Duệ cư sĩ mặt mày hớn hở, hắn đối bên trên Mỹ Tu nam tử nhíu mày nhìn thấy chưa, ta quần bên trong hậu bối, nhớ kỹ đạo hiệu của ta. Ta là bị người từ động phủ đưa đến mặt trăng, người thì sao? Cư sĩ hỏi. Tống Thư Hàng đứng thẳng người, thể nội linh quỷ tiên tử chui ra, đưa tay thay hắn xoa bóp huyệt thái dương, làm dịu không gian kịch liệt truyền tống di chứng. Ta là bởi vì bạch tiền bối cho ta tính toán một quẻ, sau đó thông qua không gian truyền tống đến nơi đây. Bạch tiền bối nói, ở phụ cận đây khả năng có ta một trận cơ duyên. Tống Thư Hàng trả lời. Cơ duyên, kề bên này, bạch tiền bối, Túy Duệ cư sĩ xoa cằm, sau đó nhìn về phía Mỹ Tu nam tử. Quẻ tượng là bạch tiền bối xem bói, tự nhiên không phải đồng quái cái này yêu diễm gia hỏa có thể so sánh, quẻ tượng kết quả tuyệt đối đáng tin. Mà chung quanh đây cơ duyên, nghĩ tới nghĩ lui luôn cảm giác sẽ cùng vị này Mỹ Tu nam tử có quan hệ. Đồng thời, vị này Mỹ Tu nam tử cũng đang nhìn Tống Thư Hàng. Bá Tống, Mỹ Tu nam tử hỏi. Chính là tại hạ, xin hỏi tiền bối là. Tống Thư Hàng ôm quyền hỏi. Đạo hiệu của ta nói cũng vô ích, dù sao nói người cũng nhớ không tin. Mỹ Tu nam tử khoát tay áo. Tống Thư Hàng dây hiểu, hắn vừa tối trông được ra tay cơ sổ truyền tin, nói. Nguyên lai là tối ước tiền bối đồng môn. Không, ta là cha của hắn, Mỹ Tu nam tử nói. Tống Thư Hàng. Hắn âm thầm ngắm nhìn tối cường kiếm thánh tiền bối. Ha ha, Túy Duệ cư sĩ miệng mặt cười không cười. Tống Thư Hàng trong lúc nhất thời đều không làm rõ ràng được kiếm thánh tiền bối cùng vị này Mỹ Tu nam tử quan hệ. Lúc này, vị này Mỹ Tu nam tử lần nữa gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Sau lưng linh quỷ tiên tử. Cặp mắt của hắn mở rộng bắt đầu tỏa sáng. Mỹ Tu nam tử ánh mắt, tựa như là bảo vật thợ săn phát hiện mỏ vàng. Tống Thư Hàng bị chằm chằm vào toàn thân run rẩy. Lúc này, tạo hóa tiên tử nhanh chóng đăng tràng, thay Tống Thư Hàng giải vây chỉ thấy tạo hóa tiên tử khuôn mặt nhỏ từ Tống Thư Hàng bộ mặt hiền hiện, nhìn qua liền như là Tống Thư Hàng đeo trương mỹ nhân mặt mũi cỗ. Ngươi nhìn cái gì? Sau đó, tạo hóa tiên tử không chút khách khí chừng trở về. Cùng sử dụng một tiếng nói thô lỗ đưa ra cảnh cáo. Tống Thư Hàng, Túy Duệ cư sĩ. Bất quá Mỹ Tu nam tử tiền bối cũng không có chú ý, ngược lại dùng sức vỗ đùi, hét lớn, rượu a. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Bá Tống đạo hữu, xin hỏi cái này tiên tử cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Mỹ Tu nam tử đột nhiên hỏi. Tiền bối nói là vị nào tiên tử? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại. Đang khi nói chuyện. Sau lưng hắn có mấy vị tiên tử hiện thân. Linh quỷ tiên tử, tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử, sở các chủ ngốc mao hình chiếu ra bản thể hư ảnh, thông nương ngưng tụ ra nhân hình bộ dáng, nghịch hình võ sĩ quyền sáo bên trên còn có một đầu khí linh tiên tử hiển hiện. Sáu vị tiên tử như là khổng tước khai bình, mỹ đến lóa mắt. Đáng tiếc công đức xà mỹ nhân còn tại bạch tiền bối bên kia, nếu không vừa vặn có thể đụng cái thất tiên nữ. Xã hội, Mỹ Tu nam tử ôm quyền nói. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua trên người vật trang sức giống Tống Thư Hàng như vậy muôn màu muôn vẻ tu sĩ, mà lại ngoại trừ cái này sáu vị tiên tử vật trang sức bên ngoài, hắn còn chú ý tới Tống Thư Hàng trên lưng tiểu thạch bia, sau thắt lưng đại bảo kiếm đều là cường đại vật trang sức. Bá Tống Huyền Thánh không hổ là thiên niên đệ nhất thánh, người khác nhiều nhất trang bị đến tận răng, hắn đều vũ trang đến nội tạng. Ta chỉ là ban đầu đi ra cái vị kia tiên tử, thay người xoa bóp huyệt thái dương cái vị kia. Mỹ Tu nam tử chỉ linh quỷ đạo. Há, ngươi nói vị này tiên tử a? Nàng là ta linh quỷ. Tống Thư Hàng điểm đầu trả lời. Linh quỷ, Mỹ Tu nam tử sững sờ. Tống Thư Hàng xác định nói, hừm, mặc dù là linh quỷ, nhưng nàng tương đối đặc thù. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng coi là độc lập cá thể. Mỹ Tu nam tử nhíu mày. Một lát sau, hắn lên tiếng nói, cho dù là linh quỷ cũng không thành vấn đề. Nàng thật sự là quá tuyệt vời. Tống Thư Hàng, tiền bối, ta sẽ cáo ngươi quấy rối ta a. Linh quỷ vừa là hắn, nói linh quỷ thực sự quá tuyệt vời, cái kia chính là đang nói hắn thực sự quá tuyệt vời. Ta nói là tình trạng của nàng, các ngươi hẳn là có thể cảm giác đến nàng loại kia gần như tại không tồn tại cảm giác, cực kỳ đặc thù. Còn có tình trạng của nàng, phi sinh phi tử, nàng quả thực là khối mỹ ngọc, nếu như là nàng, nhất định có thể thành công. Bá Tống đạo hữu, ta có một trận cơ duyên muốn tặng cho ngươi linh quỷ. Ngươi có thể nguyện để cho nàng theo ta tu luyện một đoạn thời gian.
Mỹ tu nam tử chân thành nói. Tống Thư Hàng. Một màn này, cho hắn một loại cường đại đã thị cảm. Tại trí nhớ của hắn chỗ sâu, đã từng hắn đời thứ nhất linh quỷ, cũng có tương tự kinh lịch, sau đó bị nho gia Lưu Ly thư sinh mượn đi, có mượn không trả. Nghĩ cùng đừng nghĩ, Tống Thư Hàng liên tục khoát tay nói. Vết xe đổ còn tại đó, sở dĩ ai cũng mơ tưởng từ trong tay hắn mang đi linh quỷ. Vô luận dùng cái gì lý do đều mơ tưởng. Bá Tống đạo hữu, đã nàng là ngươi linh quỷ, vậy ngươi và nàng ở giữa liên hệ không người có thể chặt đứt. Ta đây là thật có một trận cơ duyên muốn đưa tặng cho nàng. Tại tặng nàng cơ duyên thời điểm, ta bên này cũng sẽ có điều thu hoạch, nhưng song phương tuyệt đối là cùng có lợi cục diện. Mỹ tu nam tử thành khẩn nói. Đã từng ta cũng là cho là như vậy. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, sau đó ta đời thứ nhất linh quỷ, bị người mượn đi, đến bây giờ đều không có trả ta. Mỹ tu nam tử. Nguyên lai bá Tống Huyền Thánh là có vết xe đổ. Sở dĩ, nếu như tiền bối người thật sự có đại cơ duyên muốn tặng cho ta linh quỷ, vậy thì do ta bồi tiếp tiền bối cùng đi đi. Linh quỷ chính là ta chính là linh quỷ, chúng ta vốn là một thể. Nếu là ta cùng nàng cùng đi lời nói, ta bên này sẽ đồng ý tiếp nhận cơ duyên. Tống Thư Hàng lại bổ sung. Trước đó bạch tiền bối cho hắn tính toán cái kia một quẻ tượng biểu hiện phiến khu vực này sẽ có thuộc về hắn cơ duyên và đường ra. Lần này cơ duyên bên trong hắn có cơ hội lấy được che đậy thiên cơ phương pháp. Hiện tại xem ra, cơ duyên này hẳn là ngay tại Mỹ tu nam tử trên người không thể nghi ngờ. Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn mang bá Tống đạo hữu tiến về chúng ta sau đó phải đặc huấn bí cảnh. Nhưng là bá Tống Huyền Thánh ngươi không có cách nào tiến vào nơi đó. Mỹ tu nam tử cảm khái nói. Tống Thư Hàng, vì cái gì? Bởi vì ngươi quá chói mắt. Mỹ tu nam tử nói. Một mình ngươi trên người treo bá Tống, bá Nho, bá Long, bá Ma bốn cái thánh hào, tồn tại cảm giác mạnh đến bạo liệt. Ngươi hoàn toàn không có đủ tiến vào đặc huấn bí cảnh tư cách. Tống Thư Hàng không phản bác được. Trong bất chi bất giác, hắn Tống Thư Hàng cứ nhiên đã trở thành một cái tồn tại cảm giác mãnh liệt đến nổ nam nhân. Nội tâm của hắn phảng phất còn cảm giác mình là cái điệu thấp tu chân tiểu manh tân. Mỹ tu nam tử lại nói, liên quan tới cơ duyên. Bá Tống Huyền Thánh ngươi trước không cần vội vã cự tuyệt. Ta trước cho bá Tống Huyền Thánh nhìn một chút cơ duyên nội dung, sau đó đạo hữu ngươi mới quyết định, như thế nào. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn về phía sau lưng các vị tiên tử. Vậy trước tiên nhìn xem mới quyết định đi, Sở Ngốc Mao nói. Dù sao nhìn xem lại không có tổn thất. Mà lại có nàng, Xích Tiêu Kiếm, bia đá tại, cũng không cần lo lắng đối phương sẽ âm thầm làm trò gì. Gặp Tống Thư Hàng đồng ý về sau. Mỹ tu nam tử nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy hắn đưa tay vuốt râu cười một tiếng, đưa tay trong hư không vẽ lên một cánh cửa, nói, bá Tống đạo hữu, các người đưa tay đặt tại trên cửa, đọc đến liên quan tới ta nói tới cơ duyên nội dung. Ta nhấn một cái đi lên sẽ không bị hút đi vào ha. Tống Thư Hàng cảnh giác nói. Mỹ tu nam tử. Cho điểm tín nhiệm a, bá Tống Huyền Thánh. Thật có lỗi, ta là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nói, Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại tranh này đi ra môn bên trên. Phía sau hắn cái kia 6 vị tiên tử cũng tò mò đưa tay ấn lên, cùng Tống Thư Hàng đồng thời đọc đến tin tức. Đợi đã, các ngươi chớ đẩy a. Không đợi Tống Thư Hàng mở miệng, liền có một ít tin tức từ môn dâng lên vào đến đám người ý thức bên trong. Loại cảm giác này, cực kỳ giống tam nhãn tiền bối thứ 3 thần nhãn tin tức quán thâu, bất quá hiệu suất phương diện phải kém rất nhiều. Mỹ tu nam tử nói tới cơ duyên nội dung rất phong phú, tương đương với một cái gói quà lớn. Bên trong có được đặc thù nguyên anh thao tác kỹ xảo, còn có thất phẩm cảnh giới như thế nào trình độ lớn nhất đào móc nguyên anh tiềm lực khiếu môn, để tu sĩ tại thất phẩm cảnh giới không còn mê mang, vững bước tân cấp. Nhưng trọng yếu nhất chính là, thông qua lần này cơ duyên thí luyện về sau, linh quỷ tiên tử có rất lớn tỷ lệ có thể tôi luyện ra một loại đặc thù thần thể. Loại thể chất này mạnh vô địch. Nếu là có thể ngưng tụ thành công, tại độ kiếp thời điểm có thể ảnh hưởng đến thiên kiếp, yên lặng giảm xuống thiên kiếp cường độ. Tống Thư Hàng nhìn đến đây lúc, đều sợ ngây người. Ngoại trừ công đức chi lực bởi vì đại công đức nguyên nhân, sẽ tự động triệt tiêu một bộ phận thiên kiếp cường độ bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể suy yếu thiên kiếp uy lực thủ đoạn. Cái này nguyên lý, không phải là để thiên lôi tại bổ thời điểm, quên hoặc không để ý đến độ kiếp giả, dẫn đến thiên kiếp uy lực hạ thấp. Nếu thật như thế, thánh ước cư sĩ nhất hệ, đơn giản mạnh vô địch a. Cái này đặc thù thần thể,
quả thực là độ kiếp thần khí. Tống Thư Hằng nói, nếu như chỉ là suy yếu bát phẩm thiên kiếp lời nói, đối bá Tống Huyền Thánh tới nói ngược lại không có cảm giác gì, không phải hắn xem thường bát phẩm huyền thánh kiếp, chủ yếu là hắn bá mẫu nhân gần nhất kinh lịch sóng to gió lớn quá cường hãn. Đặc biệt là mấy ngày gần đây nhất, kinh nghiệm của hắn cho Tô Không Vân đều có thể thổi mấy năm Ngưu Cửu U Chúa Tể mưa đạn công kích, mọc ra mắt tinh cầu diệt thế một kích, thiên đạo di thuế cầu thôn phệ lỗ đen, còn có vô cùng kinh khủng thiên phạt. So sánh dưới, bát phẩm huyền thánh kiếp, hoàn toàn chính xác có chút không coi là gì. Liền xem như giờ này khắc này Tống Thư Hàng, đối mặt bát phẩm huyền thánh kiếp lúc cũng sẽ không túng nơi này nói là phổ thông, bình thường bát phẩm huyền thánh kiếp. Nhưng là cư sĩ nhất hệ thí luyện cơ duyên bên trong có thể ngưng tụ thần thể, có thể suy yếu tất cả thiên kiếp uy lực, không chỉ có là bát phẩm, cũng bao quát tương lai cửu phẩm thiên kiếp. Cái này như bức, cân nhắc đến mình và thiên kiếp đại lão như thế hữu duyên, bình quân mỗi tháng đều muốn gặp một lần, có như vậy trong nháy mắt, Tống Thư Hàng tâm động. Không tâm động là không thể nào, dù sao hắn mỗi lần thiên kiếp đều như vậy uy mãnh, đây là mỗi lần thiên kiếp, đều đã trải qua hắn vô cùng to lớn đại công đức triệt tiêu sau cục diện. Nếu như hắn không có khổng lồ như vậy công đức, hắn mỗi cục đối mặt thiên kiếp uy lực còn muốn tăng cường mấy bậc. Huống hồ phân thân của hắn, còn vây ở cửu phẩm thiên kiếp không gian bên trong, chờ lấy bản thể viện trợ. Nếu như có thể ngưng tụ cái này đặc thù thần thể, đơn giản đắc ý. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới linh quỷ muốn rời khỏi bản thân, đi theo tiền bối đi tu luyện. Lại vừa nghĩ tới bản thân một đời linh quỷ, đến nay chưa về, Tống Thư Hàng liền không cách nào yên tâm. Tống tiền bối, người tâm động, da đen vũ nhu tử nói. Sở ngốc mau, không tâm động là không thể nào, dù sao hắn cùng thiên kiếp như vậy hữu duyên, mỗi lần thiên kiếp đối với hắn lại đặc biệt nhiệt tình. Nhưng ta vẫn là không yên lòng, Tống Thư Hàng lắc đầu, nói. Tu sĩ, có đôi khi nhất định phải nhịn được dụ hoặc. Linh quỷ đối với hắn quá trọng yếu. Hắn đã mất đi một đầu linh quỷ, không thể lại mất đi cái thứ hai. Dù sao trên thế giới nhưng không có cái thứ ba cao giai linh quỷ chờ lấy hắn. Nhưng vào lúc này, linh quỷ tiên tử đột nhiên nhẹ nhàng duỗi ra hai tay, kẹp lấy Tống Thư Hàng gương mặt. Tống Thư Hàng. Linh quỷ tiên tử muốn đi thử một chút cái kia cơ duyên, nàng đối cơ duyên kia có hứng thú. Da đen vũ nhu tử phiên dịch nói. Không được, nếu như ngươi xảy ra ngoài ý muốn, ta như thế nào hướng? Bàn giao, Tống Thư Hàng nhíu mày nói. Linh quỷ tiên tử hì hì cười một tiếng. Sau đó, đột nhiên một cái xoay người, từ trên thân Tống Thư Hàng thoát ly, như một làn khói chạy tới cư sĩ bên người. Nàng và phổ thông linh quỷ khác biệt, nàng mặc dù cùng Tống Thư Hàng là một thể, nhưng lại có độc lập ý chí, nàng có thể tự mình làm một số quyết định. Bái bai Thư Hàng, ta sẽ dẫn lấy thần thể trở về. Linh quỷ tiên tử hướng phía Tống Thư Hàng phất tay, dùng khẩu hình nói ra. Không có phát ra tiếng, cũng không có sử dụng truyền âm nhập mật. Tống Thư Hàng thở dài, nói, nhớ kỹ mỗi ngày báo bình an. Linh quỷ tiên tử quay người, tiêu sái phất tay, cũng không quay đầu lại. Vì cái gì cảm giác ta thành cái lửa bán nhân khẩu, trong lòng phun lên một trận tội ác cảm giác. Mỹ tu nam tử dở khóc dở cười. Rõ ràng là có một cơ duyên to lớn muốn tặng cho linh quỷ tiên tử, rõ ràng là một kiện đôi bên cùng có lợi sự. Vì cái gì hắn phản giống như là tràn đầy tội ác cảm giác. Sau đó, cứ như vậy, linh quỷ tiên tử đi theo cư sĩ cùng Mỹ tu nam tử, rời đi mặt trăng núi hình vòng cung. Tống Thư Hàng lưu tại nguyên địa lâm vào trầm tư. Đang suy nghĩ gì, không nỡ linh quỷ tiên tử sao? Sở ngốc mau hỏi. Ta đang nghĩ, bạch tiền bối cho ta tính toán cái kia một quẻ, kỳ thật tính bên trong có phải hay không là linh quỷ tiên tử? Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Linh quỷ cùng hắn vốn là một thể. Bạch tiền bối tính ra hắn ở cái này tọa độ, sẽ có một trận đường ra cùng đại cơ duyên. Hiện tại, linh quỷ tiên tử đi theo đại cơ duyên rời đi, lưu lại lẻ loi trơ trọi hắn. Ngươi hỏi một chút cửu u bạch chúa tể, thông nương nhắc nhở. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liên thông bạch tiền bối thông tin. Bận bịu, có chuyện gì cho ta rút ngắn đến 50 chữ phạm vi bên trong báo cáo. Bạch tiền bối nói thật nhanh. Bạch tiền bối, ta đến mục đích về sau, gặp được quần bên trong cư sĩ cùng trưởng bối của hắn. Bọn hắn mang theo ta linh quỷ tiên tử rời đi, nói phải cho ta linh quỷ tiên tử một trận cơ duyên. Tống Thư Hàng bóp lấy chữ, xóa sửa chữ đổi, mới đưa hồi phục số lượng từ hạn định tại 50 trong chữ. Nha, bạch tiền bối trở về một chữ. Sở dĩ a, bạch tiền bối.
Ngài trước đó cái kia một quẻ bên trong nói tới đường ra cùng cơ duyên, sẽ không chỉ chính là ta linh quỷ a. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta sẽ lành lạnh sao? Tống Thư Hằng hỏi. Đang khi nói chuyện, đột nhiên hắn tu chân nói chuyện phiếm virus dự cảnh công năng vang lên lần nữa cảnh báo. Có người tại khóa chặt vị trí của hắn. Không phải béo cầu chính là bất diệt chi chủ. Không tốt, bạch tiền bối, trên người của ta che giấu thiên cơ pháp thuật khả năng mất hiệu lực, có người tại khóa chặt vị trí của ta. Tống Thư Hằng vội vàng nói. Đồng thời hắn nhanh chóng lấy ra một chồng lạc ấn đao gỗ hướng hư không ném đi. Sở Ngốc Mao phối hợp phung kích, Ngốc Mao không ngừng đập nện tại lạc ấn đao gỗ bên trên, đưa chúng nó ngẫu nhiên bắn hướng vũ trụ tinh không các ngõ ngách, vì Tống Thư Hằng tại trong vũ trụ lưu lại khác biệt tọa độ. Hắn vừa làm xong chuyện này, trong hư không thì có không gian ba động tại hiển hiện. Đi, Tống Thư Hằng không chút do dự mở ra hạch tâm thế giới, mang theo chúng vật trang sức nhảy lên mà vào, cũng tiện tay đem phục sinh công đức phỉ kình lưu tại nguyên địa quan sát địch tình. Hạch tâm thế giới lối vào nhanh chóng khép kín. Trong hư không, nguyên bản đang tại thành hình không gian ba động lại chậm rãi tiêu tán. Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy sọ não đau nhức, béo cầu đại lão cắn quá chặt, căn bản không cho hắn thời gian thở dốc. Ân, béo cầu phá giải ta che giấu thiên cơ thủ pháp, càng ngày càng thành thục. Lần này phá giải so với ta tưởng tượng còn nhanh 5 phút đồng hồ. Bạch tiền bối trả lời. Tống Thư Hằng, quả nhiên là béo cầu đại lão, bạch tiền bối đón lấy đến làm sao bây giờ? Thư Hằng, người bây giờ tuyệt vọng sao? Bạch tiền bối lên tiếng nói. Tuyệt vọng ngược lại không đến nỗi, dù sao còn có thể túng tại hạch tâm thế giới. Tống Thư Hằng trả lời. Ngươi không tuyệt vọng lời nói ta liền không dễ giúp ngươi. Bạch tiền bối yên lặng hồi phục. Tống Thư Hằng. Được rồi, trước cho ngươi gửi đi một vật, hắn hẳn là có thể trợ giúp cho ngươi. Ngươi đem tu chân nói chuyện phiếm quyền hạn đối với ta mở ra. Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hằng theo lời, để tu chân tiểu trợ thủ cấn tay tiểu tùng chuột cho bạch tiền bối mở ra quyền hạn. Mấy hơi sau. Nốt tu chân phần mềm nhỏ bạch tự động xem bói hệ thống 3 ngày dùng thử bản tăng thêm thành công. Tống Thư Hằng. Bạch tự động xem bói hệ thống. Bạch tiền bối đây là chấp nhận cái danh xưng này. Hắn thử nghiệm kích hoạt cái này tiểu trình độ. Phải chăng sử dụng bạch tự động xem bói hệ thống 3 ngày dùng thử bản. Mỗi lần sử dụng cần tiêu hao 10 giờ tuyệt vọng trị, trước mắt tuyệt vọng trị giá là 11. Tống Thư Hằng. Hắn hoài nghi bạch tiền bối gần nhất không làm việc đàng hoàng. Cùng lúc đó, béo cầu đại lão tại hủy bỏ mặt trăng vị trí không gian thông đạo về sau, lại chuyển rời đến một chỗ vành đai thiên thạch. Hắn trốn ở trong tối, nhìn lấy hai cái tồn tại cảm giác rất thấp nhân loại, mang theo một đầu tồn tại cảm giác rất thấp linh quỷ, tiến vào vành đai thiên thạch bên trong. Bá Tống, ngươi cho rằng dương đông kích tây liền có thể tránh đi ta sao? Béo cầu đại lão tiểu hào trầm giọng nói. Sau đó, hắn cũng đi theo lặng lẽ tiến vào chỗ kia vành đai thiên thạch vị trí. Bạch tự động xem bói hệ thống 3 ngày dùng thử bản, mỗi lần chỉ cần tiêu hao 10 điểm tuyệt vọng trị, 10 điểm tuyệt vọng trị ngài không mua được ăn thiệt thòi, 10 điểm tuyệt vọng trị ngài không mua được mắc lừa, chân chính đáng giá. Tống Thư Hằng cảm giác cái này phần mềm nhỏ rãnh điểm vô số. Dấu móc bên trong 3 ngày dùng thử bản đánh dấu càng phảng phất là cái ma chú, không giờ khác nào không tại nhắc nhở lấy Tống Thư Hằng nạp tiền đi mua VIP chính bản. Nhưng muốn tránh né béo cầu đại lão phân thân tiểu hào truy sát, hắn cũng chỉ có thể dựa vào cái này tu chân nói chuyện phiếm phần mềm nhỏ. Xác định sử dụng, Tống Thư Hằng lên tiếng nói. Bạch tiền bối đưa hắn 11 giờ tuyệt vọng trị, chẳng khác gì là miễn phí đưa tặng một lần xem bói cơ hội. Phần mềm nhỏ kích hoạt, Tống Thư Hằng ý thức tiến vào một chương tinh mỹ hình ảnh bên trong. Đó là bạch tiền bối tay nâng quẻ bàn, cúi đầu mỉm cười đồ án. Đáng tiếc tu chân nói chuyện phiếm trước mắt không có screenshot công năng. Ngay sau đó, bạch tiền bối trong tay quẻ bàn nhanh chóng xoay tròn, từng mai viễn cổ phù văn từ quẻ bàn bên trong nhảy ra, rơi vào Tống Thư Hằng trước mặt. Những thứ này viễn cổ phù văn tách ra, Tống Thư Hằng miễn cưỡng có thể cãi ra mấy chữ. Nhưng liền cùng một chỗ về sau, Tống Thư Hằng liền không hiểu ra sao cảm giác tựa như là thật vất vả học xong 26 cái kiểu chữ tiếng Anh, sau đó trực tiếp liền đem nguyên một thiên tiếng Anh bản thảo vung ra trước mặt ngươi. Ép buộc. Tốt tại. Bạch tự động xem bói hệ thống coi như mang giải quẻ công năng. Tiểu Cát, cổ thần xuất thế, tế sống chúng sinh, 2, 3, 56 thế giới. Tại một chỗ ngăn cách tiểu thế giới mảnh vỡ bên trong, có một tôn ngủ say cổ thần sắp thức tỉnh,
ở nơi đó ngươi đem đạt được phong ấn béo cầu phân thân bảo vật, cùng tài sản to lớn. Tống Thư Hàng nhìn thấy cái này quẻ tượng mở đầu, hai mắt tam nhãn tiền bối tặng thứ ba thần nhãn cùng một chỗ sáng lên. Tiểu cát, là cát A. Mặc kệ là đại cát, trung cát, hạ cát, đều là cát. Mặt khác, quẻ tượng bên trong nâng lên phong ấn béo cầu đại lão phân thân bảo vật. Nếu thật có loại bảo vật này, hắn cũng không cần lại bị béo cầu đại lão truy đầy vũ trụ chạy loạn, túng tại hạch tâm thế giới không dám ra tới. Thậm chí có thể đào khách thành chủ, truy béo cầu đại lão phân thân đầy vũ trụ chạy loạn. Ngẫm lại cũng cảm giác mang cảm giác không được. Đáng nhắc tới chính là, quẻ tượng cuối cùng còn nâng lên to lớn tài phú Tống Thư Hàng trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung. Tỉnh táo, trước tỉnh táo lại, coi như đạt được bảo vật này cũng không thể bành trướng. Đuổi theo béo cầu đại lão phân thân đầy vũ trụ chạy sự tình trong đầu ngẫm lại thoải mái một chút liền tốt. Trong hiện thực lời nói, tốt nhất muốn một kích tất chúng, nhất cử đem béo cầu đại lão phân thân cầm xuống phong ấn, không thể cho hắn cơ hội thứ hai. Tống Thư Hàng vuốt vuốt khuôn mặt. Cẩn thận, nhưng thời điểm then chốt lại không thiếu hụt đảm lượng, đây là hắn chỉ có ưu điểm, không thể buông tha. Nhìn thấy Thư Hàng một đợt cười ngây ngô, ta không khỏi cũng lộ ra cùng khoản cười ngây ngô. Ta khẳng định là bị hắn cười ngây ngô quang hoàn bao phủ, Hàng Chí. Lúc này, Thông Nương đối còn lại mấy vị tiên tử vật trang sức nhỏ giọng nói. Tống tiền bối đó là cười ngây ngô, da đen vũ nhu tử phản bác. Tại sao ta cảm giác là xấu cười, trong tươi cười tràn đầy ác ý. Tâm ma xích tiêu kiếm nhỏ giọng bổ sung. Các ngươi đều sai rồi, đây là nhân vật phản diện boss kinh điển tiếu dung, kịch truyền hình bên trong nhân vật phản diện boss mỗi lần phát ra loại này tiếng cười về sau. Liền cách cái chết không xa. Bá Tống Hào cũng sẽ không ngoại lệ. Chuột hamster Hào chân thành nói. Bên trên bia đá đạo hữu lập tức phối hợp lóe lên. Tống Thư Hàng. Nhiều người, đội ngũ liền không tốt mang theo. Có thu hoạch sao? Sở các chủ ngốc mau miễn cưỡng hỏi. Có thu hoạch, bạch tiền bối vừa cho ta phát một cái chương trình, tính một quẻ. Quẻ tượng kết quả là tiểu cát, đón lấy đến chúng ta sẽ nghênh đón một đoạn may mắn kỳ. Mặt khác. Bạch tiền bối quẻ tượng trả lại cho một cái kỹ càng tọa độ, 2, 3, 56 tiểu thế giới mảnh vỡ. Sở các chủ ngươi biết vị trí này ở nơi nào sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Cái này không gian tọa độ có chút mơ hồ, phù hợp loại này đơn giản tọa độ không gian hàng ngàn hàng vạn. Hơn nữa còn là tiểu thế giới mảnh vỡ, muốn tìm được hắn thì càng phiền phức. Một hồi ngươi cắt nữa cái đùi phân thân đi ra, mang theo ta ngốc mau đến hiện thế vị trí. Ta dùng không gian năng lực thử một chút xem sao. Sở các chủ trả lời. Quẻ tượng cho ra không gian tọa độ, nhìn lấy tựa hồ rất kỹ càng, kỳ thật rất không rõ ràng, ngắm hoa trong màn xương đây cũng là quẻ tượng loại vật này cơ bản thao tác. Chỗ vị quẻ tượng, chính là muốn đem chuyện rất đơn giản tình miêu tả vô cùng huyền huyễn. Phiền phức sở các chủ, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Sau đó, hắn thuần thục cắt ra bắp đùi của mình phân thân. Dùng công đức chi quang bổ thành cái 1/3 chân thân tới. Sở các chủ ngốc mau từ đỉnh đầu hắn nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến 1/3 chân thân bên trên. Thuận buồm xuôi gió, Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra hạch tâm thế giới đại môn. Chớ có xấu mồm, sở các chủ ngốc mau trả lời. 1/3 chân thân mang theo sở các chủ ngốc mau, nhảy vào đến hiện thế vị trí, cũng tại nguyên chỗ chờ đợi một đoạn thời gian. Béo cầu đại lão không có tới. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Sở các chủ ngốc mau, có lẽ hắn tính ra đây không phải ngươi chân chính bản thể, sở dĩ lười xuất hiện. Có đạo lý, Tống Thư Hàng 1/3 chân thân nói. Ta đi trước, ngươi trở về đi. Sở các chủ ngốc mau lên tiếng nói, không gian năng lực thôi động, ngốc mau tan biến tại trong hư không. Tống Thư Hàng 1/3 chân thân ở bên ngoài thổi nửa khắc đồng hồ gió lạnh về sau, yên lặng trở về hạch tâm thế giới. Xem ra bản thân chân chính bản thể không ra ngoài lời nói, đã không cách nào câu dẫn ra béo cầu đại lão thân ảnh. Nếu như vậy, ta có thể thao tác chỗ trống lại lớn không ít. Tống Thư Hàng xoa cằm suy tư nói. Hắn tại một chút xíu thăm dò béo cầu đại lão ranh giới cuối cùng, vì đến lúc đó phong ấn béo cầu đại lão phân thân làm chuẩn bị. Tà liên thế giới. Bạch tiền bối đem thiên đạo di thuế cầu 1/ thân thể đặt ở công nghệ cao pháp bảo dụng cụ bên trong, bắt đầu phân tích nó cấu tạo. Ta chủ, bá Tống Hào đã bắt đầu hành động, mặt trời nhỏ T233 Hào báo cáo. Hừm, tiếp tục theo dõi hắn, lần này béo cầu phân thân tiểu Hào truy sát Thư Hàng sự, chúng ta đừng nhúng tay quá nhiều, nhượng hắn bản thân đi đối mặt béo cầu phân thân, dạng này hắn có thể chân chính trưởng thành.
trừ phi chờ hắn sắp chết, còn lại thời điểm không cần phải để ý đến hắn. Bạch tiền bối nói. Được rồi, ta chủ. Mặt trời nhỏ T233 trả lời. Kỳ thật hắn cảm giác bá tống huyền thánh trưởng thành rất nhanh, chỉ ít chư thiên vạn giới tu sĩ bên trong, đối mặt béo cầu đại lão dám thở thất phẩm tu sĩ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau cửa gỗ tiểu thế giới, tam nhãn thiếu niên vẫn như cũ duy trì lạc quan sáng sủa hảo tâm tình. Tiểu thế giới bên trong ánh nắng tươi sáng đến đáng sợ. Trong mắt quản gia cảm giác mình bị phơi phát khô, khó chịu. Sở dĩ, hắn có chút hoài niệm mưa rào tầm tã thời tiết. Lúc này, tam nhãn thiếu niên chính bưng lấy trước đó trò chơi không gian, một mặt vui vẻ. Hí tinh ngựa, cửu u béo cầu chúa tể thêm một đầu góp đủ số tống thư hàng cộng đồng ở bên trong tiến hành một ván trò chơi, nắm cửu u béo cầu chúa tể cùng hí tinh ngựa phúc, cái thế giới này pháp tắc bị đại đại hoàn thiện. Đáng tiếc, tương lai muốn lại tìm cửu u chúa tể cấp bậc đối tượng, quá khó khăn. Cầu chúa tể đuổi kịp bá tống huyền thánh sao? Tam nhãn thiếu niên hỏi. Còn không tin tức. Trong mắt quản gia trả lời. Tiếp tục chú ý một chút phương diện này tình báo. Tam nhãn thiếu niên nói. Nếu như bá tống huyền thánh nguy cấp tuyệt vọng thời điểm, hắn có thể cân nhắc xuất thủ trợ hắn một chút làm giao dịch. Hắn muốn từ trên thân bá tống đạt được liên quan tới cái kia cửu u ngựa chúa tể tin tức tương quan. Theo hắn quan sát, cái kia cửu u ngựa chúa tể có chút không giống bình thường. Hạch tâm thế giới bên trong. Tống thư hàng ngồi ở hoạt tuyển hồ nước bên cạnh. Đang tại nghiêm túc nghe sở các chủ giảng giải pháp thuật tri thức. Lúc này sở các chủ tóc dài khuếch tán, tung bay ở mặt nước tóc dài liền có thể muốn làm gì thì làm, tóc dài có thể tự động thay thế thánh quang cùng ám mục hiệu quả. Tại sở các chủ bên cạnh, còn có quy thiền bối, xích tiêu kiếm, bia đá đạo hữu thỉnh thoảng bổ sung một số tri thức muốn điểm. Tống thư hàng một bên nghe một bên tại nghiêm túc ghi lại bản thân cảm ngộ. Liên quan tới tóc khống chế phương diện pháp thuật lý luận tri thức. Trên cơ bản chính là những thứ này, cũng không có cỡ nào phức tạp huyền bí. Ngươi là muốn đem tóc sinh trưởng pháp thuật, sử dụng tại linh thú, ma thú trên người sao? Sở các chủ hỏi. Tại khống chế tóc phương diện này sở các chủ thế nhưng là quyền uy. Phải biết nàng tùy tiện rút ra một sợi tóc, thoáng luyện chế sau liền có thể hóa thành cùng loại phân thân sở ngốc mao. Có phương diện này ý nghĩ, mặt khác cũng là vì cường hóa ta một cái pháp thuật tăng pháp thuật hiệu quả. Tống thư hàng lên tiếng nói. Truyền thụ tự tạo hóa pháp phương tăng pháp thuật, có thể trong nháy mắt để đầu chọc sinh trưởng ra một đầu xinh đẹp tóc dài. Tiếc nuối duy nhất là pháp thuật này chỉ có thể đối với mình sử dụng, không cách nào dùng tại những người khác trên người. Sở dĩ Tống Thư Hàng muốn cải thiện pháp thuật này, đưa nó cải tiến một chút. Nếu như cái này tăng pháp thuật có thể đối linh thú sử dụng lời nói, một cái pháp thuật xuống dưới, linh thú bị cạo xong lông tóc lại có thể một lần nữa mọc ra, cắt xong một đợt lại một đợt. Hắn hạch tâm thế giới thì có cắt không xong lông dê. Cắt lấy linh thú mao, đều là linh thạch. Diệt Phượng tiền bối nhất định rất ưa thích. Ngoại trừ đối linh thú sử dụng bên ngoài, pháp thuật này nếu dùng trên chiến đấu, có lẽ cũng có thể có không tưởng tượng nổi diệu dụng. Đem ngươi tăng pháp thuật nguyên lý cùng ta giảng một chút, ta thay ngươi tham khảo một chút. Sở các chủ lên tiếng nói. Tiền bối chờ một lát Tống Thư Hàng mặt mày hớn hở sở các chủ nguyện ý giúp trợ lời nói, liền không thể tốt hơn. Bất quá, tại công bố tăng pháp thuật nguyên lý trước, hắn trước tiên cần phải hỏi thăm bên dưới tạo hóa tiền bối. Dù sao tạo hóa tiền bối là tăng pháp thuật người sáng tạo. Tống Thư Hàng tại tu chân nói chuyện phiếm hảo hữu liệt biểu bên trong tìm tới tạo hóa tiền bối, phát cái tin, tạo hóa tiền bối, có kiện sự tình muốn trưng cầu đồng ý của ngươi. Muốn nghe ca khúc mới sao? Không có vấn đề, ta vừa viết mấy thủ mới từ khúc. Trong đó có một bài. Là chuyên môn vì ngươi cùng Vũ Nhu Tử chế tác. Tạo hóa tiền bối vui vẻ nói. Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử là hắn tại Cửu Châu nhất hào quần bên trong hai vị đáng tin phấn, là chân chính có thể thưởng thức hắn âm nhạc mị lực tiểu hữu. Khục, cái kia, tiền bối ta đang bị người đầy vũ trụ truy sát đâu, từ khúc sự tình chờ ta trở lại địa cầu sau lại nói. Ta nghĩ ta trưng cầu tiền bối đồng ý là, ta nghĩ đem tăng pháp thuật dạy bảo cho một vị tiên tử. Để báo đáp lại. Tại chúng ta đem tăng pháp thuật cường hóa, cải tiến về sau, sẽ đem cải tiến phiên bản phản hồi cho tạo hóa tiền bối. Tống Thư Hàng nhanh chóng hồi phục. Ồ cái đại ca, không có vấn đề. Tạo hóa pháp phương tiếc nuối nói, đúng rồi Thư Hàng, ta đang chuẩn bị viết một bài cùng đào vong có liên quan ca khúc, ta nghĩ đem đào vong lúc loại kia kiềm chế, hoảng sợ, lên trời không đường, xuống đất không cửa tuyệt vọng cảm xúc viết lên đi ra. Người đang bị truy sát lời nói,
có hay không tương quan cảm ngộ. Chờ ngươi bị đuổi giết xong, cho ta giảng thuật một chút kinh nghiệm của ngươi cùng tâm tình. Tống Thư Hàng. Lão sau một lúc lâu, hắn trả lời một câu, o cái đại ca, lại nói tạo hóa tiền bối ngươi không lo lắng ta an nguy sao. Tiền bối đối với ta có thể còn sống trở về, có lòng tin như vậy. Nghĩ như vậy lời nói, Tống Thư Hàng cảm giác mình có chút bị chữa khỏi. Ta rất lo lắng, nhưng là thân là một vị tiền bối, ta lại không thể giúp ngươi gấp cái gì. Sở dĩ, ta đang tại thay ngươi viết một bài tang lễ khúc. Nhưng ta hy vọng cái này thủ tang lễ khúc không có phát huy được tác dụng một ngày. Tạo hóa pháp vương cảm thán nói. Tống Thư Hàng. Nhìn ngươi một mặt huyết mạch không lưu loát dáng vẻ, xảy ra chuyện gì rồi? Thông Nương hỏi. Tống Thư Hàng, tạo hóa tiền bối tại thay ta viết tang lễ khúc. Ta hiện tại tâm tình hết sức phức tạp. Nén bi thương, Thông Nương nói. Cùng một thời gian, tại phía xa địa cầu tạo hóa pháp vương nhận được đến từ xốp giòn hung, vẽ rơi chán sở các chủ. Bộ gặm nhấm hảo hữu chuột hamster hào, vọng thiên quy, tổ quốc tương lai người nối nghiệp Thông Nương, cùng tạo hóa pháp vương chính hắn nói chuyện riêng. Mấy vị này cơ hồ chưa từng cùng hắn nói chuyện riêng qua tu chân nói chuyện phiếm hảo hữu, mục tiêu nhất trí, đều là hy vọng tạo hóa pháp vương tại viết xong Tống Thư Hàng tang lễ khúc thời điểm, có thể đem ca khúc cho các nàng phát một lần. Tạo hóa pháp vương nhìn đến đây, cảm giác trong lòng ấm áp. Thế là hắn cho tất cả nói chuyện riêng hắn người đều trở về một cái o cái đại ca. Trong đó bao gồm cái kia tạo hóa pháp vương bản thân nói chuyện riêng mình và bản thân nói chuyện phiếm. Hạch tâm thế giới bên trong, mấy vị thu đến hồi phục thành viên, trên mặt đều lộ ra vi diệu tiếu dung. Tạo hóa pháp vương lâm thời phấn ti. Tống Thư Hàng lúc này cũng không biết việc này, hắn đạt được tạo hóa pháp vương đồng ý về sau, liền đem tăng phát thuật phù văn cùng pháp thuật lý luận giao cho sở các chủ. Sở các chủ mặt không đổi sắc, nghiêm túc bắt đầu cùng Tống Thư Hàng nghiên cứu tăng phát thuật cải tiến. Một bên khác, trong vũ trụ mịt mờ, một cây ngốc mao đang không ngừng tiến hành không gian khiêu dược. Nàng đã tại trong vũ trụ mịt mờ nhảy gần 20 cái giờ. Không phải nơi này cũng không có ẩn tàng tiểu thế giới. Kế tiếp vị trí, đi, sở ngốc mao lần nữa mở ra không gian thông đạo, lấp lóe rời đi. Tại Tống Thư Hàng bọn người nghiên cứu tăng phát thuật thời gian bên trong, sở ngốc mao đã dò xét hơn trăm hơn nghìn cái không gian vị trí tọa độ. Lại nói, ta tại sao phải như thế hao tâm tổn chi phí sức đi trinh sát ẩn tàng tiểu thế giới cùng tọa độ A? Sở ngốc mao tại lại dò xét xong một tọa độ về sau, đột nhiên nói. Vì cái gì nàng đường đường trường sinh giả, ngốc mao, sẽ như cái chạy thị trường người làm công một dạng, đầy vũ trụ tán loạn. Thở thật dài một cái về sau. Sở ngốc mao nhận mệnh mở ra cánh cửa không gian, lần nữa nhảy vào trong đó. Ngay tại nàng tiếp tục lại dò xét 12 cái không gian tọa độ về sau, rốt cục có manh mối. Vị trí này, có ẩn tàng tiểu thế giới dấu vết. Sở ngốc mao có chút nhếch lên. Thế là, nàng ngốc mao cuốn một cái, ở cái này vị trí đâm một thanh thánh ấn đao gỗ, cũng bắt đầu liên hệ bản thân bản thể. Hạch tâm thế giới bên trong. Sở các chủ cùng Tống Thư Hàng đám người đã hoàn thiện tăng phát thuật. Đổi lý luận, tại gần 20 cái giờ phấn đấu bên trong, sở các chủ tận lực đem tăng phát thuật biến càng hoàn mỹ hơn, để nó hiệu quả không nhận đẳng cấp hạn chế. Bất kể là bát phẩm huyền thánh vẫn là cửu phẩm kiếp tiên, đều không thể miễn dịch pháp thuật này. Sau đó liền chờ thí nghiệm hiệu quả. Lúc này, sở các chủ đột nhiên lên tiếng nói, đợi đã, tóc của ta đã tìm tới quẻ tượng tọa độ. Cổ thần khôi phục tiểu thế giới. Tống Thư Hàng trên tinh thần mỏi mệt quét sạch sành xanh. Bất quá thế giới kia giấu giếm rất sâu, còn không tìm được mở ra, tiến vào phương pháp. Sở các chủ nói. Để cho ta đi thử xem. Tống Thư Hàng dứt lời, trước hóa thành ngụy bất hủ thân thể, sau đó duỗi ra bản thân xương mù tay phải. Hắn mở ra hạch tâm thế giới, chỉ đem tay phải của mình nhô ra hạch tâm thế giới chỉ muốn bản thể hắn còn tại hạch tâm thế giới, béo cầu đại lão liền sẽ không đối với hắn sinh ra hứng thú. Tại sở ngốc mao dẫn dắt bên dưới, Tống Thư Hàng tay phải tiếp xúc đến ẩn tàng tiểu thế giới khu vực. Xem xét bí pháp, Tống Thư Hàng kích hoạt lên cái này làm hắn thống khổ bí pháp. Thống khổ sẽ khiến nam nhân trưởng thành. Mỗi loại khác biệt thống khổ, đều là khác biệt lịch duyệt không có trải qua thống khổ nam nhân sinh là không hoàn chỉnh. Tống Thư Hàng lần này liền lại kinh lịch mới thống khổ. Lần này hắn ngụy bất hủ xương mù thân thể không có bạo tạc. Mà là dùng hoàn toàn mới hòa tan phương thức, tựa như là tại dưới nhiệt độ cao tan ra ngọn nến, hướng phía dưới chảy xuôi.
sáp bó đuốc thành cho nước mắt bắt đầu làm. Chậm đao phá thịt, càng là tra tấn. Ti loại thống khổ này cảm giác trước kia cho tới bây giờ không trải qua, là loại sản phẩm mới à. Tống Thư Hàng thân thể một bên hòa tan, một bên hít một hơi lãnh khí. Sở các chủ, quy tiền bối. Ước chừng 30 hô hấp về sau, Tống Thư Hàng mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, đem thân thể này hòa tan thống khổ cắn răng nhẫn nại xuống dưới. Đồng thời, xem xét bí pháp phản hồi tới được tin tức, xuất hiện tại đầu óc hắn. Chỉ là lần này phản hồi tin tức, đứt quãng, tựa như khó sinh. Chưa mệnh danh nhân tạo tiểu thế giới mảnh vỡ, đây là một cái lịch sử lâu đời, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời kỳ nhân tạo tiểu thế giới. Bây giờ đã vỡ vụn, chỉ sót lại một khối tiểu thế giới mảnh vỡ. Nhưng trong đó như cũ có đại lượng sinh mệnh khí tức tồn tại. Lại là thái cổ thời kỳ liền tồn tại vật, khó trách sẽ kích hoạt hoàn toàn mới thống khổ chủng loại. Tiểu thế giới chỗ sâu ẩn giấu đi đáng sợ cổ thần, sắp hoặc đã thức tỉnh, xin chú ý an toàn. Nhắc nhở một, người hạch tâm tiểu thế giới hẳn là sẽ rất ưa thích cái này nhân tạo tiểu thế giới mảnh vỡ, nếu như không có vị kia đáng sợ cổ thần tồn tại lời nói, có lẽ có thể cho hạch tâm tiểu thế giới cùng nhân tạo tiểu thế giới mảnh vỡ tiếp xúc một chút. Nhắc nhở hai, trên người ngươi có một kiện nhuộm may mắn bảo vật, có thể hiệp trợ ngươi tiến vào cái này nhân tạo tiểu thế giới tiến hành thăm dò. Nhắc nhở ba, nếu như ngươi cảm giác thống khổ ngươi liền vỗ vỗ tay, tại vỗ tay thời điểm, xin đem tay phải rút về, lấy giảm thống khổ đẳng cấp. Tống Thư Hàng đem tay phải của mình từ trong hư không lùi về hạch tâm thế giới. Thống khổ là rất đau, bất quá thống khổ đẳng cấp cũng không có đạt tới nhường hắn sụp đổ cấp độ. Rõ ràng là hoàn toàn mới chủng loại mới thống khổ, nhưng hắn lại tại 30 hô hấp về sau, liền dần dần thích ứng. Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ nhìn lấy chính mình tay phải. Nghịch kình khí linh tiên tử hiển hiện, nàng cắn ngón tay của mình, ngồi quỳ chân tại quyền sáo trên mu bàn tay, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn qua Tống Thư Hàng. Không có việc gì, ta không có chịu hoán ngươi. Tống Thư Hàng trên mặt gạt ra một cái ẩn chứa thống khổ mỉm cười. Bên cạnh, tâm ma xích tiêu kiếm hỏi, đạt được kết quả đáp án sao? Đúng vậy, tiểu thế giới này cũng không phải là tự nhiên sinh ra, mà là nhân tạo tiểu thế giới. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Ba sở các chủ phun cái bong bóng nói, những tin tức này quẻ tượng kết quả bên trong liền nâng lên, người đạt được tiến vào tiểu thế giới phương pháp sao? Đạt được một cái nhắc nhở. Tống Thư Hàng gật đầu nói, nhắc nhở nói, trên người của ta có một kiện nhuộm may mắn thuộc tính bảo vật, có thể trợ ta tiến vào bên trong thế giới nhỏ này đi. Mặt khác, tiểu thế giới này có lẽ cùng ta hạch tâm thế giới hữu duyên. Nhuộm may mắn thuộc tính bảo vật, thì ra là thế, nói chính là ta đi. Bia đá đạo hữu tự tin nói. Hắn là thiên đạo bạch tác phẩm, tự thân khẳng định mang theo may mắn thuộc tính. Mà lại nó trấn áp năng lực, phát huy đến cực hạn lúc liền không gian đều có thể tạm thời trấn áp, nói không chừng hắn có thể vì Tống Thư Hàng mở ra một cái thông hướng tiểu thế giới lối vào. Tâm ma xích tiêu kiếm dùng khả ái thanh âm đâm bia nói, bia đá đạo hữu, không phải ta đã kích ngươi. Nói thật, ta không cách nào từ trên người ngươi cảm ứng lấy may mắn hương vị. Xích tiêu kiếm cảm giác vị này bia đá đạo hữu rất bia kịch, đi theo Tống Thư Hàng từ thú tu giới cấm địa đi ra, liền đỗi bao nhiêu đại lão. Viễn cổ thiên đình dư đảng phượng nghi tiên tử, thiên đạo di thuế cầu, u cầu đại lão. Như thế bia kịch, cùng may mắn một từ thực sự không đáp sát. Trong lòng ngươi có đầu mối sao? Sở các chủ hỏi. Hừm, thoáng có chút suy đoán. Tống Thư Hàng dứt lời, thân thể uốn éo. Trên mặt đất nguyên bản hòa tan làm một bãi trạng thái xương mù chi thân lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó hắn vung tay lên một cái, hạch tâm thế giới bên trong có một kiện vật phẩm bay tới, rơi vào bàn tay của hắn. Đó là một cái hoàng kim trận bàn, trên đó ẩn chứa một chút không gian quy tắc khí tức. Đây là bạch tiền bối lần trước cho ta một cái kim sắc hộ thân phù. Tống Thư Hàng nói, bảo vật của hắn bên trong, có thể cùng may mắn dính líu quan hệ, hẳn là nó. Đây là một kiện pháp khí A, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Nói đúng ra, là kiện sử dụng tới truyền thừa loại pháp khí. Là bạch tiền bối từ cái gì đều có thể bán đại lão nơi đó mua một bộ thánh viên luyện giới không gian bí thuật. Bí thuật truyền thừa hoàn tất về sau, lưu lại cái trận bàn này. Tống Thư Hàng trả lời. Cái trận bàn này là kiện bảo vật, trải qua luyện chế, Tống Thư Hàng chỉ cần mỗi ngày đưa nó mang ở trên người, thì có cơ hội có thể thức tỉnh một cái không gian hệ tiểu thiên phú. Về phần có thể thức tỉnh ra cái gì tiểu thiên phú, liền nhìn nhân phẩm. Bia đá đạo hữu nói,
như vậy, muốn làm sao sử dụng cái này kim sắc trận bàn? Có lẽ cần ta từ nó phía trên lĩnh ngộ ra một cái không gian tiểu thiên phú, sau đó cái không gian này tiểu thiên phú lại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Tống Thư Hàng suy đoán nói. Tâm ma xích tiêu kiếm, vậy ngươi lĩnh ngộ ra tới rồi sao? Nào có dễ dàng như vậy? Tống Thư Hàng lắc đầu, đang khi nói chuyện thân thể của hắn đột nhiên lại bắt đầu hòa tan. Rõ ràng là sương mù thân thể, lại như dịch thể hướng phía dưới chảy xuôi, hóa thành bãi hình. Nguyên bản nắm ở trong tay kim sắc trận bàn rơi xuống đến một bên. Tống tiền bối, thân thể của ngươi, lại hòa tan, da đen Vũ Nhu Tử nhắc nhở. Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn xem, ngẩng đầu nhìn sang trời, ôn nhu nói, a, ta thấy được, Vũ Nhu Tử. Còn tốt hắn không có giải trừ ngụy bất hủ thân thể. Nếu không nói không chừng muốn chết một lần. Ta có cái to gan ý nghĩ, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Ta cũng thế, bia đá đạo hữu nói. Một bãi hình dáng Tống Thư Hàng nói, hai vị tiền bối mời nói. Tâm ma xích tiêu kiếm nói, dưỡng đao thuật. Bia đá đạo hữu nói, đem cái này kim sắc trận bàn dung nhập vào một bãi hình dáng bá Tống đạo hữu trong thân thể, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Hai miệng lại khác tiếng. Hai vị khí linh đại lão sau khi nói xong, tương hỗ liếc nhau một cái. Ta lúc đầu cho là chúng ta ở giữa khó được sinh ra ăn ý. Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Bia đá đạo hữu, ta nguyên bản cũng cho là như vậy. Nghịch kình khí linh tiên tử, ô. Hai cái phương án đồng thời thử một chút đi. Sở các chủ đề nghị. Thế là, da đen Vũ Nhu Tử chạy chậm tới, đem kim sắc trận bàn nhặt lên. Cẩn thận từng ly từng tí đem trận bản an trí tại một bãi hình dáng Tống Thư Hàng trong thân thể. Tống Thư Hàng miễn cưỡng dùng khói sương mù thân thể đem kim sắc trận bàn bao khỏa, kích hoạt dưỡng đao thuật. Màu đen sương mù, bao vây lấy kim sắc trận bàn. Trong sương khói, thất thải quang mang không ngừng lấp lóe. Một màn này nhìn, ẩn ẩn có loại sử thi pháp khí sắp đản sinh tràng diện cảm giác. Mặc dù là tà thuật, nhưng không thể không nói là loại rất tiện lợi kỹ năng. Chuột hamster hào nhìn qua thất thải thần khí quang mang, cảm giác mình mắt chuột trận trận khó chịu, thất thải bảo quang thật chướng mắt. Bia đá đạo hữu khẳng định nói, bá Tống dưỡng đao thuật tuyệt đối biến dị qua, ta dám đánh cược nguyên bản dưỡng đao thuật nhất định không cường đại như vậy hiệu quả. Chuột hamster hào lập tức nhớ tới tà liên thế giới bên trong chủ nhân, bạch chúa tể mỗi lần tại bá Tống hào sau khi rời đi, liền sẽ tại phong ấn trụ bên trên cuồng soát dưỡng đao thuật, nhưng một mực không có hiệu quả. Nghĩ như vậy lời nói, bia đá đạo hữu nói có đạo lý. Có hiệu quả sao? Thông nương hiếu kỳ hỏi. Còn không có cảm giác, hoàng kim trận bàn cũng không có phản ứng. Tống Thư Hàng trả lời. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột, lúc trước soát phong ấn trụ lúc, hắn đều quét gần một ngày thời gian, hắn cũng không thiếu kiên nhẫn. Mà lại, đừng quên trong tay hắn còn có thiên đạo thuốc nhỏ mắt, nếu như dưỡng đao thuật đều không có tác dụng lời nói, vậy liền đến một giọt thiên đạo thuốc nhỏ mắt. Thử một chút có thể hay không sinh ra phản ứng hóa học. Cùng một thời gian, tại một chỗ tức không thuộc về hiện thế, cũng không thuộc về cửu u kim sắc không gian bên trong. Có đạo thân ảnh yên lặng cuộn thành một đoàn, nhìn rất thống khổ bộ dáng. Tại thống khổ sau khi, hắn ngẫu nhiên sẽ còn duỗi ra hai tay nhẹ nhàng vỗ tay. Lúc này, lại có một đạo thân ảnh của u linh lặng yên hiển hiện, lên tiếng nói, bệ hạ, trên mặt đất lạnh, mau dậy đi. Để cho ta lại nằm một lát, tì đau nhức sát ta cũng co do thân ảnh thống khổ nói. Thân ảnh của U Linh nghi ngờ nói, cái kia bệ hạ ngươi vì sao muốn liên tục vỗ tay? Bởi vì nếu như ngươi cảm giác thống khổ ngươi liền vỗ vỗ tay. Co do thân ảnh nói, thống khổ vỗ tay. U Linh thân ảnh, MDZZ. Thời gian một chút xíu trôi qua. Hạch tâm thế giới bên trong. Bãi thành một đoàn Tống Thư Hàng dùng thân thể bao vây lấy hoàng kim trận bàn. Không ngừng thi triển dưỡng đao thuật. Thân thể của hắn một mực đang hành động, nhưng hắn ý thức cũng đã xa vào đến trạng thái ngủ. Bên cạnh, Thông Nương cùng da đen Vũ Nhu Tử gắn bó tại cùng một chỗ, nằm tại Tống Thư Hàng cách đó không xa chìm vào giấc ngủ. Chuột hamster hào thì tựa ở bia đá đạo hữu trên người, khép lại mắt chuột. Hạch tâm tiểu trợ thủ mang tới cái chăn, cho các nàng đắp lên. Bọn hắn có thể là quá mệt mỏi, Sở các chủ nói khẽ. Tránh né cửu u chúa tể truy sát cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Quy tiền bối gật đầu nói, dù sao phổ thông thất phẩm tôn giả đối mặt cửu u chúa tể lời nói, cửu u chúa tể thổi một hơi liền có thể đem thất phẩm tu sĩ diệt đi Thư Hàng còn nhảy nhót tưng bừng đã rất hiếm thấy.
Sở các chủ khẽ gật đầu một cái. Lúc này, nguyên bản ở vào trạng thái ngủ Tống Thư Hàng, đột nhiên dùng sức đánh xúc lên, sương mù hình dáng thân thể bắt đầu lăn lộn. Quy Tiền Bối duỗi móng vuốt sờ mó, đem Tống Thư Hàng thân thể chấn áp xuống, chuyện gì xảy ra? Là Hoàng Kim trận bàn bị kích hoạt lên. Không có, Sở các chủ nói. Hắn giống như là thấy ác mộng, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm suy đoán nói. Bia đá đạo hữu đặt ở Tống Thư Hàng sương mù chi thân bên trên, thay hắn kiểm tra hạ thân thể trạng thái. Một lát sau, bia đá đạo hữu trả lời, không cần lo lắng, không có việc lớn gì. Bởi vì bá Tống đạo hữu trước đó xem xét nhân tạo tiểu thế giới mảnh vỡ thống khổ, đã mất đi ý chí áp chế, sở dĩ thân thể của hắn bắt đầu thống khổ run rẩy. Nguyên lai, hắn vẫn là sẽ cảm giác đến đau, Sở các chủ nói. Quy Tiền Bối phụ họa nói, ta cũng cho là hắn cảm giác đau thần kinh đã mất linh. Tống Thư Hàng thân thể tại lại co quắp một lát sau, chậm rãi bình tĩnh lại. Lúc này ý thức của hắn, chính lâm vào một cái rất có tiên khí trong mộng cảnh. Ở một cái như tiên cảnh tiểu thế giới bên trong, Tống Thư Hàng cảm giác mình thân thể bị chôn tại thổ địa chỗ sâu. Nhưng hắn ý thức lại có thể xuyên thấu qua thổ địa tầng, hướng ra phía ngoài khuếch tán, trinh sát hoàn cảnh bốn phía. Loại cảm giác này, là nhập mộng. Không sai, là đã lâu nhập mộng cảm giác. Dù sao có bao nhiêu lần kinh nghiệm, Tống Thư Hàng đã quen thuộc nhập mộng cảm giác. Như vậy, lần này ta nhập mộng đối tượng là ai? Tống Thư Hàng bắt đầu suy tư gần nhất cùng mình tiếp xúc cũng đạt tới nhập mộng điều kiện tiêu chuẩn tồn tại. Gần nhất thỏa mãn điều kiện có Sở các chủ nàng một mực ở tại hạch tâm thế giới, đồng thời thân thể đã khôi phục 1/3. Sau đó là tam nhãn thiếu niên hoặc là hắn đối ứng thiên đạo song phương liên hệ là thiên đạo thuốc nhỏ mắt cùng thứ ba thần nhãn. Mặt khác Hà Chỉ Ma Đế cũng rất lớn khả năng Hà Chỉ Ma Đế cho hắn rót một thân công lực, chính là kết xuyên. Thiên đạo di thuế cầu tại phương diện nào đó tới nói, cũng phù hợp nhập mộng tiêu chuẩn. Như vậy, lần này nhập mộng đến cùng là ai? Mấy vị này tiền bối bên trong, có vị nào đã từng bị chôn sâu dưới lòng đất, không thể động đậy? Sẽ không lại như nhập mộng thông nương một dạng, nhập mộng đến thực vật hình yêu tinh sơ kỳ, trong lòng đất chờ lấy mọc rễ nảy mầm a. Trong lúc đang suy tư, nơi xa có một vị thú tu tiên tử từ xa đến gần, đình chỉ tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Vị này thú tu tiên tử khả năng có được phượng hoàng huyết thống, nàng đứng ở nơi đó tựa như một đoàn thiêu đốt bất diệt chi hỏa. Thú tu tiên tử chọn tốt vị trí về sau, bắt đầu đào móc. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đào được Tống Thư Hàng lần này nhập mộng đối tượng chôn vị trí. Sau đó nàng đem Tống Thư Hàng móc ra. Mà Tống Thư Hàng cũng rốt cục thấy rõ mình lúc này bộ dáng, lần này hắn. Thành một khối kỳ quái kim loại. Không sai, là một khối kim loại. Nhập mộng công năng, không chỉ có thể nhập mộng sinh vật, thực vật, thậm chí có thể trực tiếp nhập mộng kim loại. Thú tu tiên tử xoa xoa khối này kim loại, chăm chú nhìn nửa ngày. Một lát sau, trên mặt của nàng nổi lên hai mảnh xấu hổ mây. Tống Thư Hàng. Vị này tiên tử, ngươi nhìn lấy một khối chất phác kim loại lúc tại sao phải đỏ mặt? Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Đào ra Tống Thư Hàng khối này kim loại về sau. Thú tu tiên tử liền nhảy ra cái hố, cũng đem hố lấp đầy. Nàng mang theo kim loại, thật vui vẻ trở về. Sau đó, thời gian 10 năm đi qua. 10 năm này thời gian bên trong, thú tu tiên tử cách mỗi đoạn thời gian đều sẽ tới, thưởng thức khối này kim loại, cũng tại khối này kim loại bên trong quán nhập linh lực. Mỗi lần đang thưởng thức thỏi kim loại thời điểm, thú tu tiên tử hai mắt sẽ mê ly, xa vào đến hồi ức. Một lát sau, nàng hai gò má sẽ nổi lên một mảnh đỏ bừng. Tống Thư Hàng. Thời gian 10 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Có thông nương mấy trăm năm hành sinh kinh lịch đặt cơ sở, đối với loại này thân bất do kỷ, nhàm chán thời gian, Tống Thư Hàng có kháng thể. Hắn kiên cường như hợp kim đạo tâm, hoàn toàn có thể nhịn ở chỉ là vài chục năm nhàm chán tuế nguyệt. Thứ 11 năm lúc, nhập mộng nội dung cốt truyện rốt cục phát sinh biến hóa. Thú tu tiên tử bắt đầu chế tạo khối này kim loại. Nàng đem kim loại chế tạo thành một cái trận bàn bộ dáng. Ta lần này nhập mộng chính là trận bàn, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Cuối cùng, thú tu tiên tử ở một cái trời trong gió nhẹ thời tiết tốt bên trong, mang theo trận bàn tiến vào một khỏa đại thụ bên dưới. Trên người của nàng đột nhiên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Đại thụ, trận bàn, thú tu tiên tử, toàn bộ bị ngọn lửa thôn phệ. Tống Thư Hàng lại một lần nữa thưởng thức được thân thể hòa tan thống khổ.
vị này thú tu tiên tử có độc. Tống Thư Hàng thông qua nhập mộng hoàng kim trận bàn có thể cảm ứng ra, cái này thiêu đốt lửa cháy hừng hực không phải phàm hỏa. Ngọn lửa này khủng bố lại quỷ dị, có thể trực tiếp thiêu đốt linh lực.